Thanh Liên Chi Đỉnh chương 2116, Ngũ Diễm đoán linh quyết. Nam tử trung niên thân thể bị tam sắc hỏa diễm che mất, ầm ầm tiếng vang, thân thể nổ bể ra đến, huyết nhục văng tung tóe, một đầu mini nguyên anh ly thể bay ra. Mini nguyên anh vừa mới ly thể, nữ tử áo đỏ hai mắt sáng lên lên chói mắt thanh quang, cắt phun ra một đạo thanh quang. Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang lên, mini nguyên anh bị một đạo thanh quang đánh trúng, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Xích sắc cự nhân thân thể bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, hóa thành bảy cây linh quan ảm đạm hồng sắc cờ phướng rớt xuống đất trên mặt sát 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 nữ tử áo đỏ mặt lộ vẻ điên cuồng hiển nhiên lâm vào trong ảo cảnh trong hư không bỗng nhiên hiện ra vô số lam sắc hơi nước bỗng nhiên ngưng tụ hóa thành một đầu lam vũ lất vất kình thiên đại thủ chụp về phía nữ tử áo đỏ nữ tử áo đỏ làm như không thấy một trận cuồng tiếu bàn tay lớn màu xanh lam đối diện vỗ xuống mặt đất thêm ra một cái cự đại thủ trưởng ấn nữ tử áo đỏ nằm tại thủ trưởng ấn bên trong bên ngoài thân vết máu từng đống không ngừng chảy máu một đạo lam vũ lất vất sóng âm cuốn tới những nơi đi qua mặt đất vỡ ra đến chia năm xẻ bảy lam sắc sóng âm lướt qua nữ tử áo đỏ thân thể nữ tử áo đỏ hai mắt trừng thật to không có khí tức ngũ tạng lục phủ toàn bộ bị chấn nát một đầu mini nguyên anh ly thể bay ra vừa bay ra hơn trăm trượng một trận vui sướng tiếng đàn vang lên mini nguyên anh bỗng nhiên ngừng lại phiêu phù ở giữa không trung nhất tọa thanh mông mông cự tháp từ trên trời giáng xuống đem mini nguyên anh thu vào lam sắc màn nước bỗng nhiên tán loạn vương trường sinh cùng uông như yên đứng tại trên mặt đất uông như yên đổ mồ hôi lâm ly vương trường sinh tiến vào hóa thần hậu kỳ phía sau hai người pháp lực cùng thần thức điệp gia tiếp cận luyện hư kỳ không có gì bảo hộ thân hoặc là cường đại thần thức rất dễ dàng lâm vào huyễn thuật bên trong vương trường sinh vẫy tay một cái màu xanh cự tháp phục nhỏ lại bay trở về rơi vào trên tay của hắn ninh lan từ đằng xa bay tới uông như yên thi triển huyễn thuật quá lợi hại Ninh Lan không thể không tránh đi. Vương sư đệ, cái này ngươi linh diễm. Ninh Lan vừa nói, một bên tế ra nhất tọa tiểu xảo linh lung hồng sắc tiểu tháp, phun ra một mảnh hồng sắc hào quang, một đoàn thanh bạch hai màu hỏa diễm xuất hiện trong hư không là, tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao. Tinh hỏa tộc bồi dưỡng ra tới linh diễm tương đối lợi hại, huyền ngọc băng diễm cũng không phải đối thủ, bất quá chủ nhân pháp thân bị hủy, vương trường sinh có thể luyện hóa này đoàn linh diễm, tăng lên huyền ngọc băng diễm uy lực, hắn pháp quyết vừa bấm, bạch sắc hỏa diễm bỗng nhiên ngưng tụ cùng màu xanh hỏa diễm tách ra hóa thành một đầu bạch sắc hàng dao bay trở về vương trường sinh ống tay áo không thấy vương trường sinh tế ra một đầu màu xanh luyện khí lô thu hồi màu xanh hỏa diễm tại đây không phải nói chuyện địa phương chúng ta tìm một chỗ chậm rãi đi vương trường sinh đề nghị bọn hắn nhanh chóng quét dọn chiến trường rời đi nơi đây một chén trà thời gian phía sau vương trường sinh ba người xuất hiện tại một cái dưới đất trong động quật ninh lan cùng vương trường sinh nói rõ chi tiết một cái trải nghiệm của hắn tiến nhập huyền linh động thiên phía sau hắn cùng một vị đồng môn gặp nhau hai người cùng một chỗ hợp tác tầm bảo tình cờ tình huống dưới bọn hắn phát hiện tinh hỏa tộc đang đuổi giết nhân tộc xuất thủ tương trợ không nghĩ tới tinh hỏa tộc thực lực hơn người nếu không phải vương trường sinh cùng uông như yên kịp thời đuổi tới bọn hắn tự giữ nhiều lành ít lần này may mắn bà có vương sư đệ cùng uông sư muội nếu không ta đã thân tử đạo tiêu ninh lan cảm kích nói hắn có hai cái ngũ giai linh thú bất quá đều chết tại tinh hỏa tộc trên tay lý sư huynh di vật chờ chúng ta rời đi nơi đây lại cho trả lại cho hắn thân tộc đến nỗi bốn người khác trên người tài vật chúng ta phân đi vương trường sinh lấy ra bốn mai nhan sắc khác nhau trữ vật giới tay áo lắc một cái một mảnh hào quang lướt qua trên mặt đất có thêm một đống đồ vật hạ phẩm thông thiên linh bảo tự có hơn mười kiện nó trong có một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo tam diễm diệt linh thương ninh lan có tự mình hiểu lấy chỉ là muốn hai kiện thông thiên linh bảo cùng mười cây ngàn năm linh dược vật gì khác đều cho vương trường sinh cùng uông như yên trên thực tế Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên có thể nuốt một mình, bất quá bọn hắn không có làm như thế. Bốn người tài vật bên trong có một trương lục giai khống địch phù triện, còn có hai bộ ngũ giai trận pháp. Như vậy, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tự có sáu tấm lục giai phù triện, công kích, khống địch cùng độn thuật phù các hai tấm, xem như thật tốt. Bốn người tài vật bên trong có không ít ngàn năm linh dược, ba ngàn năm linh dược có năm cây nhiều, còn có một số khoáng thạch cùng linh trùng trứng. Đúng rồi, Vương Sư Đệ, đối tên kia tinh hỏa tộc Nguyên Anh Sư Hồn, nhìn xem có thể hay không lấy được một chút tin tức hữu dụng. Ninh Lan đề nghị. Dị tộc trên thân khả năng chủng hạ cấm chế, bình thường pháp tử vô dụng, vẫn là để ta thử một lần đi. Cung Như Yên chủ động xin đi, đổi vị suy nghĩ, nàng nếu như dị tộc, khẳng định sẽ cho thủ hạ chủng hạ cấm chế, phòng ngừa địch nhân sư hồn, trấn hải cung đệ tử tinh anh cũng giao phòng ngừa sư hồn cấm chế. Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, xong Ninh Lan nói ra, Ninh Sư Huynh, làm phiền ngươi canh giữ ở bên ngoài vì chúng ta hộ pháp, chúng ta đối nó nguyên anh sư hồn người già thành tinh, Ninh Lan rất thức thời rời đi. Ung Như Yên tay áo lắc một cái, một mặt lam quang lấp lóe không ngừng pháp bàn bay ra, phiêu phù ở không trung. Vương Trường Sinh thả ra nữ tử áo đỏ Nguyên Anh, Nguyên Anh bên ngoài dáng một trương ngân quang lóng lánh phù triện. Nguyên Anh phiêu phù ở lam sắc pháp bàn trên không, lam sắc pháp bàn sáng lên vô số chói mắt phù văn, thả ra một cổ lam quang bao lại Nguyên Anh. Nàng mười ngón lướt qua dây đàn, một trận vui sướng tiếng đàn vang lên. Bên ngoài sơn động, nghe được tiếng đàn, Ninh Lan giật nảy mình, vội vàng bay đến nơi xa, lấy tu vi của hắn, căn bản không ngăn cản được. Nửa khắc đồng hồ phía sau, tiếng đàn biến mất. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi ra sơn động, sắc mặt hai người ngưng trọng. Ninh Lan bay tới, mở miệng hỏi, thế nào, Vương Sư Đệ, có hay không tra được tinh hỏa tộc mục đích? Vương Trường Sinh nhẹ gật đầu, nói, mục đích của bọn hắn là một đoàn thạch trung hỏa, phái không ít cao thủ, nó trong có một người là hợp thể tu sĩ phân thân. Thạch trung hỏa? Ninh Lan trong mắt kinh ngạc chợt lóe lên, thạch trung hỏa, một trung hỏa, không trung hỏa có thể tạo thành tam vị chân hỏa, tam vị chân hỏa uy lực to lớn, có không thể tưởng tượng nổi đại thần thông. Hợp thể tu sĩ phân thân. Ninh Lan cho mày, đây cũng không phải là tin tức tốt gì, dù là chính có hóa thần kỳ tu vi, thần thông cũng không thể kinh thường. Thạch trung hỏa vị trí rất có thể có lục giai yêu thú, tinh hỏa tộc không có dễ dàng như vậy đắc thủ, chúng ta có những nhiệm vụ khác tại thân, không cần phải để ý đến tinh hỏa tộc cung như y nghiêm nghị nói vương trường sinh gật gật đầu nói đi thôi chúng ta trước chạy tới một cái địa phương trần sư tổ muốn đồ vật nhất định phải đem tới tay bọn hắn sử dụng huyễn thuật từ tinh hỏa tộc miệng trong dụ ra không ít bí mật có giá trị nhất đồ vật là một bộ bí thuật ngũ diễm đoán linh quyết thu thập năm loại thuộc tính khác nhau ngũ giai linh diễm thay thế ngũ hành xung kích luyện hư kỳ trừ cái đó ra còn có một số bồi dưỡng linh diễm pháp môn những pháp môn này tương đối nông cạn giá trị không lớn nói như vậy Hóa thần tu sĩ muốn ngũ hành hợp nhất mới có thể xung kích luyện hư kỳ, bất quá số ít hóa thần tu sĩ không cần ngũ hành hợp nhất cũng có thể xung kích luyện hư kỳ, ví dụ như vậy có thể đếm được trên đầu ngón tay, ngoại trừ ngũ hành hợp nhất, một chút thiên tài địa bảo cũng có thể phụ trợ hóa thần tu sĩ xung kích luyện hư kỳ, hư nguyên quả chính là một cái trong số đó, bất quá đại đa số luyện hư tu sĩ đều là thông qua ngũ hành hợp nhất phương thức xung kích luyện hư kỳ. Nếu như Vương Trường Sinh muốn ngũ hành hợp nhất, cần luyện chế bảo vật thay thế thiếu khuyết linh căn tiếp đó tu luyện một loại công pháp khác, nhưng thể nội ngũ hành chi lực đạt tới cân bằng, sau đó lại xung kích luyện hư kỳ. Như vậy, tự nhiên sẽ lãng phí thời gian dài. Có ngũ diễm đoán linh quyết này một môn bí thuật, Vương Trường Sinh lại nhiều một chủng xung kích luyện hư phương pháp. Hắn hủy đi nữ tử áo đỏ pháp thân, lấy được một đoàn ngũ giai linh hỏa, lại thu thập bốn loại ngũ giai linh diễm, hắn liền có thể sử dụng ngũ diễm đoán linh quyết bí thuật này xung kích luyện hư kỳ. Tinh hỏa tộc lần trước cũng phái nhân tiến nhập Huyền Linh động thiên tầm bảo, biết một chút có tu tiên tài nguyên địa phương, bất quá Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên muốn đi thu thập Trần Nguyệt Dĩnh muốn đồ vật, cái này trọng yếu nhất. Lấy tới Trần Nguyệt Dĩnh muốn đồ vật, tất cả dễ nói. Ninh Lan gật gật đầu, hắn cũng là lệ thuộc phi thăng hệ phái, đương nhiên sẽ không phản đối. Ba người hóa thành ba đạo động quan phá không mà đi, tiêu thất ở chân trời. Một mảnh rộng lớn vô biên màu xanh thảo nguyên, một nam một nữ hai tên hóa thần tu sĩ ngay tại vây công một tên mặt xanh nanh vàng, sau lưng mọc lên hồng sắc cánh thịt quái vật, quái vật có một đôi hồng sắc sừng nhọn trong mắt là xích hồng sắc mặt đất có mấy trăm cái hố to trong hầm bốc lên một cổ khói đen trên mặt đất tán lạc một chút gãy chi cùng một chút huyết nhục trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc nhìn trên thân hai người phục sức rõ ràng là thần binh môn đệ tử quái vật thì là dạ xoa tộc lý sư muội ta yểm hộ ngươi ngươi đi mau một tên sắc mặt có chút tái nhật thanh bào lão giả trầm giọng nói hắn pháp quyết vừa bấm một cái thanh quan lòe lòe hồ lô phun ra hơn mười khỏa thanh quan lòe lòe viên châu nối liền thành một đường, thẳng đến dạ xoa tộc mà đi. Dạ xoa tộc trong tay cầm một cái hồng quang lòe lòe tam tiên lưỡng nhận đao, huy động tam tiên lưỡng nhận đao, thả ra một đạo hồng mịt mờ kình thiên đao khí, nên đón tiếp lấy. Ầm ầm tiếng vang, hơn 10 khỏa màu xanh viên châu lần lượt vỡ ra, hóa thành một mảnh màu xanh hỏa diễm, che mất dạ xoa tộc. Nhân cơ hội này, một tên dáng người thước tha váy xanh thiếu nữ trên chân màu xanh linh hoa quang mang nhất thịnh, hóa thành một đạo màu xanh trường hồng phá không mà đi. Nàng còn không có bay ra 10 dặm, đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ một đầu mọc đầy lông bờm màu đỏ quỷ trảo trống rỗng hiển hiện đối diện vỗ xuống váy xanh thiếu nữ ngực màu xanh ngọc bội linh quang phóng đại thả ra một đạo dày đặc thanh sắc quang mạc bảo vệ toàn thân một tiếng vang trầm váy xanh thiếu nữ từ trên cao rơi xuống sắc mặt có chút tái nhật một trận gió tanh thổi qua dạ xoa tộc bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng dạ xoa tộc há mồm phát ra một đạo bén nhọn chí cực tiếng gào thét váy xanh thiếu nữ nghe được này thanh âm thân thể như nhũng ra vô pháp điều động mảy may pháp lực. Dạ xoa tộc nhục thân cường đại, sóng âm thần thông cũng không thể kinh thường, cũng không phải là mỗi một danh dạ xoa tộc đều nắm giữ sóng âm thần thông, đại đa số dạ xoa tộc chuyên tu nhục thân, kim tu sóng âm thần thông dạ xoa tộc ít càng thêm ít. Dạ xoa tộc huy động tam tiên lưỡng nhận đao, một tiếng vang trầm, váy xanh thiếu nữ đầu người bị một trảm mà rơi, máu tươi phun ra vài thước chi cao, một đầu mini nguyên anh vừa rời thể, giả dạ xoa tộc phun ra một cổ hồng sắc hào quang, đem nó cuốn vào dạ xoa tộc miệng trong không thấy nhân tộc tu sĩ Nguyên Anh, chính là Mỹ Vị. Dạ xoa tộc liếm môi một cái, ánh mắt lửa nóng nhìn chầm chầm thanh bào lão giả, thanh bào lão giả rung rẩy một chút, hai chân như nhũng ra. Dạ xoa tộc thể nội huyết tinh là không sai vật liệu luyện khí, đã sớm muốn lấy được một mai huyết tinh. Một đạo lạnh lùng nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, dạ xoa tộc đỉnh đầu bỗng nhiên sáng lên một đạo hoàng quang một khối linh quang lòe lòe hoàng sắc cự gạch bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của nó lấy thế thái sơn áp đỉnh nện xuống dạ xoa tộc không chút nào hoảng vội vàng huy động tam tiên lưỡng nhận đao bổ về phía hoàng sắc cự gạch Thanh một tiếng vang trầm hoàng sắc cự gạch bay rớt ra ngoài mặt đất bỗng nhiên sáng lên một trận chói mắt hoàng quang một cổ cường đại trọng lực trống rỗng hiển hiện dạ xoa tộc cảm giác trên vai nhiều hơn một tòa nặng ức vạn cân đại sơn sắc mặt đỏ bừng lên nó phát ra nhất thanh bén nhọn chói tai tiếng gào thét áp lực nhẹ đi một trận tiếng sấm to lớn vang lên hư không tạo nên một trận gợn sóng một cái bị ngũ sắc hồ quan điện bao quanh cự nhận bỗng nhiên xuất hiện tại dạ xoa tộc đỉnh đầu cự nhận bên ngoài trải rộng vô số huyền ảo linh văn tản mát ra một cổ năng lượng ba động khủng bố trên thân đao mơ hồ có thể nhìn thấy ngũ lôi luyện yêu tháp ngũ cái chữ to màu vàng cái này một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo ngũ lôi luyện yêu tháp mới vừa xuất hiện tính ra hàng trăm ngũ sắc thiểm điện bao phủ mà xuất lần lượt đánh vào dạ xoa tộc trên thân dạ xoa tộc phát ra tiếng kêu thê thảm thân thể toát ra một cổ đốt cháy khép khí tức Vũ lôi luyện yêu tháp quay tiếp một vòng phun ra một cổ hào quang năm màu bao lại dạ xoa tộc đem nó thu vào một đạo hồng sắc độn quang từ đằng xa bay tới không có qua bao lâu hồng sắc độn quang ngừng lại rõ ràng là một tên người mặc hồng sắc mã diện quần nữ tử mặt trái xoan mày liễu anh đào miệng trên đầu mang theo một chi hồng sắc ngọc trâm một đầu tóc dài đen nhánh ngang eo tròn trịa bộ ngực sữa tự hồ muốn nứt y mà xuất xuất sắc yểu điệu chặt chẽ eo nhỏ trịnh thu nguyệt thần binh môn phó môn chủ trịnh thiên hồng hậu nhân chu sư huynh ngươi không sao chứ? Trịnh Thu Nguyệt ân cần hỏi han. Thanh bào lão giả lắc đầu, nói, ta không sao, đáng tiếc lý sư muội bọn hắn không thể kiên trì lâu một chút. Ngũ lôi luyện yêu tháp đung đưa kịch liệt đứng lên, thanh bào lão giả giật mình kêu lên, thần sắc khẩn trương. Trịnh Thu Nguyệt sắc mặt lạnh lẽo, pháp quyết thúc giục, ngũ lôi luyện yêu tháp linh quan phóng đại, hiện ra vô số ngũ sắc hồ quang điện, nàng bay vào ngũ lôi luyện yêu tháp bên trong, non nửa khắc sau, Trịnh Thu Nguyệt bay ra, trên tay cầm lấy một mai huyết sắc tinh thể trịnh sư muội có phát hiện hay không cái gì tin tức hữu dụng thanh bào lão giả khẩn trương hỏi trịnh thu nguyệt nhẹ gật đầu nói dạ xoa tộc là vì hoàng hồn thảo mà đến phái bảy người tiến nhập huyền linh động thiên đi trước nguyên từ khoáng mạch nhìn xem có thể hay không tìm tới nguyên từ thần tinh tìm tới nguyên từ thần tinh lại đi gây sự với dạ xoa tộc lần trước huyền linh động thiên mở ra thần binh môn tổn thất nặng nề bất quá cũng phát hiện một chút trọng yếu tu tiên tài nguyên bởi vì chủng chủng nguyên nhân vô pháp mang đi lần này Trịnh Thu Nguyệt có chuẩn bị mà đến, hy vọng thắng lợi trở về. Hoàng hồn thảo Nghe nói 10 vạn năm hoàng hồn thảo có thể luyện chế hoàng hồn đan, có thể làm cho tu sĩ khởi tử hồi sinh. Thanh bào lão giả hơi kinh ngạc nói, hoàng hồn thảo đối hoàn cảnh yêu cầu rất cao, nhưng công bồi dưỡng rất khó xuất hiện 10 vạn năm hoàng hồn thảo, bí cảnh cấm địa cũng rất khó xuất hiện 10 vạn năm hoàng hồn thảo, dạ xoa tộc mưu đồ chính là 3 vạn năm hoàng hồn thảo mà thôi, có hai cái lục giai yêu thú thủ hộ, dạ xoa tộc không có dễ dàng như vậy đắc thủ đi trước tìm kiếm nguyên từ thần tinh. Trịnh Thu Nguyệt thu hồi pháp bảo, hóa thành một đạo hồng sắc động quang, hướng về không trung bay đi. Thanh bào lão giả ăn vào một mai liệu thương đang dược, vội vàng đi theo, nhất tọa liên miên trăm vạn dặm xanh biết sơn mạch, quái thạch lân tuân, cây cối san sát. Sơn mạch chỗ sâu, một cái bốn phương thông suốt to lớn sơn cốc, sơn cốc phần cuối có một cái hơn trăm trượng đại cửa động, cốc bên trong không có một ngọn cỏ, nhìn có chút hoang vu. Một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàn bỗng nhiên vang lên, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên. Một lát sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên lần lượt bay ra sơn động. Bọn hắn vừa bay ra sơn động, mặt đất bỗng nhiên sinh ra một cổ khó mà chống cự trọng lực, thân thể nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống. Mặt đất nâng lên một cái đống đất, tự hồ có đồ vật gì muốn từ mặt đất chui ra ngoài. Vương Trường Sinh sắc mặt đỏ bừng lên, bên ngoài thân lam quan phóng đại, hét lớn một tiếng, kia cổ trọng lực bỗng nhiên giảm bớt không ít, tốc độ rơi xuống trì trệ, Uông Như Yên xoay tay phải lại, một trương kim quang lưu chuyển không ngừng phù triện xuất hiện trên tay phù triện bên ngoài có một cái hỏa diễm đồ án tản mát ra một cổ năng lượng ba động khủng bố rõ ràng là lục giai phù triện cổ tay nàng nhẹ nhàng nhoáng một cái kim sắc phù triện rời khỏi tay trong nháy mắt vỡ ra hóa thành một đoàn mấy vạn trượng đại kim sắc hỏa vân hư không vặn vẹo biến hình mặt đất thạch đầu xuất hiện hòa tan đánh về phía kim sắc hỏa vân hướng xuống đất đập tới ầm ầm tiếng vang toàn bộ cự hình sơn cốc bị một cổ kim sắc hỏa diễm che mất ánh lửa ngút trời một tràng tiếng xé gió vang lên dày đặc lam sắc quyền ảnh bay ra lần lượt chui vào biển lửa bên trong truyền ra phanh phanh trầm đục thừa này cơ hội tốt vương trường sinh cùng uông như yên động quan phóng đại tiêu thất ở chân trời mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên mấy trăm đạo kim quan phá đất mà lên hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng bao lại toàn bộ sơn cốc kim sắc biển lửa bên trong sáng lên một trận chói mắt thanh quang, hỏa diễm nhanh chóng dập tắt mặt đất xuất hiện dấu hiệu hòa tan một đầu quái vật khổng lồ từ đệ tử chui ra cái này một đầu chuột thủ thân bò đuôi rắn dị thú, trên đầu có một đôi màu xanh long giác, quanh thân tách ra màu xanh hào quang. Cái này một đầu lục giai yêu thú, khó trách vương trường sinh cùng uông như yên chạy trối chết. Trống. Dị thú phát ra gầm lên giận dữ, màu xanh long giác sáng lên một trận chói mắt thanh quang, một đạo thanh quang bay ra, đánh vào màn ánh sáng màu vàng thượng diện, màn ánh sáng màu vàng bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, như cùng bọc biển bình thường, biến mất không thấy. Mười vạn dặm ngoại, một mảnh rậm rạp màu xanh rừng rậm. Vương Trường Sinh, Ung Như Yên, Ninh Lan ba người đứng tại nhất khỏa đại thụ che trời phía dưới, chính đang thương nghị đối sách, bọn hắn chuyến này là muốn từ nhất tọa nguyên từ khoáng mạch tìm tới nguyên từ thần tinh, nguyên từ khoáng mạch đối thần thức hạn chế rất lớn, Quân Như Yên vận dụng ô phượng pháp mục, đều không thể nhìn thấy khoáng bên trong tình huống, song đồng thử cũng giống vậy. Cái này thiên nhiên cấm chế, rơi vào đường cùng, Vương Trường Sinh liên thủ với Ung Như Yên xâm nhập trong hầm mỏ, kết quả đụng phải một đầu lục giai yêu thú, con thú này thần thông không nhỏ, bọn hắn bằng vào trấn thần hống cùng hai tấm lục giai công kích phù triện, lại thêm ninh lan phối hợp tác chiến, lúc này mới có thể thoát thân. Phải không chúng ta trước cùng triệu sư đệ tụ hợp? Trên tay bọn họ có lục giai trận pháp, nhiều người liên thủ, nên có thể vây khốn con thú này. Ninh Lan đề nghị, lần này có thể thoát thân là vận khí tốt, một lần nữa tự chưa chắc. Huyền Linh động thiên như thế đại, muốn tìm được triệu sư huynh cũng không dễ dàng. Cung như yên nhíu mày nói, Vương Trường Sinh đang muốn nói cái gì, hắn lông mày nhíu lại, hữu quyền bỗng nhiên hướng về một nơi nào đó đập tới. Hư không vặn vẹo biến hình, một đầu hơn trăm trượng đại lam sắc quyền ảnh bay ra, những nơi đi qua, mấy chục khỏa đại thụ che trời chặn ngang bẻ gãy, tóe lên đại lượng bụi mù. Hư không sáng lên một đạo hồng quang, một đoàn to lớn xích sắc hỏa cầu bay ra, cùng lam sắc quyền ảnh chạm vào nhau, đồng quy vô tận, bộc phát ra một cổ cường đại khí lãng, khí lãng đem đại lượng cây cối xoắn thành mảnh gỗ vụn, bụi đất tung bay. Cung Như Yên phản ứng rất nhanh, tế ra một khỏa lam quang lòe lòe viên châu, phiêu phù ở đỉnh đầu của bọn hắn, thả ra một mảng lớn lam sắc màn nước, bao hắn lại nhóm ba người. Vương đạo hữu không nên hiểu lầm, chúng ta không có ác ý. Một đạo thanh lãnh nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Bụi mù tán đi, lộ ra một tên dáng người thước tha váy đỏ nữ tử cùng một tên bụng vệ thanh bào lão giả, nhìn hai người phục sức, rõ ràng là thần binh môn đệ tử, vương sư đệ, nàng này là thần binh môn phó môn chủ trịnh thiên hồng hậu nhân, thông thạo luyện khí thuật, có nhiều kiện đại uy lực thông thiên linh bảo, thực lực không thể kinh thường. Ninh Lan truyền âm dặn dò, vẻ mặt vẻ đề phòng. Trịnh tiên tử, các ngươi núp trong bóng tối, gọi chúng ta đừng hiểu lầm. Vương Trường Sinh cười lạnh nói, nếu không phải thần trí của hắn đặc biệt cường đại, trả vô pháp phát hiện hai người tồn tại. Ta nếu như không muốn để cho các ngươi phát hiện, các ngươi có thể phát hiện. Thật sự cho rằng thần trí của ngươi có thể phát hiện ta cùng Chu Sư Huynh. Trịnh Thu Nguyệt cười khẩy nói, tay phải cầm một cây thanh quan lòe lòe cờ phướng, nhẹ nhàng nhoáng một cái, một cổ màu xanh sương mù tuôn trào ra, bao lại thanh bào lão giả thanh quan lóe lên màu xanh sương mù cùng thanh bào lão giả biến mất không thấy trịnh tiên tử các ngươi muốn thế nào trong mỏ quặng có lục giai yêu thú vương trường sinh trầm giọng hỏi mục đích của các ngươi là nguyên từ thần tinh đi đúng dịp mục đích của ta cũng là nguyên từ thần tinh chúng ta hợp tác ta có một bộ lục giai trận pháp các ngươi khống chế trận pháp vây khốn con thú này ta đi lấy nguyên từ thần tinh trịnh thu nguyệt đề nghị giọng thành khẩn bọn hắn đang phương vô pháp thu hoạch được nguyên từ thần tinh, hợp tác là lựa chọn sáng suốt nhất. Trò cười, chúng ta khống chế trận pháp, ngươi đi lấy nguyên từ thần tinh. Ngươi cho chúng ta là ba tuổi hài đồng A. Vương Trường Sinh cười khẩy nói, hắn mới sẽ không vì người khác làm áo cưới. Các ngươi có thể gỡ xuống nguyên từ thần tinh. Cho dù là trung phẩm thông thiên linh bảo, muốn đánh xuống nguyên từ thần tinh cũng không dễ dàng, ta có một kiện bảo vật, có thể nhẹ nhõm gỡ xuống nguyên từ thần tinh. Trịnh Thu Nguyệt vừa nói, một bên lấy ra một cái xanh đỏ kim tam sắc bình ngọc, linh quang lấp lóe không ngừng, rõ ràng là trung phẩm thông thiên linh bảo, ta làm sao biết ngươi hội tuân thủ lời hứa. Ngươi muốn là trở về làm sao bây giờ? Còn có, cái kia dị thú thần thông không nhỏ, ngũ giai trận pháp trong nháy mắt phá mất. Vương Trường Sinh hừ lạnh nhất thanh, nghi ngờ nói. Ta có một bộ ngũ hành cấm linh trận, khắc chế thuộc tính ngũ hành thần thông, vây khốn con thú này một lát không là vấn đề, ta trịnh thu nguyệt nói là làm, các ngươi có thể không tin, không tin liền giết các ngươi. Trịnh Thu Nguyệt ngữ khí băng lãnh, vẻ mặt sát khí. Vừa dứt lời, nàng tay áo lắc một cái, một đạo tiếng sấm to lớn vang lên. Linh quang lóe lên, Vương Trường Sinh ba người đỉnh đầu bỗng nhiên tạo nên một trận gợn sóng, nhất tọa bị ngũ sắc hồ quang điện bao quanh tiểu tháp bỗng nhiên xuất hiện. Trung phẩm thông thiên linh bảo ngũ lôi luyện yêu tháp, hóa thần kỳ dạ xoa tộc cũng đỡ không nổi bảo vật này, chớ nói chi là Vương Trường Sinh ba người, ngũ lôi luyện yêu tháp vừa mới lộ diện, lập tức thả ra vô số ngũ sắc thiểm điện, bổ về phía Vương Trường Sinh ba người. Vương Trường Sinh sớm có phòng bị, pháp quyết vừa bấm, hư không hiện ra vô số lam sắc hơi nước, hóa thành một đạo dày đặc lam sắc màn nước, đem bọn hắn bảo hộ ở bên trong. Dày đặc thiểm điện đánh xuống, lam sắc màn nước như cùng giấy mỏng bình thường, bị xé vỡ nát. Cung Như Yên tế ra một cái hai màu trắng đen tiểu tán, mặc dù một nửa là hắc sắc, một nửa là bạch sắc, nan dù lên trải rộng huyền ảo linh văn. Thông Thiên Linh Bảo Lưỡng Nghi dù, có thể suy yếu lôi hệ đạo pháp uy lực, Lưỡng Nghi tán quay tiếp một vòng, phun ra một đạo hai màu trắng đen màn sáng, bao hắn lại nhóm ba người. giày đặc ngũ sắc thiểm điện rơi vào lưỡng nghi tán cùng hai màu màng sáng thượng diện, như cùng bùng nhập đại hải, tiêu thất vô tung vô ảnh. Trịnh Thu Nguyệt lông mày nhíu một cái, lấy nàng kiến thức, tự nhiên nhìn ra được, hung như yên tế ra bảo vật khắc chế lôi hệ đạo pháp, này không có gì kỳ quái, vạn vật tương sinh tương khắc, không có vô địch bảo vật. Đỉnh đầu bọn họ tạo nên một trận gần sóng, một đầu hơn trăm trượng đại bàn tay lớn màu xanh trống rỗng hiển hiện, đối diện vỗ xuống. Thanh bào lão giả tay áo lắc một cái, một khỏa thanh quan lòe lòe viên châu bay ra, thả ra một cổ thanh mông mông cùng phong, chặn bàn tay lớn màu xanh. Một trận đinh tai nhức ốc hải khiếu tiếng vang lên, một mảng lớn xanh thẳm nước biển lấy vạn mã bôn đằng chi thế vọt tới, trịnh thu nguyệt tay áo lắc một cái, một cây kim quang lóng lánh cờ phướng xuất hiện trên tay, cổ tay nhẹ nhàng nhoáng một cái, một mảnh vàng mịt mờ hỏa diễm bao phủ mà xuất, nên đón tiếp lấy. ầm ầm tiếng vang, kim sắc hỏa diễm bị lam sắc nước biển che mất. Lam sắc nước biển kịch liệt lăn lộn, hóa thành một đầu hơn nghìn trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam chụp về phía trịnh thu nguyệt trọng thủy trịnh thu nguyệt sắc mặt ngưng tụ đang muốn thi pháp ngăn cản một đạo đinh tai nhức ốc tiếng hét lớn vang lên nàng thức hải truyền đến một trận đau nhức khó có thể chịu được phản phất muốn vỡ ra đợi nàng lấy lại tinh thần bàn tay lớn màu xanh lam đã đến trước mặt của nàng trịnh thu nguyệt còn chưa kịp bàn tay lớn màu xanh lam tự đập vào nàng hộ thể linh quan thượng diện nàng trong nháy mắt bay rớt ra ngoài thể nội khí huyết cuồn cuộn sắc mặt đỏ bừng lên, hộ thể linh quang ảm đạm xuống, một trận dùng dập tiếng đàn vang lên, một đạo lam vũ lất phất sóng âm cuốn tới, những nơi đi qua, từng cây từng cây đại thụ che trời chặn ngang bẻ gãy. Trịnh Thu Nguyệt vội vàng lấy ra một cái lớn chừng bàn tay hồng sắc ốc biển, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi, một trận trầm thấp tiếng kèn vang lên, một cổ hồng mịt mờ sóng âm bao phủ mà xuất, nên đón tiếp lấy. Hai đạo sóng âm chạm vào nhau, đồng quy vu tận, bộc phát ra một cổ cường đại khí lãng, làm vỡ nát phương viên ngàn trượng mặt đất, bụi đất tung bay. Trịnh Thu Nguyệt bị cường đại khí lãng cuốn bay ra ngoài, vừa hạ xuống địa, nàng há mồm phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt có chút tái nhợt. Ngừng tay, Vương Đạo Hữu, có chuyện hảo hảo nói, nhất định phải liều ngươi chết ta sống, chẳng tốt cho ai cả. Trịnh Thu Nguyệt nhíu mày nói, lật tay lấy ra một khỏa thanh quan lấp lóe không ngừng viên châu, rõ ràng là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo, nàng vốn là phải dùng thực lực cường đại bức bách Vương Trường Sinh ba người đáp ứng hợp tác, không nghĩ tới Vương Trường Sinh căn bản không sợ nàng, cho nàng một bài học. Hừ, là chính ngươi muốn giết chúng ta, còn không cho vương mổ phản kích. Vương Trường Sinh cười khẩy nói, trong mắt lóe lên một vòng vẻ kiên dè. Trịnh Thu Nguyệt trên người bảo vật thật không ít, không hổ là hợp thể tu sĩ hậu nhân. Trước khác nay khác, mục đích của chúng ta đều là nguyên từ thần tinh, làm gì Trịnh Thu Nguyệt lời còn chưa nói hết, Ngọc Dung lạnh lẽo, pháp quyết vừa bấm, ngũ lôi luyện yêu tháp bỗng nhiên bộc phát ra chướng mắt lôi quang, biến mất không thấy. Sau một khắc, ngũ lôi luyện yêu tháp xuất hiện tại một khối trên đất trống không linh quan phóng đại vô số ngũ sắc hồ quang điện bao phủ mà xuất bổ về phía mặt đất nổ vang mặt đất thêm ra một cái vạn trượng đại hố lửa trong hầm bốc lên một trận nhiệt khí mặt đất nâng lên một cái đống đất một tên thân cao chính thức áo vàng thanh niên từ lòng đất chui ra áo vàng thanh niên mặc chữ điền đôi mắt nhỏ một bộ danh chua bộ dáng nhìn nó phục sức rõ ràng là vạn linh môn đệ tử trần vân lỗi là ngươi trịnh thu nguyệt sắc mặt lạnh lẽo trong mắt tràn đầy hàn quang Trịnh tiên tử không nên hiểu lầm, tại hạ là bị các ngươi đấu pháp ba động dẫn tới, ta đối nguyên từ thần tinh cũng cảm thấy hứng thú, tính ta một người, như thế nào? Trần Vân lỗi cười tủng tỉm nói, mặt đất nâng lên một cái cự đại đống đất, một cái toàn thân màu vàng xuyên sơn giáp từ lòng đất chui ra, toàn thân bọc lấy vô số vảy màu vàng, rõ ràng là một đầu ngũ giai linh thú. Không trung truyền đến một trận đinh tai nhức ốc âm thanh bén nhọn, một đầu xuề hai cánh có trăm trượng kim lôi điêu từ trên trời giáng xuống, rơi vào bên cạnh hắn. Trần Vân lỗi có hóa thần hậu kỳ tu vi, tăng thêm hai cái ngũ giai linh thú, thực lực cũng là không kém. Nhưng nhiều lực lượng đại, ta không có ý kiến. Trịnh Thu Nguyệt nhìn về phía Vương Trường Sinh, nếu không phải cùng đồng môn phân tán, nàng mới sẽ không cùng Vương Trường Sinh chờ nhân hợp tác. Hợp tác tự hợp tác, bất quá ta muốn cùng ngươi cùng một chỗ tiến nhập khoáng mạch, ai biết ngươi có thể hay không nuốt riêng. Vương Trường Sinh đưa ra một cái điều kiện. Không có vấn đề, Chu sư để bốn người bọn họ khống chế trận pháp, chúng ta đi khai hoang nguyên từ thần tinh. Trịnh Thu Nguyệt đáp ứng, ta không có ý kiến, bất quá ta trước đó nhắc nhở một câu, ta hận nhất người khác gạt ta, như quả các ngươi gạt ta, ta cái gì cũng không làm, tự nhìn chầm chầm các ngươi. Trần Vân lỗi uy hiếp nói, ta Trịnh Thu Nguyệt nói lời giữ lời, nói một không hai. Trịnh Thu Nguyệt lời thề son sắt nói, nói ai cũng biết nói, nhìn hành động, chúng ta thương nghị một chút đối sách đi. Vương Trường Sinh lục nhân thương nghị lên cụ thể đối sách, khuôn như yên lo lắng không chỉ có một con lục giai yêu thú. Ta có một kiện động quan châu, dùng luyện hư kỳ đa một tộc con mắt luyện chế mà thành, có thể nhìn thấy trong khoáng mạch tình huống, nếu là có hai cái lục giai yêu thú, quên đi. Trịnh Thu Nguyệt xoay tay phải lại, một khỏa thanh quan lòe lòe viên châu xuất hiện trên tay, rõ ràng là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo. Bọn hắn thả người hướng về khoáng mạch bay đi, rơi vào quặng mỏ bên ngoài. Trịnh Thu Nguyệt lấy ra động quan châu, động quan châu sáng lên một trận chói mắt thanh quang, xuyên thấu qua động quan châu, Vương Trường Sinh có thể thấy rõ trong hầm mỏ kết cấu, nhất thanh nhị sở. Khoáng mạch chỗ sâu, một cái lớn gần mẫu hang đá, dị thú ghé vào nơi hẻo lánh, một khối thạch bích ống ánh dịch thấu, bất quá dưa hấu lớn nhỏ, Vương Trường Sinh ánh mắt lộ ra vài phần vẻ kinh ngạc, cái này động quan châu sát thực lợi hại, đoán chừng là Trịnh Thiên Hồng tự mình luyện chế bảo vật. Chính có một đầu lục giai yêu thú, không sai, con thú này hẳn là thôn vệ nguyên từ thần tinh, có thể thi triển nguyên từ chi thuật, ta bộ kia ngũ hành phong linh trận nên có thể vây khốn con thú này một đoạn thời gian. Trịnh Thu Nguyệt vừa nói, một bên lấy ra mấy trăm cán đủ mọi màu sắc trận kỳ, pháp quyết vừa bấm, mấy trăm cán trận kỳ lập tức linh quang sáng rõ, hóa thành một đạo đạo ngũ sắc linh quang, chui xuống đất đấy không thấy. Trần đạo hữu, các ngươi vạn linh môn thông thạo khu trùng ngự thú chi thuật, có hay không biện pháp dẫn xuất con thú này? Ninh Lan mở miệng hỏi. Cái này yêu thú sinh tồn ở nguyên từ khoáng mạch, nên thông vệ không ít nguyên từ khoáng thạch, linh dược vô pháp dẫn dụ nó, chỉ có thể phái người đi dẫn dụ nó đi ra, hoặc là xuất ra thất giai vật liệu luyện khí. Trần Vân Lỗi phân tích nói, ai đi dẫn nó đi ra. Không có lục giai động thuật phù, rất dễ dàng một mệnh ô oh hô. Oh. Ninh Lan nhíu mày nói. Ta có thể đàn tấu nhạc khúc, sử dụng âm luật thần thông buộc nó đi ra. Cung Như Yên chủ động xin đi, cái này an toàn nhất biện pháp. Ta dùng động quan châu quan sát con thú này động tĩnh, ta sẽ cho các ngươi đưa tin. Trịnh Thu Nguyệt nhắc nhở. Thương nghị hoàn tất, Trịnh Thu Nguyệt bốn người ở phía xa thi pháp giấu đi. Trung ương trận pháp, Cung Như Yên ngồi chung một chỗ hoàng sắc phía trên tảng đá, Kim Liên cầm bày ra trước người, đàn tấu đứng lên. Vương Trường Sinh đứng ở một bên, hai người bên ngoài thân lần lượt sáng lên một trận chói mắt lam quang, cung Như Yên khí tức phóng đại, khoáng mạch chỗ sâu, dị thú ghé vào hang đá bên trong, nhắm hai mắt lại. Bỗng nhiên, một trận du dương tiếng đàn vang lên. Dị thú mở hai mắt ra, rất nhanh lại nhắm hai mắt lại. Một khắc đồng hồ phía sau, tiếng đàn biến sụp sôi đứng lên, hang đá rất nhỏ lắc lư. Trống dị thú phát ra gầm lên giận dữ bên ngoài thân thanh quan đại phóng liền xông ra ngoài quạng mỏ bên ngoài hung như yên chuyên tâm đàn tấu một đạo đạo lam vũ lất vất sóng âm bao phủ mà xuất thẳng đến quạng mỏ mà đi quạng mỏ nhẹ nhàng đung đưa lam sắc sóng âm những nơi đi qua hư không chấn động vặn vẹo trên mặt đất toái thạch đều vỡ vụn hóa thành chôn phấn vương đạo hữu cẩn thận cái kia dị thú lao ra ngoài trịnh thu nguyệt thanh âm tại vương trường sinh vang lên bên tai vương trường sinh dưới chân hiện ra vô số lam sắc hơi nước hóa thành một đoàn lam sắt đám bay nâng hắn cùng uông như yên bay vút lên không mà lên hướng về không trung bay đi mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên bỗng nhiên sinh ra một cổ cường đại trọng lực vương trường sinh cùng uông như yên thân thể không bị khống chế hướng xuống đất rơi xuống một trận dồn dập tiếng đàn vang lên một trận lam vũ lất phất sóng âm bao phủ mà xuất ầm ầm tiếng vang mặt đất nổ bể ra đến xuất hiện một đạo to dài không gì sánh được khe hở vương trường sinh cùng uông như yên linh quang phóng đại động tốc đột nhiên tăng. Dị thú từ lòng đất chui ra, nó phát ra nhất thanh phẫn nộ tiếng gào thét, mặt đất thạch đầu lần lượt bay lên, phiêu phù ở trên bầu trời, như cùng đầy sao. Toàn bộ thạch đầu nhao nhao đánh tới hướng vương trường sinh cùng uông như yên, tại nửa đường ngưng tụ đến một chỗ, hóa thành nhất tọa cao hơn ngàn trượng ngọn núi lớn màu vàng, đánh tới hướng vương trường sinh cùng uông như yên. ầm ầm tiếng vang, ngọn núi lớn màu vàng bị dày đặc lam sắc quyền ảnh nện đến vỡ nát, bụi đất tung bay. Dị thú đang muốn thi triển mặt khác thần thông, mấy trăm đạo ngũ sắc linh quan phá đất mà lên, hội tụ đến một chỗ, hóa thành một đạo dày đặc ngũ sắc quang mạc, bao lại hơn phân nửa sơn cốc. Màn sáng bên ngoài trải rộng vô số huyền ảo ngũ sắc phù văn, như cùng dung đồng dạng vạn vẹo không ngừng. Trần đạo hữu, Chu sư đệ, Ninh đạo hữu, Quân đạo hữu, tại đây giao cho các ngươi. Trịnh Thu Nguyệt chào hỏi một tiếng, hướng về cửa động bay đi. Vương Trường Sinh theo sát phía sau, Quân Như Yên bốn người trên tay đều cầm lấy một mặt linh quan lòe lòe ngũ sắc trận bàn, Nhao nhao đánh vào một đạo pháp quyết đạo pháp quyết. Trịnh Thu Nguyệt trong lòng bàn tay nâng động Quang Châu, tại trong hầm mỏ phi hành, tốc độ đặc biệt nhanh. Quặng mỏ địa thế phục tạp, thần trí của bọn hắn chịu đến ảnh hưởng nghiêm trọng, xuyên qua một cái quặng mỏ, lại có mười mấy cái lối đi xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Có động Quang Châu tại tay, tất cả rất thuận lợi, hai mươi hơi thở không đến, bọn hắn liền đạt tới mục đích. Nguyên từ thần tinh Vương Trường Sinh ánh mắt nhìn chầm chầm một khối ống ánh dịch thấu khoáng thạch, khoáng thạch khảm nạm tại thạch bích bên trong ống ánh dịch thấu vừa tiến vào nơi đây bọn hắn cảm giác thân thể nặng như ức vạn cân cái này nguyên từ khoáng mạch hình thành thiên nhiên từ trường vương trường sinh bên ngoài thân truyền ra một trận lốc bốt xương cốt tiếng vang bên ngoài thân lam quan phóng đại áp lực nhất tùng trịnh thu nguyệt đi trên thân phách một trương ngân quan lấp lóe không ngừng phù triện hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu bạc bao lại toàn thân đại bước hướng về nguyên từ thần tinh đi đến vương trường sinh lấy ra lưu ly trảm linh phủ hướng về thạch bích bổ tới khanh, một tiếng vang trầm, hỏa hoa vang khắp nơi, trên vách đá có thêm một đạo nhàn nhạt vết cắt. Nguyên từ khoáng không có dễ dàng như vậy khai thác, nếu không tiền nhân đã sớm khai thác không còn, Trịnh Thu Nguyệt giải thích nói, lấy ra một cái kim quang lấp lóe bình ngọc, linh khí kinh người, rõ ràng là trung phẩm thông thiên linh bảo. Nàng đánh vào một đạo pháp quyết, kim sắc bình ngọc phun ra một cổ vàng mịt mờ vòng sáng, bao lại nguyên từ thần tinh, bị kim sắc linh quang bao lại địa phương, lập tức bốc lên từng đợt khói xanh. Kim sắc bình ngọc lập tức kim quang phóng đại, Trịnh Thu Nguyệt sắc mặt tái nhợt xuống tới. Trên vách đá xuất hiện một đạo hình bầu dục vết rách, vết rách càng lúc càng lớn. Trăng rắc, nhất thanh, một khối to bằng đầu nắm tay nguyên từ thần tinh rớt xuống, đứt gãy chỗ trơn nhẵn không gì sánh được. Bên ngoài truyền đến một trận nổ thật to thanh âm, đất trung núi chuyển, tự hồ có biến. Không tốt, bên ngoài có biến. Trịnh Thu Nguyệt Ngọc Dung nhất biến, hoảng sợ nói. Nguyên từ thần tinh đã đắc thủ, tuy nhỏ một điểm, đi ra ngoài trước lại nói. Vương Trường Sinh thúc dục nói, làm nhân không nên quá tham lam lấy được một khối nguyên từ thần tinh cũng không tệ rồi chia làm tam phần cũng không ít có thể giao nộp trịnh thu nguyệt gật gật đầu thu hồi nguyên từ thần tinh thôi động động quan châu hướng về bên ngoài nhìn lại thình lình nhìn thấy một đầu hình thể to lớn kim sắc cự điểu ngay tại công kích cung như yên chờ nhân lục giai yêu cầm mau đi ra vương trường sinh thúc giục nói kế hoạch không đuổi kịp biến hóa nếu như thời gian đầy đủ bọn hắn có lẽ có thể chuẩn bị nhiều hơn một chút nguyên từ thần tinh đáng tiếc một đầu lục giai yêu cầm tới làm rối. Trịnh Thu Nguyệt cùng Vương Trường Sinh hướng về bên ngoài bay đi, tốc độ đặc biệt nhanh. Quặng mỏ bên ngoài, một đầu hình thể to lớn kim sắc cự điểu ngay tại công kích Uông Như Yên bốn người. Kim sắc cự điểu lông đuôi dài, đầu trụi lũi, có một đôi lông xù hồng sắc gấu trảo, miệng chim dài, như cùng hai cây đũa. Kim sắc cự điểu hai cánh vỗ không ngừng, vô số kim sắc lợi nhận bao phủ mà xuất, đánh về phía bọn hắn. Cùng lúc đó, mặt đất nổi lên từng đợt vàng mịt mờ cùng phong, thẳng đến bọn hắn mà tới. Kim sắc cuồng phong những nơi đi qua, hư không vặn vẹo, vô số toái thạch vỡ vụn, bụi đất tung bay. Một đầu cao hơn 10 trượng kim sắc cự viên vung hai nắm đấm, vô số hồng sắc quyền ảnh bao phủ mà xuất, đánh về phía đối diện. Ầm ầm tiếng vang, khí lãng cuồn cuộn. Một bộ phận kim sắc phong nhận cùng kim sắc cuồng phong đánh vào kim sắc cự viên trên thân, truyền ra một trận kim thiết giao kích trầm đục. Một đạo dày đặc màn ánh sáng bảy màu che lại ôm như yên bốn người, chặn lục giai yêu cầm công kích sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, thể nội pháp lực đang trôi qua nhanh chóng. Màn ánh sáng bảy màu bên ngoài có bảy loại bất đồng yêu thú đồ án, kim sắc lý ngư, hồng sắc ô quy, hoàng sắc cự mãn vân vân. Lục giai phòng ngự phù triển thất yêu hộ linh phù, năng lực phòng ngự tương đối cường, bọn hắn khống chế trận pháp khống trụ dị thú, bỗng nhiên vết ra một đầu lục giai yêu cầm, nếu không phải Trần Vân lỗi kịp thời tế ra lục giai phòng ngự phù triển, bọn hắn không đến mức mất mạng, cũng vô pháp an tâm khống chế trận pháp vây khống lục giai yêu thú. Chuyện gì xảy ra? Vương đạo hữu bọn hắn còn không có đi ra. Bọn hắn không hội chạy đi. Đem chúng ta vứt xuống hấp dẫn yêu thú. Trần Vân lỗi nhíu mày nói, thần sắc lo lắng. Trần đạo hữu yên tâm, phu quân ta không phải người như vậy, kiên trì một đoạn thời gian nữa, ta tin tưởng bọn họ rất nhanh đi ra. Cung như yên lòng tin tràn đầy nói. Hừ, lời này có thế không nhất định, phu thê vốn là chim cùng rừng, đại nạn lâm đầu riêng phần mình phi, tổng phú quý phu thê ta gặp qua không ít, cùng chung hoạn nạn liền thiếu đi. Trần Vân lỗi không cho là đúng nói. Lần này chỉ sợ nhường Trần Đạo hữu thất vọng. Một đạo thâm trầm thanh âm nam tử vang lên, vừa dứt lời, Vương Trường Sinh cùng Trịnh Thu Nguyệt từ trong hầm mỏ bay ra, nguyên từ thần tinh tới tay. Trần Vân lỗi vẻ mặt vẻ chờ mong, nhìn về phía Vương Trường Sinh. Trịnh Thu Nguyệt nhẹ gật đầu, nói ra, tới tay, rời khỏi nơi này trước lại nói. Một tiếng vang thật lớn, kim sách cự viên bay rớt ra ngoài, thân thể cao lớn ngã nhào trên đất, tóe lên đại lượng bụi mù cánh tay trái không cánh mà bay. Kim sắc cự viên bên ngoài thân có mấy trăm đạo mảnh khảnh vết cắt, nếu không phải khôi lỗi thân thế, sớm đã bị giết. Kim sắc cự điểu phun ra một vệt kim quang, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Trịnh Thu Nguyệt mà đi. Vương Trường Sinh hữu quyền hướng về hư không vừa bổ, một đầu lam vũ lất phất quyền ảnh bay ra, quanh thân xuất hiện đại lượng lam sắc hơi nước, một đạo dày đặc lam sắc màn nước trống rỗng hiển hiện, bao lại toàn thân. Lam sắc quyền ảnh cùng kim quang chạm vào nhau, kim quang lập tức nổ bể ra đến, bao lại phương viên mấy trăm trượng. Vương Trường Sinh cùng Trịnh Thu Nguyệt cảm giác thân thể siết chặt, vô pháp động đậy, giống như một đầu bàn tay vô hình bắt lấy thân thể của bọn hắn đồng dạng. Kim sắc cự điểu thẳng đến bọn hắn mà đến, tốc độ cực nhanh, Vương Trường Sinh sắc mặt đỏ bừng lên, thân thể truyền ra một trận lốc bốc xương cốt tiếng vang, bên ngoài thân lam quang phóng đại, khí tức tùy theo phóng đại. Nhất thanh đinh tai nhất ốc tiếng trống to vang lên, hư không chấn động vặn vẹo. Kim sắc cự điểu phát ra thê lương tê minh thanh, thân thể cao lớn rung rẩy lên. Vương Trường Sinh cùng Trịnh Thu Nguyệt cảm giác áp lực nhất tùng, giống như bàn tay vô hình buông lỏng ra bọn hắn. Thanh quang lóe lên, nhất tọa thanh môn môn tiểu đỉnh xuất hiện tại kim sắc cự điểu trên không, đỉnh nhỏ màu xanh quay tiếp một vòng phía sau, hình thể tăng vọt, phun ra một mảnh màu xanh hào quang, bao lại kim sắc cự điểu. Kim sắc cự điểu hình thể vụt nhỏ lại, hướng về màu xanh cự đỉnh bay đi. Nhất thanh bén nhọn chói tai tê minh thanh vang lên, kim sắc cự điểu hai cánh chấn động, tách ra vô số đạo chướng mắt kim quang, màu xanh hào quang như cùng giấy mỏng, bị dày đặc kim quang động xuyên qua, kim sắc cự điểu khôi phục tự do, mặt đất bỗng nhiên đung đưa kịch liệt đứng lên, ngũ sắc quang mặt vạn vẹo biến hình, tự hồ tùy thời muốn vỡ vụn ra. Không tốt, cái kia lục giai yêu thú muốn thoát khốn. Ninh Lan sắc mặt đại biến. Chi ra trốn, xem ai vận khí không tốt. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, hắn tay lấy ra ngân quang lóng lánh phù triện, đi trên thân vỗ. lóe lên ánh bạc, một đoàn màn ánh sáng màu bạc trống trỗng hiển hiện, bao lại Vương Trường Sinh, nâng vương trường sinh hướng về không trung bay đi Uông như yên đi trên thân phách một trương kim quang lóng lánh phù triện hóa thành một đạo kim sắc độn quang phá không mà đi ở thời điểm này bọn hắn không do dự nữa trực tiếp vận dụng lục giai phù triện chạy trốn kim sắc cự điểu hai cánh chấn động truy kích vương trường sinh cùng uông như yên ninh lan chờ nhân chia ra chạy trốn tốc độ đặc biệt nhanh ầm ầm tiếng vang vũ sắc quang mạc nổ bể ra đến lục giai yêu thú thoát khốn trống nương theo lấy lục giai yêu thú nhất thanh phẫn nộ tiếng gào thét vang lên mặt đất bỗng nhiên sinh ra một cổ cường đại trọng lực thanh bào lão giả cùng trần vân lỗi còn không có bay ra bao xa thân thể nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống chu sư huynh trịnh thu nguyệt cho mày tính toán quay đầu cứu thanh bào lão giả chạy mau trịnh sư muội đừng quản ta nếu là ngươi có thế rời đi nơi đây ta hậu nhân nhờ ngươi thanh bào lão giả la lớn mặt lộ kiên quyết chi sắc thân thể bằng tốc độ kinh người bành trướng ầm ầm tiếng vang thanh bào lão giả tự bột một đoàn chói mắt thanh quan sáng lên bao lại phương viên trăm dặm trịnh thu nguyệt hít sâu một hơi động quan phóng đại tiêu thất ở chân trời trần vân lỗi bị cường đại khí lãng đánh bay ra ngoài hắn không dám kinh thường bên ngoài thân linh quan phóng đại hóa thành một đạo động quan chui vào kim lôi điêu thể nội kim lôi điêu khí tức phóng đại kim lôi điêu hai cánh nhất triển một trận tiếng sấm to lớn vang lên bên ngoài thân tách ra chói mắt lôi quang, theo biến mất tại chỗ không thấy nhất cái ba mặt núi vây quanh sơn cốc cốc bên trong truyền ra một trận đinh tai nhức ốc tiếng nổ đùng đoàn đất trung núi chuyển cốc bên trong ba bộ thi thể nằm trên mặt đất lên vị trí trái tim đều có một lỗ máu to bằng nắm tay ánh mắt của bọn hắn trừng đại đại giống như khi còn sống nhìn thấy không thể tưởng tượng nổi sự tình mặt đất lồi lõm có trên trăm cái hố cực lớn từ trên người bọn họ phục sức đến xem rõ ràng là lý gia tu sĩ một tên sắc mặt tái nhật kim sam thanh niên đứng trên mặt đất một đạo màu xanh nhạt màng sáng bao hắn lại toàn thân tại hắn đối diện thì là kim hỏa. Một cổ kim sắc hỏa diễn bao vây lấy kim hỏa toàn thân, toàn bộ nhân như đồng nhất tôn hỏa thần, kim đạo hữu, tha ta một mạng, ta dẫn ngươi đi nhất cái địa phương, cái này có một gốc vạn năm địa diễn quả thụ, tính toán thời gian, nên thành thục, các ngươi tinh hỏa tộc đều là tu luyện hỏa hệ công pháp, có địa diễn quả, có thể tăng thêm tốc độ tu luyện. Kim Sam thanh niên khẩn trương nói, giết ngươi, đối với ngươi sư hồn, ta cũng như thế có thể biết địa diễn quả vị trí. Kim hỏa ngữ khí lạnh lùng. Tại hạ tu luyện công pháp tương đối đặc thù, sư hồn chi thuật đối với ta vô dụng, không tin, kim đạo hữu cứ việc xuất thủ. Kim Sam thanh niên trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Ta có thể không giết ngươi, bất quá ngươi muốn để ta chủng hạ cấm chế, về sau làm việc cho ta. Kim Hỏa nói xong lời này, phun ra một ngụm kim sắc tinh huyết, quay tiếp một vòng phía sau, hóa thành trên trăm mai huyền ảo phù văn màu vàng, phiêu phù ở giữa không trung. Kim Sam thanh niên một chút do dự, đáp ứng, hắn không có lựa chọn nào khác trên trăm mai phù văn màu vàng quay tiếp một vòng chui vào kim sam thanh niên thể nội không thấy ngươi tên là gì tại lý gia thân có chức gì kim hỏa mở miệng hỏi lý phong dương lý gia gia chủ là ta từng thúc tổ kim sam thanh niên nói thực ra đạo các ngươi nhân tộc có một câu kẻ thức thời mới là tuấn kiệt ta hy vọng ngươi không muốn ra vẻ nếu không ngươi sẽ chết rất khó coi kim hỏa uy hiếp nói đây là tự nhiên ta thật vất vả mới tiến vào hóa thần kỳ ta không muốn chết lý phong dương nói thực ra đạo đi thôi mang ta đi địa diễn quả thụ chỗ chi địa hái tới địa diễn quả ta sẽ không bạc đãi ngươi kim hỏa phân phó nói lý phong dương liên thanh đáp ứng thu hồi tộc nhân thi thể tự mình cấp kim hỏa dẫn đường nhất cái bí ẩn địa hạ động quật động quật âm u ẩm ướt một tên ngũ quan đoan chính nam tử trung niên ngay tại hướng huyển âm hồi báo cái gì nam tử trung niên người mặc vạn linh môn phục sức mà huyễn âm là dạ xoa tộc tinh anh, hai người thế mà cùng tiến tới, thực kỳ quái. Trên mặt đất nằm hai cổ thi thể huyết nhục mơ hồ, tử trạng mười phần kinh khủng. Các ngươi vạn linh môn phó môn chủ phái vân thân tiến đến, ngươi không biết đạo hắn mục đích là cái gì a? À? Huyễn âm lạnh mặt nói. Ta thật không biết, câu câu là thật, không có nửa điểm nói ngoa. Nam tử trung niên cười khổ nói, trong mắt tràn đầy vẻ cầu khẩn. Sâu kiến còn ham sống, huống chi là tu đạo nhiều năm hóa thần tu sĩ ngươi nên có liên hệ hắn biện pháp đi mang ta đi tìm hắn huyễn âm phân phó nói ngươi trả không bằng trực tiếp giết ta tô sư tổ muốn là nhìn thấy ta đi cùng với ngươi không phải giết ta không thể nam tử trung niên lộ ra một trương mặt khổ qua ta cùng ngươi bảo trì khoảng cách nhất định sẽ không cùng ngươi ở chung một chỗ yên tâm đi ngươi muốn là không đáp ứng vậy ta hiện tại tự thôi động cấm chế tiễn ngươi lên đường ngươi vừa rồi gặp được đồng bạn tử trạng có thể tự mình thể hội một chút Viễn âm ngữ khí lạnh lẽo, mặt mũi tràn đầy sát khí. Tốt, tốt đi. Nam tử trung niên một chút do dự, đáp ứng, một mảnh rộng lớn vô biên hắc sắc rừng rậm, phóng tầm mắt nhìn tới, mấy trăm trượng cao đại thụ che trời khắp nơi có thể thấy được, cành lá rậm rạp, che kín đại lượng dương quang. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàn vang lên, từng cây từng cây đại thụ che trời chặn ngang bẻ gãy, rơi xuống trên mặt đất, bụi mù cuồng cuộn, lá rụng bay loạn. Một đạo kim sắc độn quang cùng một đạo ngân sắc độn quang xuất hiện tại rừng rậm trên không, chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, bên ngoài thân phân biệt bị một vệt kim quang cùng ngân quang bao vây lấy. Lục giai động thuộc phù sát thực lợi hại, bất quá lục giai yêu cầm cũng không phải ăn cơm khô, nhất trực truy sau lưng bọn hắn. Phu nhân, nhập đáy sông. Vương Trường Sinh hai mắt sáng rõ, cách đó không xa có một cái chảy xiết dòng sông màu xanh lam, là tốt nhất tránh thân chỗ. Uông Như Yên động quang phóng đại, hướng về dòng sông bay đi. Vương Trường Sinh cảm giác một cơn gió lớn từ đỉnh đầu thổi qua, trong lòng thầm kêu không tốt. Mỗi lần thi triển trấn thần hống, thần trí của hắn đều muốn tiêu hao không ít, cũng không đại biểu hắn có thể không hạn chế sử dụng bí thuật này. Cũng may mà bí thuật này bằng không bọn hắn đã sớm chết. Một đầu hình thể khổng lồ kim sắc cự điểu bỗng nhiên xuất hiện tại vương trường sinh đỉnh đầu, nó hai cánh nhất triển, tách ra vạn đạo kim sắc hào quang, hướng về bốn phương tám hướng đánh tới. Kim quang đánh vào trên đại thụ che trời mặt, đại thụ che trời lập tức bị xuyên thủng, thô to trên cành cây có thêm một cái động lớn chặn ngang ngã xuống. Kim quang đánh vào mặt đất, mặt đất nổ ra một cái vài trăm trượng đại hố to. Tiếng oanh minh không ngừng, bụi mù mạng thiên phi vũ, mấy đạo kim quang đánh vào vương trường sinh trên thân, hắn như cùng diều bị đứt dây bình thường, bay rớt ra ngoài, liên tục đụng ngã hơn 10 khỏa đại thụ che trời, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhật xuống tới. Kim sắc cự điểu hai cánh chấn động, từ biến mất tại chỗ không thấy. Đại lượng đại thụ che trời di chuyển nhanh chóng đứng lên, đem vương trường sinh trọng trọng bao vây lại, mặt đất hóa thổ vi sa, vô số hoàng sắc sa lịch bay lên, hóa thành trọng trọng sa màn, bảo vệ Vương Trường Sinh. Nổ vang, từng cây từng cây đại thụ che trời bị cuồng phong nhổ tận gốc, cuốn bay ra ngoài, trọng trọng sa màn bị kim sắc cự điểu song trảo đánh nát bấy, bụi mù đầy trời. Phá vỡ trọng trọng sa sau màn, kim sắc cự điểu phát hiện Vương Trường Sinh biến mất không thấy, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, một cổ khổng lồ trọng lực trống rỗng hiển hiện, kim sắc cự điểu bên ngoài thân kim quang đại phóng, cánh cuồng phiến không ngừng thả ra một mảnh vàng mịt mờ cùng phong, phóng lên tận trời. To lớn tiếng nổ đùng đoàn vang lên, mặt đất nổ bể ra đến, từng cây từng cây đại thụ che trời hóa thành đầy trời mảnh vụn. Chảy xiết dòng sông phía dưới, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ghé vào lân quy trên lưng, một đạo lam sắc hào quang bao hắn lại nhóm hai người. Nếu không phải Uông Như Yên tế ra ngũ hành phù binh ngăn cản một lát, Vương Trường Sinh giữ nhiều lành ít. Vương Trường Sinh không dám kinh thường, thúc giục lân quy tăng tốc độn tốc. Nước sông kịch liệt lăn lộn, đại lượng nước sông phóng lên tận trời, hình thành một đạo thô to sóng nước vòi rồng. Kim sắc cự điểu tự hồ muốn rút khô nước sông, bắt được Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, hét lớn một tiếng, kim sắc cự điểu thân thể rung rẩy lên, sóng nước vòi rồng bỗng nhiên rơi xuống đất, che mất phương viên hơn 10 dặm. Chờ nó khôi phục bình thường, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã thuận đáy sông trốn được không còn hình bóng. Kim sắc cự điểu phát tiếp một trận, phương viên hơn 10 dặm sang thành bình địa. Một đầu chảy xiết mạch nước ngầm, nước sông kịch liệt lăn lộn, tự hồ có đồ vật gì tại đáy sông tranh đấu. Một lát sau, mấy chục cái toàn thân màu đen cá nóc phiêu phù ở trên mặt sông, thân thể một mảnh cháy đen, tản mát ra khét lẹt mùi. Đáy sông chỗ sâu, lân quy chở đi vương trường sinh cùng uông như yên, quanh thân hiện ra vô số lam sắc hồ quan điện, miệng trong cắn một cái chết đã lâu lam sắc cự mãn, một mảng lớn nước sông bị nhuộn thành hồng sắc. Đại lượng hắc sắc cá nóc rơi xuống tại lòng sông lên, không nhúc nhích, cách đó không xa có một mặt dốc đứng thạch bích, Lân Quy nhanh chóng hướng về thạch bích di động. Nó há mồm phun ra mấy đạo thô to lam sắc thiểm điện, ngạnh sinh sinh bổ ra một cái sơn động tới. Cung Như Yên tế ra một cái lam quang lòe lòe phi đao, tại trên vách đá mở ra một cái lâm thời động phủ, cửa động bị một đạo lam sắc quang mạc chặn, đem nước sông ngăn cách ra ngoài. Vương Trường Sinh mở ra một gian độc lập đơn sơ thạch thất, khoanh chân ngồi xuống, lấy ra một cái màu xanh bình sứ, từ trong đổ ra một mai kim sắc dược hoàng, tản mát ra một trận kỳ lạ hương thơm. Đang dược vào miệng tức hóa, một dòng nước ấm tại thể nội dâng lên, Vương Trường Sinh cảm giác thân thể ấm áp. Hắn nhắm hai mắt lại, vận công chữa thương. Hung Như Yên canh giữ ở cổng, đã tọa điều tức. Lân Quy ghé vào một bên, đầu cùng tứ chi lùi về trong mai rùa. Huyền Linh động thiên bên ngoài, nhất tọa vàng son lộng lẫy đại điện bên trong. Trần Nguyệt Dĩnh chờ hơn 20 danh hợp thể tu sĩ ngay tại nói cái gì, mỗi lần Huyền Linh động thiên mở ra, đều là bọn hắn những lão quái vật này gặp mặt cơ hội. Vạn đạo hữu, không nghĩ tới lần này ngươi tự mình dẫn đội nhìn tới các ngươi vạn linh môn lần này mưu đồ không nhỏ a à. trần nguyệt dĩnh nhìn về phía một tên ngũ quan anh tuấn bạch y nho sinh vẻ mặt hiếu kỳ cũng vậy trần tiên tử tự, tự mình dẫn đội vượt quá tô mổ dự kiến bạch y nho sinh khẽ cười một cái treo ghẹo nói hắn nhớ tới cái gì nhìn về phía một tên hạt phát đồng nhang sắc mặt hồng nhuận kim bào lão giả tò mò hỏi tôn đạo hữu ta không nhìn lầm trịnh đạo hữu hậu nhân cũng tiến nhập huyền linh động thiên đi trịnh đạo hữu thế mà bỏ được đem hậu nhân phái tiếng huyền linh động thiên tự không sợ nàng xuất hiện chuyện ngoài ý muốn a à. ngọc bất trắc bất thành khí trịnh sư huynh có cân nhắc của chính hắn không nhọc vạn đạo hữu hao tâm tổn trí kim bào lão giả chẳng hề để ý nói nhìn về phía một tên mày rộng rộng rãi môi nam tử trung niên treo gẹo nói các bạn đang nghe chuyện trên kênh tv audio cv nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha tôn đạo hữu nghe nói ngươi đệ tử mới thu có được huyền một linh thể ngươi không sẽ phái hắn tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo đi. Nam tử trung niên thân cao chính thước, một thân màu xanh tay áo áo mãn bào, tay áo một bên kim tuyến theo lên vài đóa tường vân, eo cuốn một cái bạch ngọc yêu đái, trụ xuống một mai màu xanh văn long ngọc đeo, trong lúc vất tay, hiển thị rõ thượng vị giả phong phạm. Tôn Vũ, huyền thanh phái truyền công trưởng lão, huyền thanh tử tiểu đệ tử, cái gì huyền một linh thể, vạn đạo hữu nói đùa, chúng ta đều phái không ít đệ tử tinh anh tiến nhập huyền linh động thiên, bất quá trần đạo hữu mang tới trong hàng đệ tử, một vị hóa thần hậu kỳ tu sĩ thần thức đặc biệt cường đại, có thể so với luyện hư kỳ, phía trước chưa bao giờ thấy qua kẻ này, xem ra là các ngươi trấn hải cung tỉ mỹ bồi dưỡng đệ tử. Tôn Vũ ý vị thâm trường nói, nhìn về phía Trần Nguyệt Dĩnh. Không thể nào. Hóa thần hậu kỳ thần thức có thể so với luyện hư kỳ. Tôn Đạo Hữu này nói quá lời đi. Kim Đỉnh Chân Quân hơi kinh ngạc nói. Tôn Đạo Hữu nói đùa, ngươi nói là vương sư điệt đi. Thần trí của hắn trời sinh tương đối cường đại, so hóa thần tu sĩ mạnh hơn một chút, còn không đến mức có thể so với luyện hư kỳ. Trần Nguyệt dĩnh cười yếu ớt doanh doanh. Thần thức trời sinh cường đại, như thế ít thấy, làm không tốt là một loại nào đó không có thức tỉnh linh thể. Trần Đạo hữu thế mà bỏ được phái hắn đi vào tầm bảo, nhìn tới các ngươi Trấn Hải cung xuất hiện không ít hạt giống tốt. Tôn Vũ có thâm ý khác nói. Cũng vậy, các ngươi Huyền Thanh phái đệ tử cũng không tệ, dị tộc tiến nhập Huyền Linh Động Thiên tầm bảo nhân số càng ngày càng nhiều, phải giải quyết vấn đề này mới được huyền linh động thiên là huyền linh thiên tôn lưu cho chúng ta nhân tộc ma luyện sau lưng, tất kỹ không ít bảo vật, chúng ta như thế nào tranh đều được, dị tộc đụng đều không cho đụng. Trần Nguyệt dĩnh vẻ mặt túc xác chi khí. Trần Đạo Hữu yên tâm, nếu để cho chúng ta vạn linh môn đệ tử đụng phải dị tộc, tuyệt đối sẽ không phóng quá hắn nhóm. Bạch Y Nho sinh lòng tin tràn đầy nói, hắn tự hồ phát giác được cái gì, từ trong ngực lấy ra một mặt thanh quan lấp lóe không ngừng phát bàn, phát bàn thượng diện có hơn 20 cái khắc độ, hơn phân nửa khắc độ ảm đạm xuống, không tốt, huyền linh động thiên bên trong có lẽ xuất hiện biến cố, chúng ta có nhiều tên đệ tử bỗng nhiên bị giết. Bạch y nho sinh sắc mặt trở nên rất khó coi. Cơ hồ cùng một thời gian, Trần Nguyệt Dĩnh chờ nhiều vị hợp thể tu sĩ lấy ra có thể xác định môn hạ đệ tử sinh tử bảo vật, cho mày, một cái thâm thúy hẹp dài hạp cốc, sơn cốc hai bên vách núi liên tiếp, càng sâu vào sơn cốc, khe hở càng nhỏ, tia sáng càng âm u, hạp cốc hai bên có rõ ràng hỏa thiêu vết tích, dốc đứng thạch bích là bò đầy màu xanh mạng đằng. Hạp cốc phần cuối là một cái hơn trăm trượng đại sơn động, năm con hình thể to lớn làm bằng đá pho tượng nằm trên mặt đất, báo, phi ưng, ngô công, cự hạt, cự hổ vân vân. Trên vách tường có vài chục đầu thô to màu xanh bụi gai, cuốn lấy ba bộ thây khô. Màu xanh bụi gai bỗng nhiên lắc một cái, ba bộ thây khô rơi xuống đất. Trên vách tường sáng lên một đạo thanh quang, hiện ra một tên dáng người mập lùng thanh sam thanh niên, bên ngoài thân trải rộng màu xanh linh văn. Thạch lỗi, đi ra đi. Phân bảo vật, chúng ta lại giấu đi. Thanh sam thanh niên phân phó nói vừa dứt lời, lòng đất nâng lên một cái đống đất, một tên gầy như cây gậy rút áo vàng thanh niên chui ra. Áo vàng thanh niên bên ngoài thân trải rộng hoàng sắc linh văn, trong mắt là thổ hoàng sắc, thanh cước, ngươi biện pháp này không sai, ông cây đợi thỏ, không cần phải chỗ chạy, chờ lấy bọn hắn thượng môn. Áo vàng thanh niên vừa cười vừa nói, bọn hắn đều là xuất thân linh tộc. Cùng nhân tộc so ra, linh tộc là một cái tiểu tộc, không thể không ôm chặt tinh hỏa tộc đại thối. Linh tộc trả giá rất lớn mới đem ngũ vị tộc nhân đưa vào huyền linh động thiên tầm bảo. Hừ, nếu không phải lo lắng đụng phải lão quái vật phân thân, ta cũng sẽ không dùng loại biện pháp này, nhanh xử lý thi thể, đem bọn hắn liên lạc bảo vật hủy đi, khẳng định còn sẽ có vạn linh môn đệ tử chạy đến, thiên trùng quả đối những cái kia ngự linh sư tới nói là khó mà cự tuyệt dụ hoặc. Thanh cức thúc giục nói, bọn hắn diệt sát một tên vạn linh môn đệ tử, biết được nơi đây có thiên trùng quả thụ, bọn hắn đuổi tới nơi đây, tiêu diệt trong coi thiên trùng quả thụ yêu thú, cũng canh giữ ở nơi đây, Ông cây đợi thỏ. Hai người nhanh chóng quét dọn chiến trường, chia hết tài vật, cũng đem đưa tinh công cụ hủy đi, thạch lỗi chui vào lòng đất, biến mất không thấy, thanh tức hóa thành mấy trăm đầu thô to màu xanh thanh tức, bò tới trên vách tường. Hạt cốc bên ngoài, mặt đất bỗng nhiên mọc ra vô số màu xanh linh hoa, che đậy kín lúc đầu đấu pháp vết tích. Một cái chiếm địa vạn mẫu to lớn hồ nước, nước hồ là màu đen, thấy không rõ lắm đáy hồ tình huống. Mười mấy đóa trắng đen xen kẻ liên hoa phiêu phù ở trên mặt hồ, liên hoa một nửa là bạch sắc, một nửa là màu đen. Một khỏa đường kính vạn trượng lam sắc thủy cầu phiêu phù ở không trung, thủy cầu bên trong là hai tên người mặc huyền thanh phái phục sức nam tử, bọn hắn kịch liệt giãy dụa, sắc mặt đỏ bừng lên, tế ra pháp bảo bổ vào lam sắc thủy cầu thượng diện, bất quá không có tác dụng gì. Một tiếng vang thật lớn, lam sắc thủy cầu bùng nổ, hai tên nam tử thân thể vỡ ra, hóa thành một mảng lớn huyết vũ, chiếu xuống mặt đất, hai cái nhan sắc khác nhau trữ vật giới rất xuống đất mặt, mặt hồ kịch liệt lăn lộn, một đầu bàn tay lớn màu xanh lam từ đáy hồ nhô ra, thu lấy hai cái lam sắc trữ vật giới, dưới không trung lên mưa to, cuốn đi vết máu trên mặt đất. Một lát sau, lần này khôi phục lại bình tĩnh. Nhất tọa địa hạ quặng mỏ, thỉnh thoảng truyền đến một trận to lớn tiếng đổ đùng đoàn, đất trung núi chuyển. Một cái hẹp dài đường hầm mỏ, hai tên trấn hải cung đệ tử ngã trên mặt đất, lồng ngực của bọn hắn đều có hai cái to lớn lỗ máu, con mắt trừng thật to, giống như khi còn sống thấy được một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi sự tình. Vài kiện linh quan lòe lòe pháp bảo rơi xuống đất, một tên cao khoảng một trượng kim sắc quái nhân đang cùng một tên dáng người cao gầy váy đỏ thiếu nữ kịch đấu, váy đỏ thiếu nữ mặt trái xoan, đôi mắt sáng mắt to, miệng đỏ mũi ngọc tinh xảo, trên đầu cắm một chi hồng sắc ngọc trâm, kim sắc quái nhân thân thể giống như từ vô số khối khoáng thạch hợp lại mà thành, bên ngoài thân hiện ra đủ mọi màu sắc linh quang, nhỏ bé hai mắt lóe ra kim quang. Váy đỏ thiếu nữ pháp quyết thúc dục, đỉnh đầu một cái kim sắc bình ngọc lập tức linh quang đại phóng, phun ra một đạo thô to kim sắc hỏa diễm, mang theo ngập trời sóng nhiệt thẳng đến kim sắc quái nhân mà đi kim sắc quái nhân bên ngoài thân tách ra chói mắt kim quang một tiếng vang thật lớn một mảnh kim sắc hỏa diễm nuốt sống kim sắc quái nhân kim sắc quái nhân trên thân xuất hiện dấu hiệu hòa tan váy đỏ thiếu nữ khoát tay một đạo hồng quang bay ra biến mất không thấy sau một khắc kim sắc quái nhân đỉnh đầu sáng lên một đạo hồng quang một tôn hồng quang lòe lòe tiểu đỉnh trống rỗng hiển hiện đỉnh nhỏ màu đỏ thân đỉnh trên có khắc một cái sinh động như thật hồng sắc giao long linh khí kinh người hiển nhiên là một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo đỉnh nhỏ màu đỏ quay tiếp một vòng phía sau, hình thể bạo trướng, phun ra một cổ hồng sắc hào quang, đem hắn cuốn vào đỉnh nhỏ màu đỏ bên trong. Váy đỏ thiếu nữ đánh vào mấy đạo pháp quyết, khẩu trong nói lẩm bẩm, hồng sắc cự đỉnh bên ngoài hồng sắc giao long giống như sống lại, phát ra từng đợt đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, thân đỉnh hiện ra cuồn cuộn liệt diễm. Hồng sắc cự đỉnh lắc lư không ngừng, một lát sau, hồng sắc cự đỉnh đình chỉ lắc lư, liệt diễm biến mất. Váy đỏ thiếu nữ pháp quyết nhất biến, nắp đỉnh nhất phi mà lên, bên trong có một khỏa kim quang lóng lánh khoáng thạch, bên ngoài trải rộng huyền ảo linh văn. Quả nhiên là linh tộc, cũng không biết linh tộc phái bao nhiêu nhân tiến đến, đáng tiếc Lý Sư Huynh cùng Tôn Sư Huynh, muốn tận cùng Triệu Sư Huynh bọn hắn tụ hợp mới được. Thiếu nữ áo đỏ tự nhủ, nàng gọi một Ngọc Yến, thân phận chân thật là Tống Ngọc Thiền Phân Thân, nàng cùng vài vị đồng môn tới đây tìm kiếm một loại nào đó khoáng thạch, không nghĩ tới gặp được linh tộc tập kích, còn tốt nàng mang theo nhiều kiện bảo vật tiến đến, linh tộc căn bản không phải là đối thủ của nàng. Mục Ngọc Yến thu hồi đồng môn thi thể cùng bảo vật, rời đi nơi đây. Tập sát cùng phản sát tại huyền linh động thiên các nơi trình diễn, tiến nhập huyền linh động thiên tu sĩ cùng dị tộc số lượng nhanh chóng giảm bớt. Thời gian nửa tháng, trôi qua rất nhanh. Một cái dưới đất động quật, Vương Trường Sinh ngồi trên mặt đất, quanh thân bao phủ một tầng lam sắc hào quang, hai mắt nhắm nghiền. Một lát sau, Vương Trường Sinh mở hai mắt ra, thở dài một ngụm trọc khí. Kim Lân Ngọc Dương đang chữa thương hiệu quả rất không tệ, tăng thêm hắn thân thể mạnh mẽ, hắn đã không có đáng ngại. Vương Trường Sinh đứng lên, triệt tiêu cấm chế, đi ra ngoài. hung Như Yên trước tiên mở hai mắt ra, nàng từ trên xuống dưới quan sát một chút Vương Trường Sinh, thở vào nhẹ nhõm, ân cần nói, thế nào, phu quân, cốt đi một chút không có. Không có đáng ngại, chúng ta trước mắt ở đâu? Vương Trường Sinh mở miệng hỏi, lấy ra một cây màu lam nhạt nhân sâm, tản mát ra một trận nồng đậm dị hương. Lân Quy tự hồ phát giác được cái gì, duỗi ra tứ chi cùng đầu, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt xuất hiện trước mặt vương trường sinh mở ra huyết bồn đại khẩu vương trường sinh đem lam sắc nhân sâm ném vào trong miệng của nó lân quy nhai mấy lần nuốt xuống phát ra vui sướng tiếng gào thét ta dò xét qua tại đây cự cử ly cửu lôi trúc vị trí rất xa bất quá cự ly thiên trùng quả thụ sở tại địa cũng không xa cũng như yên chi tiết nói vương trường sinh phía trước giết qua vạn linh môn tu sĩ sư hồn biết một chút tin tức thiên trùng quả thụ là một cái trong số đó thiên trùng quả thụ là một chủng kỳ quả ba ngàn năm nở hoa ba ngàn năm kết quả tiếp qua ba ngàn năm mới có thể thành thục lục giai lấy hạ linh trùng phục dụng thiên trùng quả có thể đề cao tiếng giai tỷ lệ nếu là có thể đạt được thiên trùng quả vệ hồn kim thiền cùng bích nhãn hàng tàm tiếng giai hội lại càng dễ một chút đã như vậy vậy trước tiên đi ngắt lấy thiên trùng quả nếu là không có thiên trùng quả chúng ta lại đi tìm kiếm cửu lôi trúc nhắc tới cũng kỳ quái chúng ta tiến nhập huyền linh động thiên lâu như vậy ngoại trừ ninh sư huynh không có đụng phải những đồng môn khác bọn hắn chẳng nhẽ đều tụ tập ở cùng một chỗ Vương Trường Sinh nghi ngờ nói, hắn biết huyền linh động thiên cương vực bao la, không đụng tới những đồng môn khác vậy thì thôi, cũng không có đụng phải bao nhiêu nhân tộc tu sĩ, không biết đạo cái khác tu sĩ nhân tộc đi nơi nào, chẳng nhẽ bọn hắn đều ngộ hại rồi. Còn là nói phát hiện một loại nào đó trọng bảo, ngay tại tranh đoạt trọng bảo. Có lẽ bọn hắn phát hiện một loại nào đó trọng bảo, ngay tại tranh đoạt trọng bảo đi. Lại hoặc là đụng phải lục gia yêu thú truy sát, ở nơi nào chữa thương, cũng như Yên suy đoán nói, bọn hắn lọt vào lục giai yêu thú truy sát đều chật vật như vậy không chịu nổi, chớ nói chi là tu sĩ khác. Vương Trường Sinh lắc đầu nói ra, được rồi, không nói bọn hắn, chúng ta đi trước ngắt lấy thiên trùng quả, tiếp đó nghĩ biện pháp cùng triệu sư huynh bọn hắn tụ hợp. Xúc động quật, Vương Trường Sinh tiện tay thả một đạo lam sắc màn nước, bao hắn lại bọn họ, đem nước sông ngăn cách xuất phát. Bọn hắn đứng tại lân quy trên lưng, lân quy nhanh chóng hướng về mặt sông di động, tốc độ đặc biệt nhanh. Nhất cái bí ẩn địa hạ động quật, Triệu Hồng ngồi trên mặt đất, quanh thân bị một đoàn lam sắc hào quang bao lại. Vai trái của hắn chỗ có nhất cái kinh cũng huyết động, sắc mặt tái nhợt, một bộ nguyên khí đại thương bộ dáng. Một lát sau, sắc mặt của hắn chậm rãi xuất hiện một vòng hồng nhuận, bên ngoài thân lam sắc hào quang chậm rãi tán đi, mở hai mắt ra. Tay phải hắn một phen, nhất cái màu lam nhạt bình ngọc xuất hiện trên tay, triệu hồng trên mặt lộ ra vui mừng biểu lộ, tự nhủ, lấy được huyền quang chân thủy, còn kém cửu lôi trúc cùng nguyên từ thần tinh, đáng tiếc tôn sư đệ bọn hắn, vì lấy tới huyền quan chân thủy hai tên đồng môn liều chết kéo lục giai yêu thú cấp triệu hồng tranh thủ thời gian triệu hồng lấy được huyền quan chân thủy đại giới là hắn bản thân bị trọng thương cùng hai tên đồng môn mất mạng hắn tự hồ phát giác được cái gì triệt tiêu cấm chế tôn yên từ bên ngoài bay tiến đến thần sắc kích động triệu sư huynh ta phát hiện một gốc huyền thiên tiên thụ cái gì huyền thiên tiên thụ tôn sư muội ngươi không nhìn lầm đi triệu hồng thanh âm có chút run rẩy nghiêm chỉnh mà nói huyền thiên tiên thụ thuộc về huyền thiên chi vật, bình thường tới nói, nhất cái giao diện đảng sinh huyền thiên chi vật bất quá vượt qua năm kiện, mà một gốc huyền thiên tiên thụ hoặc là huyền thiên tiên đằng sinh trưởng chu kỳ mấy chục vạn năm cất bước, trăm vạn năm cũng khỏi phải nói, thiên chân vạn sát, bất quá nơi đó có ba con lục giai yêu thú thủ hộ, bọn chúng đang đợi huyền thiên tiên thụ quả thành thục. Tôn Yên hưng phấn nói, huyền thiên tiên thụ trái cây thành thục phía trước, không thích hợp ngắt lấy, thành thục đằng sau, trái cây nhất định phải tại một hai canh giờ bên trong hái xuống, nếu không sẽ tự động khô héo lục giai yêu thú thủ hộ huyền thiên tiên thụ khẳng định là chờ quả thành thục đây là chúng ta trấn hải cung đi về phía huy hoàng cam đoan cũng là chúng ta tiến giai luyện hư cam đoan vận dụng bí thuật liên hệ những đồng môn khác phải tất yếu đoạt đến vật này triệu hồng hô hấp nặng nề hắn biết huyền thiên tiên thụ trái cây ý vị như thế nào nếu như đạt được một quả tiên quả bọn hắn tuyệt đối sẽ nhận trọng thưởng trấn hải cung nói không chừng có thể xuất hiện một vị đại thừa tu sĩ cái này dù hoặc quá lớn khó mà cự tuyệt tôn yên gật gật đầu có huyền thiên quả thực bọn hắn nghĩ không tiến vào luyện hư kỳ cũng khó khăn một cái thâm thúy hẹp dài hạp cốc sơn cốc hai bên vách núi liên tiếp cốc bên trong tia sáng âm u hạp cốc lối vào hai bên đường sinh trưởng đại lượng màu xanh linh hoa hai đạo lam sắc độn quang từ đằng xa bay tới rơi vào hạp cốc lối vào chính là vương trường sinh cùng uông như yên xem ra vạn linh môn đệ tử chưa có tới vương trường sinh phân tích nói khổng lồ thần thức nhanh chóng lướt qua sơn cốc cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào cung như yên thôi động ô phượng pháp mục quan sát trong hạt cốc tình huống thiên trùng quả thụ vẫn còn xem đến vạn linh môn đệ tử có việc chậm trễ tạm thời không có tới ngắt lấy thiên trùng quả kỳ quái là thiên trùng quả thụ không có yêu thú thủ hộ chẳng nhẽ yêu thú ra ngoài rồi còn là nói nó thông thạo ẩn nạp thuật cung như yên nghi ngờ nói nàng tế ra một trương hiện ra ngũ sắc linh quan phù triện pháp quyết vừa bấm ngũ sắc phù triện linh quang đại phóng hóa thành một tên dáng người khôi ngô giáp sĩ giáp sĩ trên thân trải rộng vô số huyền ảo phù văn, đủ mọi màu sắc. Đi. Ung Như Yên ngón tay xông hạp gốc một điểm, ngũ hành phù binh đại bước hướng về cốc bên trong đi đến, tốc độ cũng không nhanh. Một lát sau, ngũ hành phù binh xuất hiện tại nhất cái lớn gần mẫu động quật, đỉnh chóp là một loạt dài ngắn không đồng nhất thạch nhũ, động quật dưới gốc phải một gốc cao hơn 10 trượng màu xanh quả thụ. Trên cây treo hơn 20 quả trái cây màu xanh, trái cây bên ngoài có đại lượng điểm lồi, cẩn thận quan sát, cực giống linh trùng đầu, phương hướng khác nhau, nhìn thấy linh trùng không giống như cùng mấy đầu linh trùng chắp vá đến cùng một chỗ đồng dạng ngũ hành phù binh đại bức hướng về thiên trùng quả thụ đi đến vừa tới gần thiên trùng quả thụ trăm trường mặt đất rất nhỏ đung đưa một cái toàn thân màu vàng cự mãn theo lòng đất chui ra hai con ngươi là thổ hoàng sắc hoàng sắc cự mãn mở ra huyết bồn đại khẩu như thiểm điện cắn ngũ hành phù binh chân phải ngũ hành phù binh hóa thành điểm điểm lam quan biến mất không thấy sau một khắc một quả cự hình hỏa cầu từ trên trời giáng xuống nện ở hoàng sắc cự mãn trên thân ầm ầm tiếng vang xích sắc hỏa diễm nuốt sống hoàng sắc cự mãn thân thể hạt cốc bên ngoài vương trường sinh tay phải nâng song đồng thử song đồng thử hai mắt sáng lên lên một trận chói mắt hoàng quang vương trường sinh mượn nhờ song đồng thử biến dị đôi mắt có thể thấy rõ trong động tình huống ngũ giai thượng phẩm lưu sa mãn chẳng nhẽ là biến dị yêu thú thế mà thông thạo ẩn nặc thuật vương trường sinh khốn hoặc nói lưu sa mãn là thổ thuộc tính yêu thú không nghe nói con thú này thông thạo ẩn nặc thuật trừ phi là biến dị yêu thú ngũ hành phù binh theo trong sơn động bay ra, tốc độ đặc biệt nhanh. Mặt đất nâng lên nhất cái đống đất, đống đất di chuyển nhanh chóng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, lưu sa mãng theo lòng đất chui ra, vừa mới lộ diện, hư không tạo nên một trận gợn sóng, một đầu lam vũ lất phất đại thủ trống rỗng hiển hiện, đập vào lưu sa mãng trên thân. Lưu sa mãng phát ra cực kỳ thống khổ tiếng gào thét, thân thể cao lớn vặn vẹo không ngừng. Một trận to lớn hải khiếu tiếng vang lên, một cái chảy xiết dòng sông màu xanh lam bôn dũng mà đến, trong nháy mắt đến trước mặt của nó. Lưu Sa mãn muốn tránh đi, lòng đất bỗng nhiên chui ra vô số màu xanh cỏ dại cùng mười mấy con bàn tay lớn màu vàng, màu xanh cỏ dại điên cùng sinh trưởng, đem Lưu Sa mãn trói lại, bàn tay lớn màu vàng thì đè xuống Lưu Sa mãn thân thể cao lớn, dòng sông màu xanh lam đến trước mặt của nó, kịch liệt lăn lộn, hóa thành một tên cao hơn trăm trượng lam sắc cự nhân, lam sắc cự nhân hai tay đều nắm lấy hai khỏa lam quan lòe lòe định hải châu, hướng về Lưu Sa mãn đầu đập tới. Ầm ầm tiếng vang, đất trung núi chuyển, lưu sa mãn đầu bị lam sắc cự nhân thế nào vỡ nát huyết nhục vẫy ra một đầu mini mãn xà ly thể bay ra vừa mới ly thể một cổ kim sắc hào quang từ trên trời giáng xuống đem mini mãn xà bao lại cuốn vào một đầu kim quang lóng lánh cự ve miệng trong không thấy vệ hồn kim thiền phát ra vui sướng tê minh thanh vương trường sinh có thể rõ ràng cảm nhận được thần thức tăng trưởng một chút thông vệ một đầu ngũ giai trung phẩm yêu thú tinh hồn vệ hồng kim thiền lộ ra thập phần hưng phấn nó cánh khẽ vỗ hóa thành một đạo kim quang bay vào vương trường sinh ống tay áo không thấy vương trường sinh thu hồi lưu sa mãn thi thể cùng uông như yên đi vào hạp cốc cũng không lâu lắm bọn hắn xuất hiện tại nhất cái cự đại sơn động cổng cửa động phụ cận trên vách đá leo lên lấy đại lượng màu xanh bụi gai ghé vào vương trường sinh trên bờ vai sông đồng thử bỗng nhiên phát ra chích chích tiếng thét chói tai lộ ra táo bạo bất an cùng lúc đó vương trường sinh trong tay áo chui ra một cái thô to màu xanh bụi gai chính là một yêu một yêu lắc lư không ngừng tự hồ phát hiện cái gì Vương Trường Sinh sầm mặt lại, hai tay lam quang đại phóng, hướng xuống đất đập tới. Một trận chói tai tiếng xé gió lên, vô số lam sắc quyền ảnh bay ra, lần lượt đập vào mặt đất. To lớn tiếng nổ đùng đoàn vang lên, mặt đất lồi lõm, bụi đất tung bay, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thân hình rút lui, chính quả định hải châu bay ra, quay tiếp một vòng sau, hiện ra vô số lam sắc nước biển, bảo vệ Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Mặt đất bỗng nhiên trưởng sinh một cổ cường đại trọng lực, thân thể của bọn hắn không bị khống chế hướng xuống đất rơi xuống đồng thời hai đạo thô to hoàng quang phá đất mà lên, đánh vào nước biển thượng diện. Nước biển bằng tốc độ kinh người hóa đá, tự hồ muốn vương trường sinh cùng uông như yên biến thành bằng đá pho tượng. Cùng lúc đó, trên vách tường màu xanh bụi gai giống như sống tới, mấy trăm đầu mọc đầy kim sắc gai sắc màu xanh xanh tức chụp về phía vương trường sinh cùng uông như yên, còn không có cận thân, một mảng lớn kim sắc gai sắc bắn ra, tự hồ muốn đem bọn hắn kim thành si tử. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân Lam Quang Đại Phóng, Vương Trường Sinh khí tức tăng vọt vương trường sinh hét lớn một tiếng hư không chấn động vặn vẹo kim sắt gai sắt đều bay rớt ra ngoài khảm nạm tại trên thạch bích bọn hắn cảm giác áp lực nhất tùng hướng về không trung bay đi ầm ầm tiếng vang mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên sơn cốc hai bên vách núi bỗng nhiên khép lại nhất cái mơ hồ sau hóa thành một tên mấy trăm trượng cao hoàng sắc cự nhân hoàng sắc cự nhân khuôn mặt thô kệch đôi mắt lóe ra hoàng quang đại lượng cây cối đung đưa nhao nhao nhổ tận gốc ngưng tụ thành một tên mấy trăm trượng cao màu xanh thụ nhân thụ nhân thân thể từ từng cây từng cây màu xanh đại thụ hợp lại mà thành vô số đầu màu xanh bụi gai cuốn lấy những này cây cuối đây là vật gì thạch linh thụ nhân cung như y nghi ngờ nói ánh mắt ngưng trọng quản nó thứ gì vết liền biết vương trường sinh sắc mặt lạnh lẽo mặt mũi tràn đầy sát khí nếu không phải song đồng thử cảnh báo bọn hắn chỉ sợ đã ngộ hại song đồng thử cứu giác linh mẫn đoán chừng là bọn chúng phía trước giết hại qua tu sĩ khác di lưu mùi máu tươi đưa tới song đồng thử cảnh giác một yêu đối máu tươi mười phần mẫn cảm nó cũng cấp vương trường sinh cảnh báo khẳng định là phát hiện huyết dịch vương trường sinh pháp quyết vừa bấm chính quả định hải châu lập tức hiện ra đại lượng nước biển hóa thành một mảnh xanh thẳm đại dương màu xanh lam bảo vệ bọn hắn mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên như cùng địa chấn từng khối toái thạch bỗng nhiên bay lên phiêu phù ở giữa không trung cùng lúc đó lòng đất chui ra vô số đầu thô to màu xanh bụi gai đại lượng màu xanh bụi gai ngưng tụ đến nhất chỗ bệnh thành nhất cái cự đại màu xanh lồng giam đem phương viên trăm dặm đều bao lại bên trong. Màu xanh lồng giam bỗng nhiên di chuyển nhanh chóng, bên ngoài kim sắc gai sắc bỗng nhiên lớn lên, biến thành từng cây kim sắc trường mâu, màu xanh lồng giam vụt nhỏ lại, tự hồ muốn lợi dụng gai sắc đem vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên kim thành si tử. Vô số toái thạch ngưng tụ đến nhất chỗ, hóa thành từng tòa hoàng sắc thạch sơn, đánh tới hướng Vương Trường Sinh. Hoàng sắc cự nhân cùng màu xanh thụ nhân cũng không có nhàn rỗi, hoàng sắc cự nhân đôi mắt đều bắn ra một đạo hoàng quang, màu xanh thụ nhân hai tay sáng lên chói mắt thanh quang hóa thành một cái trường thương màu xanh cùng một cái thanh sắc cự kiếm, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đi. Vương Trường Sinh khẽ hừ một tiếng, ngực kim minh châu sáng lên chói mắt kim quang, bao hắn lại cùng Uông Như Yên, hắn tay áo lắc một cái, cửu dao cổ bay ra, hai cánh tay hắn đập vào cửu dao cổ thượng diện. Trống. Một đạo đạo đinh tai nhức ốc tiếng long ngâm vang lên, cửu dao cổ bên ngoài chính đầu lam sắc dao long du tẩu không ngừng, một đạo đạo lam sắc sóng âm bao phủ mà xuất, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi hoàng sắc thạch sơn chạm đến lam sắc sóng âm trong nháy mắt bùng nổ hóa thành đầy trời bụi đất hai đạo hoàng quang đánh trúng một đạo lam sắc sóng âm trong nháy mắt đồng quy vô tận bất quá lam sắc sóng âm sinh sôi không ngừng giống như vô cùng vô tận lam sắc sóng âm đánh vào hoàng sắc cự nhân cùng màu xanh thụ nhân trên thân bọn chúng không hẹn mà cùng bay rớt ra ngoài hoàng sắc cự nhân bên ngoài thân hoàng quang đại phóng chân phải hướng xuống đất hung hăng dẫm một cái mặt đất sáng lên chói mắt hoàng quang trọng lực gia tăng mãnh liệt Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống, bất quá nhưng vào lúc này, Vương Trường Sinh lần nữa thi triển trấn thần hống. Nghe được này thanh âm, hoàng sắc cự nhân cùng màu xanh thụ nhân bỗng nhiên chia năm xẻ bảy, hóa thành một tên dáng người mập lùng thanh sam thanh niên cùng một tên gầy như cây gậy trúc áo vàng thanh niên. Linh tộc. Uông Như Yên sầm mặt lại, trong mắt tràn đầy hàng quang. Hống hống hống, liên tục cửu đạo đinh tai nhất ốc tiếng long ngâm vang lên, Uông Như Yên mặc dù có kim binh châu bảo hộ, còn là cảm giác có chút không được, cho mày cửu dao cùng rống cửu đạo lam vũ lất phất sóng âm bao phủ mà xuất hợp làm một thể thẳng đến áo vàng thanh niên cùng thanh sam thanh niên mà đi dùng vương trường sinh tiếp cận luyện hư kỳ pháp lực khu sử cửu giao cổ uy lực gia tăng mãnh liệt áo vàng thanh niên cùng thanh sam thanh niên sắc mặt đỏ bừng lên trong mắt lồi ra bọn hắn gắt gao che lấy lồng ngực của mình bên ngoài thân nổi gân xanh tự hồ tại chịu đựng một loại nào đó khó mà chịu được thống khổ thanh sam thanh niên há mồm phun ra nhất mặt linh quang lòe lòe màu xanh tiểu thuẫn trong nháy mắt phòng lớn cản ở trước mặt bọn họ. Làm sắc sóng âm cuốn tới, màu xanh tấm trắng trong nháy mắt bay rớt ra ngoài, thanh sam thanh niên cùng áo vàng thanh niên không hẹn mà cùng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, bỗng nhiên ngã xuống đất, ngũ tạng lục phủ cùng sở hữu kinh mạch đều bị chấn bể. Linh quang lóe lên, áo vàng thanh niên biến thành nhất khối hoàng quang lòe lòe thạch đầu, thanh sam thanh niên biến thành một gốc cành lá rậm rạp màu xanh cây cối. Linh tộc sau khi chết lại biến thành ngũ hành chi vật, từ một loại nào đó trình độ tới nói, linh tộc là vật liệu luyện khí, cũng chính vì vậy linh tộc sinh sôi rất khó khăn tộc nhân số lượng không nhiều thủy chung vô pháp phát triển hai người vừa chết trọng lực bỗng nhiên biến mất không thấy màu xanh lồng giam cũng bị lam sắc sóng âm vỡ ra đến hóa thành vô số mảnh vụn bay múa đầy trời vương trường sinh tay áo lắc một cái một yêu theo trong tay áo bay ra rơi vào màu xanh cây cuối bên cạnh đem hắn bọc lại đứng lên tại hoàng sắc thạch đầu cùng màu xanh cây cuối bên cạnh còn có mấy viên nhang sắc khác nhau trữ vật giới vương trường sinh một tay một trảo mấy viên trữ vật giới hướng hắn bay tới. Hắn thần thức quét qua, hít vào một ngụm khí lạnh, bên trong tài vật nhiều, vượt qua tưởng tượng của hắn, quả nhiên không ngoài sở liệu, hai tên linh tộc dụ sát nhiều tên vạn linh môn đệ tử. Chuyện này cấp vương trường sinh cảnh tỉnh, không thể khinh thị bất kỳ chủng tộc nào, linh tộc có thể truyền thừa đến nay, khẳng định là có chỗ hơn người. Vương trường sinh cùng ôn như yên bay thấp tại mặt đất, hắn thu hồi hoàng quan lòe lòe thạch đầu cùng màu xanh tấm trắng. Giải quyết hai tên linh tộc, song đồng thử theo vương trường sinh trong ngực chui ra, phát ra chích chích, tiếng kêu cái đuôi lúc la lúc lắc tự hồ tại hướng vương trường sinh tranh công vương trường sinh cười cười cổ tay rung lên một mảnh hào quang lướt qua trên mặt đất nhiều một đống đồ vật hộp ngọc hộp gỗ khoáng thạch yêu thú tài liệu các loại chờ bọn hắn đơn giản kiểm lại một chút ngàn năm linh dược 178 gốc ba ngàn năm linh dược 28 gốc linh quả hơn 50 mươi khỏa hạ phẩm thông thiên linh bảo 24 kiện lục giai công kích phù triện 4 tờ lục giai động thuật phù hai tấm lục giai khốn địch phù triện một trương ngũ giai trận pháp ngũ bộ linh trùng trứng khoáng thạch linh một một số bọn hắn tìm tới thuộc về huyền thanh phái vạn linh môn thần binh môn đệ tử đồ vật tiếc núi là không có bất kỳ cái gì công pháp phương diện điển tịch chỉ có một ít du ký hoặc là tạp đàm hiển nhiên bọn hắn tiến nhập huyền linh động thiên phía trước đều đem công pháp điển tịch phương diện lưu tại tông môn phòng ngừa tự mình tu luyện công pháp bị địch nhân đạt được thiên âm trận lại là này chủng đối âm luật tăng phúc trận pháp Hôn như yên cầm một cây ngân quan lấp lóe trận kỳ kích động nói Thiên âm trận là ngũ giai trận pháp, chủ yếu là tăng phúc âm luật công kích, đồng thời cũng có thể suy yếu âm luật công kích, đơn giản tới nói, có này trận, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên thi triển âm ba công kích uy lực tăng lên mấy lần, đối âm luật công kích phòng ngự tăng cường mấy lần. Lần này ngươi biểu hiện không tệ, thưởng ngươi, Vương Trường Sinh đút cho xong đồng thử năm cây ngàn năm linh dược, cũng không phải không nở cho nó cho ăn càng nhiều ngàn năm linh dược, mà là Vương Trường Sinh còn phải nó hỗ trợ, muốn là gia hỏa này dùng quá nhiều ngàn năm linh dược, rơi vào trạng thái ngủ say, vậy liền được không bù mất. Một yêu thôn vệ xong một linh tộc thi thể, co lại thành một đoàn, biến thành hình cầu, mặc cho vương trường sinh như thế nào câu thông, nó đều không có phản ứng. Nó phía trước thôn vệ ngũ giai hoa yêu tinh hạch, hiện tại lại thôn vệ hóa thần kỳ một linh tộc thi thể, nên có đại tỷ lệ tiến vào ngũ giai. 24 kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo, vương trường sinh chọn lấy hai kiện dùng được bảo vật tế luyện, theo thứ tự là hàng nguyệt châu, phi linh hoa, quân như yên cũng tuyển hai kiện bảo vật tế luyện, theo thứ tự là ngũ diễm kỳ, phi linh phi phong vương trường sinh là ngũ giai luyện khí sư bị giới hạn vật liệu luyện khí vật liệu cũng không phải bất luận cái gì bảo vật hắn đều có thể luyện chế ra tới lần này tiêu diệt hai tên linh tộc hai người phất nhanh có những tài vật này trần nguyệt dĩnh hẳn là sẽ cho bọn hắn một khối địa bàn thành lập gia tộc gia tộc phát triển khẳng định rất không tệ vương trường sinh thu hồi trên đất đồ vật cùng uông như yên hướng về động quật bay đi bọn hắn muốn thu lấy thiên trùng quả thụ còn phải tế luyện bảo vật hơn một canh giờ sau bọn hắn đi ra động quật, thần sắc kích động. Đi, chúng ta chạy tới cửu lôi trúc sở tại địa, hy vọng Triệu sư huynh đã đắc thủ, chúng ta cũng không cần khổ cực như vậy. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hóa thành hai đạo lam sắc động quang phá không mà đi, tiêu thất ở chân trời. Một mảnh rộng lớn vô biên màu xanh rừng trúc, sâu trong rừng trúc, đại lượng linh trúc chặn ngang bẻ gãy, mặt đất có mấy trăm cái hố to, sáu cổ thi thể nằm trên mặt đất lên, xem bọn hắn ăn mặc, rõ ràng là cửu diễm môn đệ tử một đầu thân dài mười trượng cự thú ghé vào một bên, vượng thú, thân hổ, cánh chim, đuôi rắn, một thân lông bờm màu đỏ. Một tên dáng người khôi ngô áo đỏ thanh niên đứng tại cự thú bên cạnh, hai nam hai nữ đứng tại áo đỏ thanh niên sau lưng, thần sắc cung kính. Áo đỏ thanh niên ngũ quan tuấn lãng, thần sắc lạnh lùng, trong lòng bàn tay nắm lấy một đầu mini nguyên anh, một đoàn chói mắt hồng quang bao lại mini nguyên anh. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, mini nguyên anh hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Những này ngu xuẩn, lại dám phục kích chúng ta, còn tốt cô sư tổ trước thời hạn phát hiện bọn hắn, nếu không chúng ta tự giữ nhiều lành ít. Một tên dáng người thước tha váy xanh thiếu nữ dụng nhất chuẩn định nọc ngữ khí nói, công Lam, bất định hót, cử diễm môn đệ tử cứ như vậy một điểm tiền đồ, bảy người tụ tập cùng một chỗ, không nghĩ đi tìm bảo, thế mà bày ra trận pháp ôm cây đợi thỏ. Tô Vân Đào cười lạnh nói, hắn hiện tại chỉ là một bộ phân thân, bất quá nắm giữ nhiều môn bí thuật, còn có không ít bảo vật, căn bản không phải cái khác hóa thần có thể sánh được. Tô sư tổ, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Tôn Lam thận trọng hỏi. Đã cử quan lưu ly tham bị yêu thú ăn hết, vậy liền đi tìm tu sĩ khác đi. Trên người bọn họ tài vật khẳng định không ít. Tô Vân Đào trầm giọng nói, hắn tiến nhập huyền linh động thiên là vì một gốc năm vạn năm cử quan lưu ly tham, tiếc núi là, này gốc linh dược bị yêu thú ăn hết, kể từ đó, hắn chỉ có thể cải biến mục tiêu, đổi mà săn giết cái khác tu tiên giả. Một đạo kim sắc động quan xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới a à, có đồng môn chạy tới tôn lam vừa cười vừa nói cũng không lâu lắm kim sắc động quan rơi vào tô vân đào phía trước rõ ràng là một tên ngũ quan đoan chính nam tử trung niên tô sư tổ tôn sư muội cuối cùng là tìm tới các ngươi nam tử trung niên thở vào nhẹ nhõm kích động nói phương phỉ chỉ một mình ngươi ngươi linh cầm đây tô vân đào nghi ngờ nói vạn linh môn đệ tử đều chăn nuôi linh thú linh cầm đi đường thời điểm đều sẽ dùng linh cầm linh thú thay đi bộ. Đệ tử phát hiện vài cây vạn năm cửu thải ngọc liên, bất quá có một đầu lục giai yêu thú thủ hộ, đệ tử linh thú cùng linh cầm đều bị nó giết chết, đệ tử thật vất vả mới trốn qua nhất kiếp. Phương Vĩ thở dài nói, miệng đầy đắng chát vạn năm cửu thải ngọc liên. Mang ta đi. Tô Vân Đào phân phó nói, thả người nhảy đến dị thú trên thân. Phương Vĩ lên tiếng, đi theo cái khác nhân nhảy đến dị thú trên lưng. Trống dị thú phát ra nhất thanh đinh tai nhất ốc tiếng gào thét cánh chim hung hăng một cái đằng không mà lên hướng về không trung bay đi tô vân đào bỗng nhiên quay đầu hai ngón tay bắn ra mấy viên hỏa cầu thật lớn bay ra rơi vào cửu diễm môn đệ tử trên thi thể đốt trụi thi thể cũng không lâu lắm tô vân đào một nhóm nhân tự tiêu thất ở chân trời bên ngoài mấy chục dặm mặt đất nâng lên nhất cái đống đất viễn âm theo lòng đất chui ra khóe miệng lộ ra một vòng vẻ châm chọc trước hết để cho ngươi thu thập bảo vật sớm muộn là ta Huyễn âm nhẹ nói, nàng lấy ra nhất cái huyết quang lấp lóe không ngừng phát bàn, thượng diện có ngũ cái sinh động như thật đầu lâu. Bỗng nhiên, nhất cái đầu lâu cùng thiểm một cái, ảm đạm xuống. Lại chết một tên tộc nhân, đáng chết, cũng không biết bọn hắn ở nơi nào, phải nghĩ biện pháp cùng bọn hắn tụ hợp mới được, dựa vào ta nhất cá nhân, nhưng đối phó không được hợp thể lão quái phân thân. Huyễn âm tự nhủ, trao mày, một mảnh liên miên ức vạn dặm xanh biết sơn mạch, nhất cái sơn cốc hẹp dài, triệu hồng, Tôn Yên chờ bốn vị hóa thần tu sĩ đứng tại nhất khối cao khoảng một trượng hoàng sắc phía trên tảng đá. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn đi nơi nào? Triệu Hồng nhíu mày nói, Trấn Hải cung phái 30 tên đệ tử tiến nhập huyền linh động thiên, phi thăng hệ phái có 15 người. Triệu Hồng đợi hơn nửa tháng, chỉ là đợi đến hai tên đồng môn. Có lẽ bọn hắn đụng phải phiền phức, lại hoặc là, bọn hắn tại cái khác địa phương vơ vét bảo vật. Tôn Yên nhíu mày nói, có phần đệ tử tiến nhập huyền linh động thiên sau, tốt năm tốt ba cùng một chỗ tầm bảo căn bản không cùng đại bộ đội tụ hợp được rồi chờ một chút đi hy vọng bọn họ sớm ngày cùng chúng ta tụ hợp triệu hồng nhíu mày nói chỉ dựa vào mấy người bọn hắn bọn hắn căn bản là không có cách tại ba con lục giai yêu thú dưới mí mắt hái huyền thiên linh quả tôn yên nhẹ gật đầu nói nếu như vương sư đệ cùng uông sư muội có thể cùng chúng ta tụ hợp liền tốt trần sư tổ nói bọn hắn thần thông không nhỏ có bọn hắn tương trợ chúng ta nắm chắc lớn hơn một mảnh liên miên ngàn vạn dặm sông băng không trung không đoạn bay xuống to như hạt đậu bạch sắc bông tuyết hàng phong trận trận nhiệt độ thấp dọa người không trung xuất hiện hai đạo lam quang nhanh chóng hướng về tại đây bay tới chớp mắt vài dặm không trung truyền đến một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàn một đóa liên miên trăm dặm kim sắc hỏa vân bỗng nhiên xuất hiện ở trên không bầu trời bỗng nhiên tối xuống trong vòng phương viên trăm dặm nhiệt độ bỗng nhiên lên cao kim sắc hỏa vân như cùng nước sôi một loại kịch liệt lăn lộn to như hạt đậu kim sắc nước mưa trút xuống kim sắc nước mưa rõ ràng là dọc dọc kim sắc hỏa diễm, tản mắt ra kinh khủng nhiệt độ cao. Kim sắc hỏa diễm trút xuống, hai đạo lam quang bỗng nhiên ngừng lại, chính là Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, tự hồ đụng phải vật gì đáng sợ. Vương Trường Sinh phía sau lưng có mấy đạo kinh khủng vết trảo, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt, Uông Như Yên vai trái chỗ có nhất cái kinh khủng huyết động, không ngừng chảy máu. Bọn hắn trên đường đụng phải một đầu lục giai kim diễm bằng, Kim Diễm bằng phi hành tốc độ cực nhanh, tinh thông phong hỏa hai hệ thần thông, vừa đối mặt tựu đã thương Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh vận dụng một khỏa minh nguyệt châu, cũng không làm gì được Kim Diễm bằng. Kim Diễm bằng phun ra yêu hỏa khắc chế minh hà chi thủy, luôn luôn mọi việc đều thuận lợi minh hà chi thủy, ngược lại bị Kim Diễm bằng yêu hỏa khắc chế. Nếu không phải như vậy, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên cũng sẽ không như thế nhất nhát. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, chính khỏa định hải châu bay ra, vòng quanh bọn hắn quay tiếp một vòng, hiện ra vô số lam sắc nước biển, hóa thành một đạo đạo dày đặc lam sắc màn nước, đem bọn hắn hộ đến kính không kẻ hở. Dày đặc kim sắc hỏa diễm rơi vào lam sắc màn nước thượng diện, lập tức bốc lên một đám khói trắng, kim sắc hỏa diễm nuốt sống thân ảnh của bọn hắn, đại lượng sương mù màu trắng bốc hơi. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu mấy trăm trượng đại kim sắc vuốt chim bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của bọn hắn, đối diện vỗ xuống. Một tiếng vang trầm, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bay rớt ra ngoài, trọng trọng rơi đập tại trên tuyết sơn mặt không trung kim sắc hỏa vân kịch liệt lan lộn truyền ra một trận đinh tai nhức ốc tiếng nổ đùng đoàn từng khỏa kim sắc hỏa cầu bay ra đánh tới hướng phía dưới ầm ầm tiếng nổ đùng đoàn vang lên một mảnh kim sắc biển lửa che mất vương trường sinh cùng uông như yên thân ảnh một trận kinh người gió nóng thổi qua một đầu ngàn trượng đại kim sắc bằng điểu không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trên không kim sắc bằng điểu trên người lông vũ là kim hồng hai màu kim sắc lợi trảo vô cùng sắc bén băng lãnh con ngươi màu vàng ống tử thẳng chầm chầm vào vương trường sinh cùng uông như yên Phương trường sinh hét lớn một tiếng hư không chấn động vạn vẹo vang vọng phương viên mấy vạn dặm kim diễm bằng thân thể rung nhẹ nhẹ mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên bỗng nhiên vỡ ra vô số bạch sắc bông tuyết bay lên hóa thành từng mai từng mai bạch sắc băng trùy đánh về phía kim diễm bằng cùng lúc đó kim diễm bằng đỉnh đầu tạo nên một trận gợn sóng một đầu lam vũ lất phất đại thủ trống rỗng hiển hiện chụp về phía kim diễm bằng đầu kim diễm bằng phát ra nhất thanh bén nhọn chói tai tê minh thanh hai cánh nhẹ nhàng một cái theo biến mất tại chỗ không thấy dày đặc bạch sắc băng trùy cùng bàn tay lớn màu xanh lam chạm vào nhau bộc phát ra một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàn vương trường sinh đỉnh đầu hư không tạo nên một trận gợn sóng kim diễm bằng vừa hiện mà xuất sắc bén lợi trảo chụp vào vương trường sinh đầu một tiếng vang trầm kim diễm bằng lợi trảo xuyên thủng vương trường sinh thân thể vương trường sinh hóa thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên 108 trăm đạo hoàng quan theo mặt đất bay lên hóa thành một đạo dày đặc màn ánh sáng màu vàng bao lại kim diễm bằng màn ánh sáng màu vàng bên ngoài có chín đầu hoàng sắc mãn xà đồ án, bọn chúng tại màn sáng bên ngoài du tẩu không ngừng, giống như vật sống đồng dạng. Kim Diễm bằng phát ra bén nhọn chói tai tê minh thanh, hai cánh vỗ vỗ không ngừng, vô số kim sắc hỏa cầu bay ra, hư không chấn động vặn vẹo. Ầm ầm tiếng vang, màn ánh sáng màu vàng không nhúc nhích tí nào, hiển nhiên, màn ánh sáng màu vàng năng lực phòng ngự không phải bình thường. Bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, nhất cái bí ẩn địa hạ động quật. Một cái màu tuyết trắng tự mãn ngã trên mặt đất, đầu bị nện thành thịt nát, không nhúc nhích. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đứng tại trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt. Phu quân, phải không được rồi, chúng ta vơ vét đến bảo vật không ít, tiếp tục mạo hiểm, làm không tốt thân tử đạo tiêu, trên người chúng ta tài vật không ít. Uông Như Yên đề nghị. Trên người chúng ta tài vật là không ít, khả những vật này đối với hợp thể tu sĩ lớn bao nhiêu sức hấp dẫn, chúng ta trước chữa thương. Thương thế tốt đến tìm cửu lôi trúc hoặc là huyền quan chân thủy, đây là chúng ta thành lập gia tộc thời cơ tốt nhất, cơ hội mất đi là không trở lại, chúng ta nhất định phải nắm chặt. Vương Trường Sinh nghiêm mặt nói, hắn làm sao không muốn tìm cái an toàn địa phương ở lại, cửu lôi trúc, nguyên từ thần tinh, huyền quan chân thủy, đồng dạng đều không có đạt được, trời đi huyền linh động thiên, Trần Nguyệt Dĩnh không có khả năng cho bọn hắn địa bàn thành lập gia tộc. Đương nhiên, Vương Trường Sinh cũng không phải nhất định phải tìm tới cửu lôi trúc, hắn tính toán thử một chút, thực sự không được thì thôi, làm hết sức mình nghe thiên mệnh. Hung Như Yên gật gật đầu, nàng thả ra bích nhãn hàng tàm, để nó mở ra hai tòa đơn sơ hầm băng, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi vào. Vương Trường Sinh lấy ra một hạt kim lân ngọc dương đan, ném vào miệng trong, đang dược vào miệng tức hóa, tứ chi bách hài đều sinh ra một cổ ấm áp, thân thể ấm áp, hắn vội vàng vận công, dẫn đạo của lực lượng này, tại thể nội du tẩu. Vương Trường Sinh bên ngoài thân hiện ra một trận chói mắt lam quang, hắn nhắm hai mắt lại. Một mảnh rộng lớn vô biên màu xanh thảo nguyên, mặt đất lồi lõm, bốn cổ thi thể nằm trên mặt đất, xem bọn hắn trên người phục sức, rõ ràng là trấn hải cung đệ tử. Tô Vân Đào trong tay cầm một tên mini Nguyên Anh, một đoàn hồng quang bao lại mini Nguyên Anh. Công Lam cùng phương phỉ năm người đứng ở một bên, Tô Vân Đào tự mình xuất thủ, đụng phải bọn hắn hóa thần tu sĩ cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Một tiếng kêu thê lương thảm thiết vang lên, mini Nguyên Anh bỗng nhiên hóa thành điểm điểm thanh quan biến mất không thấy. Tô Sư Tổ, có cái gì phát hiện? Tôn Lam thận trọng hỏi. Hắn biết đến không nhiều, đến bọn hắn khả năng tụ tập địa phương nhìn, tìm hiểu nguồn gốc, ta cũng không tin, bọn hắn không ai biết vài vạn năm linh dược hoặc là kỳ trân dị quả vị trí. Tô Vân Đào lạnh mặt nói, vạn năm dùng hạ linh dược, nàng căn bản không để vào mắt. Bọn hắn xử lý thi thể, nhảy đến dị thú trên lưng, dị thú hai cánh triển khai, hướng về không trung bay đi, tiêu thất ở chân trời. Bên ngoài mấy vạn dặm mặt đất nâng lên nhất cái tiểu đống đất, một đôi màu xanh biết đôi mắt chui ra mặt đất, nhìn về phía không trung, chính là huyễn âm. Hợp thể lão quái phân thân chính là lợi hại, đáng tiếc, bọ ngựa bắt ve hoàng cước tại hậu, trước hết để cho ngươi chậm rãi thu thập tu tiên tài nguyên, đến cuối cùng đều là ta. Huyễn âm tự nhủ, chui vào lòng đất, biến mất không thấy, hơn 3 tháng thời gian, trôi qua rất nhanh. Nhất cái bí ẩn địa hạ hầm băng. Cung như yên xếp bằng ngồi dưới đất mặt, thân trước trưng bày một trương màu xanh nhạt gia thú, cẩn thận quan sát, có thể phát hiện đây là một trương bản đồ địa hình, có nhiều chỗ tiêu chú điểm sáng màu đỏ, có nhiều chỗ tiêu chú điểm sáng màu xanh, có nhiều chỗ tiêu chú lam sắc quan điểm đây là bọn hắn đi qua địa phương, có nhiều chỗ có kỳ trân dị quả hoặc là đặc thù khoáng thạch, bởi vì chủng chủng nguyên nhân, bọn hắn chưa kịp mang đi, cố ý hội chế bản đồ địa hình, nếu như hậu nhân có thể tiến nhập nơi đây, này trương bản đồ địa hình có nhất định giá trị tham khảo. Hung Như Yên thương thế còn chưa đủ lấy trí mệnh, phục dụng Kim Lân Ngọc Dương Đan, khôi phục tương đối nhanh. Vương Trường Sinh thương thế muốn trọng một chút, bất quá hắn là thể tu, ấn lý tới nói, không có khả năng bế quan hơn 3 tháng, Hung Như Yên không có nhàn rỗi, khống chế ngũ hành phù binh dò xét tình huống xung quanh phát hiện hai nơi lục giai yêu thú xào huyệt bên trong có sáu bảy ngàn năm băng thuộc tính linh dược thực lực của nàng không đủ vô pháp đem linh dược đem tới tay lúc rảnh rỗi quân như yên chỉnh lý vương trường sinh đạt được bản đồ địa hình hội chế mới bản đồ địa hình tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát có này trương bản đồ địa hình hậu nhân tiến nhập huyền linh động thiên tầm bảo có thể cung cấp rất nhiều tiện lợi trăng rắc nhất thanh nhất mặt băng bích bỗng nhiên vỡ vụn chia năm xẻ bảy Vương Trường Sinh đi ra, sắc mặt của hắn hồng nhuận, đôi mắt sáng ngời có thần, khí tức so trước đây mạnh mẽ hơn không ít. "A, à, phu quân, ngươi tiến vào Hóa Thần Đại Viên Mãn." Vuung Như Yên hơi kinh ngạc nói, trong thời gian ngắn như vậy, Vương Trường Sinh muốn tiến vào Hóa Thần Đại Viên Mãn, 89 phần 10 là nuốt Bích Nguyệt Bàn Đào, ta phục dụng một quả Bích Nguyệt Bàn Đào, thuận lợi bước vào Hóa Thần Đại Viên Mãn, kể từ đó, chúng ta lại đụng phải lục giai yêu thú, cũng sẽ không như thế nhếch nhác, có thể đề cao sinh tồn tỷ lệ." Vương Trường Sinh giải thích nói. May mắn hắn có bích nguyệt bàn đào, nếu không muốn trong khoảng thời gian ngắn, đem tu vi tăng lên tới hóa thần đại viên mãn, còn là rất khó khăn sự tình. Kể từ đó, hắn cùng ung như yên pháp lực điệp gia liền có thể đạt tới luyện hư sơ kỳ tiêu chuẩn, đối địch lợi hại hơn. Cự ly huyền linh động thiên quan bế, còn có hơn một tháng, thời gian tới kịp. Ung như yên nhẹ gật đầu, đề nghị, ta phát hiện tại đây có hai cái lục giai yêu thú xào huyệt, có sáu bảy ngàn năm linh dược, muốn hay không thử một lần, không được, về thời gian không kịp, trên người chúng ta ngàn năm linh dược đủ nhiều, nếu là bị lục giai yêu thú đã thương, chúng ta tự không có cách nào đạt được cửu lôi trúc hoặc là huyền quan chân thủy, lấy được 7 vạn năm cửu lôi trúc, mạnh hơn 100 gốc 6 ngàn năm băng thuộc tính linh dược. Vương Trường Sinh thẳng lắc đầu, cự tuyệt quân như yên đề nghị. Cái gì nhẹ cái gì nặng, hắn vẫn là rất rõ ràng, cửu lôi trúc liên quan đến bọn hắn có thể hay không có một khối địa bàn thành lập gia tộc của mình, đây mới là trọng yếu nhất. Nói cũng đúng, việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức rời đi nơi này đi. Ung Như Yên biểu thị đồng ý, nàng đề nghị này cũng là hy vọng nhiều tích góp điểm tu tiên tài nguyên, dạng này gia tộc trước mấy đời không cần vì tu tiên tài nguyên phát sầu, tiền nhân trồng cây hậu nhân hóng mát, có chút đắng, bọn hắn nhất định phải ăn, bọn hắn không ăn cái này vị đắng, hậu thế liền muốn chịu khổ, bọn hắn ăn cái này vị đắng, hậu thế có thể ăn ít chút khổ sở. Lão tổ tông không dễ làm a. À. Từng cái tu tiên gia tộc kiến tộc lão tổ đều là này a à tới. Súc địa hạ hầm băng, Vương Trường Sinh cùng Ung Như Yên không dám bay rất cao tránh cho bị lục giai yêu cầm để mắt tới. Hai canh giờ phía sau, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên xuất hiện tại một mảnh liên miên bất tuyệt xanh biếc trên dãy núi không, bọn hắn độn tốc cũng không nhanh. A, à, có người tới. Vương Trường Sinh nhướng mày, dừng ở nhất tọa dốc đứng cao phong, thần trí của hắn cảm ứng được ba tên hóa thần tu sĩ hướng về tại đây bay tới, một người trong đó khí tức tương đối suy yếu. Trên người bọn họ liên lạc bảo vật không có bất kỳ cái gì phản ứng, nói rõ người vừa tới không phải là Trấn Hải cung đệ tử đó chính là thế lực khác tu sĩ vương trường sinh tay áo lắc một cái một khỏa thanh quan lòe lòe viên châu bay ra linh khí kinh người trung phẩm thông thiên linh bảo thanh si châu có thể ẩn nấp thân hình được từ huyền quy chân quân tọa hóa động phủ vương trường sinh phát quyết vừa bấm thanh si châu quay tít một vòng tuôn ra đại lượng màu xanh sương mù bao hắn lại nhóm hai người một trận gió nhẹ thổi tới màu xanh sương mù biến mất không thấy vương trường sinh cùng uông như yên cũng biến mất không thấy non nửa khắc sau nơi xa truyền đến một trận đinh tai nhức ốc tiếng nổ đùng đoàn vang lên một đóa to lớn xích sắc mây hình nấm xuất hiện ở trên không xích sắc mây hình nấm bỗng nhiên bùng nổ một đạo thanh môn môn gió lốc bao phủ mà xuất hướng về không trung bay đi một đạo chói tai tiếng xé gió lên một đạo hồng quang lấp lóe không ngừng kình thiên cự nhận bỗng nhiên xuất hiện ở trên không đem màu xanh gió lốc chém thành hai nửa vài tòa đỉnh núi đều bị nó trảm vỡ nát bụi mù cuồn cuộn vương trường sinh cùng uông như yên ẩn thân phụ cận hư không sáng lên một đạo thanh quang hiện ra một tên người mặc áo mãn bào màu xanh lão giả, lão giả khuôn mặt viên béo, khuôn mặt trắng nõn, nhỏ bé hai mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, đầu đầy mồ hôi. Ống tay áo của hắn thượng theo lên một cái mini dao long, rõ ràng là kim dao cốc long gia tử đệ. Long Vân Phong, ngươi trốn được rồi sao? Đem đồ vật trả cho chúng ta, dám cướp chúng ta đồ vật, ngươi chán sống rồi. Một đạo băng lãnh vô tình nữ tử thanh âm bỗng nhiên vang lên. Vừa dứt lời, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, mấy trăm đầu thô to màu xanh bụi gai phá đất mà lên, màu xanh bụi gai trong nháy mắt lớn lên, bệnh thành một đạo cao hơn ngàn trượng màu xanh tường gỗ, chặn Long Vân Phong đường đi. Thanh quang lóe lên, một tên gầy như cây gậy trúc, hai mắt lõm lão giả áo xanh đứng tại màu xanh trên tường gỗ, thần sắc lạnh lùng. Nhìn lão giả áo xanh trên người phục sức, rõ ràng là Huyền Thanh phái đệ tử, không trung truyền đến một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàn, một đoàn ngũ sắc hỏa vân bỗng nhiên xuất hiện ở trên không, kịch liệt lăn lộn phía sau, từng khỏa ngũ sắc hỏa cầu trúc xuống, đánh tới hướng Long Vân Phong. Long Vân Phong sắc mặt trắng nhợt, vội vàng tế ra một cây thanh mông mông cờ phướng, hung hăng lắc một cái, màu xanh cờ phướng sáng lên chói mắt thanh quang, một cổ thanh mông mông cuồng phong bao phủ mà xuất, ngũ sắc hỏa cầu chạm đến màu xanh cuồng phong, trong nháy mắt vỡ ra. Ầm ầm tiếng nổ đùng đoàn vang lên, phương viên hơn 10 dặm bị ngũ sắc biển lửa che mất, nhiệt độ cao dọa người, đất đá bị đốt thành xích hồng sắc. Một đạo hồng sắc độn quang từ đằng xa bay tới, rõ ràng là một tên dáng người đầy đặn kim váy thiếu phụ, kim váy thiếu phụ da thịt hơn tuyết, mi tâm có nhất cái kim sắc hỏa diễm tiêu ký, nhìn nó pháp lực ba động, rõ ràng là hóa thần đại viên mãn tu sĩ, nhìn nó mặt, hiển nhiên là cửu diễm môn đệ tử, kim váy thiếu phụ trong tay cầm một cái hồng quang lòe lòe dao găm, linh khí kinh người. Cổ tay nàng nhẹ nhàng nhoáng một cái, một trận chói tai tiếng xé gió lên, hơn ngàn đạo xích sắc đao khí bao phủ mà xuất, như đồng nhất trương tử vong lưới lớn, chụp vào Long Vân Phong. Long Vân Phong vội vàng thi pháp ngăn cản, ầm ầm tiếng nổ đùng đoàn vang lên, hơn ngàn đạo xích sắc đao khí đem vài chục tòa đỉnh núi trảm vỡ nát. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bất đắc dĩ, hiện thân. Trấn Hải Cung Kim váy thiếu phụ sắc mặt trầm xuống, tiến nhập huyền linh động thiên phía trước, bọn hắn tụ tập tại nhất cái đại điện, nàng nhận ra Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, Vương Đạo Hữu, Vương Phu Nhân, Nguyên Lai là các ngươi. Long Vân Phong nhìn thấy Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, mặt lộ vẻ vui mừng. Thái Dương Tông Vi Thái Dương Chân Nhân tổ chức đại điển, Long Vân Phong cũng đi, bất quá hắn đương thời tu vi không cao, chỉ là cùng vương trường sinh vợ chồng tán gẫu qua vài câu. Đã lâu không gặp, Long Đạo Hữu. Vương trường sinh cười chào hỏi, hắn có chút hiếu kỳ, Long Vân Phong cướp đi thứ gì, thế mà lọc vào huyền thanh phái cùng cửu diễn môn đệ tử truy sát, Long Đạo Hữu, đem chúng ta đồ vật trả lại cho ta, chúng ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Quần vàng thiếu phụ thanh âm nặng nề, vẻ mặt sát khí. Long Vân Phong xoay chuyển ánh mắt, cổ tay rung lên, nhấc cái tinh mỹ màu xanh hộp ngọc bay ra, hướng về vương trường sinh bay đi vương đạo hữu cái này một cây vạn năm cửu diệp huyết liên hạt sen dùng tới luyện chế phân thân không thể thích hợp hơn long vân phong giải thích nói hắn cùng vương trường sinh cùng uông như yên chính có gặp mặt một lần không xác định vương trường sinh cùng uông như yên có thể hay không cứu hắn dứt khoát đem cửu diệp huyết liên giao ra như vậy cửu diễm môn cùng huyền thanh phái nhân hội nhìn chằm chằm vương trường sinh cùng uông như yên mặc kệ vương trường sinh cùng uông như yên có nguyện ý hay không xuất thủ cứu giúp đều muốn cuốn vào nó trong hư không ba động cùng một chỗ một đầu hồng quang lòe lòe đại thủ trống rỗng hiển hiện chụp vào màu xanh hột ngọc một đạo lam sắc sóng âm cuốn tới lướt qua bàn tay lớn màu đỏ bàn tay lớn màu đỏ trong nháy mắt bùng nổ hóa thành điểm điểm hỏa quan tán loạn không thấy lòng đất bỗng nhiên chui ra mấy trăm đầu mọc đầy gai sắc màu xanh bụi gai mấy trăm đầu màu xanh bụi gai nhanh chóng bệnh thành một trương mấy trăm trượng đại bàn tay lớn màu xanh chụp vào màu xanh hột ngọc cơ hồ cùng một thời gian hư không hiện ra vô số lam sắc hơi nước bỗng nhiên ngưng tụ hóa thành mấy trăm đạo mấy thước dài lam sắc thủy nhận đem bàn tay lớn màu xanh trảm vỡ nát hóa thành vô số đoạn màu xanh bụi gai rớt xuống đất trên mặt vương trường sinh tiếp được màu xanh hộp ngọc mở ra nắp hộp bên trong có một cây hoa sen màu máu cánh hoa có chín cái ít đi hai cái hạt sen còn có bảy viên hạt sen cửu diệt huyết liên hạt sen có thể đem ra luyện chế phân thân bất quá bảy viên hạt sen vương trường sinh có thể lưu lại một mai cũng không tệ rồi long vân phong có tự mình tính toán nhỏ nhặt hắn cầm hai cái hạt sen không cần gánh chịu bất luận cái gì phong hiểm, không đếm xỉa đến. Tại cửu diệp huyết liên bên cạnh, còn có một mai màu xanh trữ vật giới, vương trường sinh thần thức xuyên vào nó trong, hài lòng nhẹ gật đầu, trong những chứa đồ có hơn 10 gốc ngàn năm linh dược, linh một, khoáng thạch kim loại, Long Vân Phong biết làm người, vương trường sinh cũng không có cùng hắn tính toán. Vương Đạo Hữu, gốc kia cửu diệp huyết liên là chúng ta phát hiện trước, Long Đạo Hữu nửa đường dết ra tới cướp đi cửu diệp huyết liên, chúng ta cũng không nhiều muốn, ngươi cắt cho chúng ta hai khỏa hạt sen, chúng ta lập tức rời đi quần vàng thiếu phụ giọng thành khẩn trong mắt tràn đầy vẻ kiên dè đánh rắm rõ ràng là chúng ta long gia tử đệ phát hiện trước cửu diệp huyết liên vốn chính là đồ đạc của chúng ta long vân phong chửi ầm lên tha thứ khó tòng mệnh vương trường sinh thu hồi cửu diệp huyết liên như quả cho ra bốn mai hạt sen chỉ còn lại ba viên trần nguyệt dĩnh chờ nhân không có khả năng chừa cho hắn một quả huyền linh động thiên bên trong bảo vật không ít chúng ta không cần thiết vi này ra tay đánh nhau chúng ta nhượng bộ một bước, cắt cho chúng ta một khỏa hạt sen, này bất quá phân đi, quần vàng thiếu phụ cò kè mặt cả đạo, cửu diệp huyết liên có chín cái hạt sen, bọn hắn muốn hai khỏa hạt sen, cũng không quá phận. Vương Trường Sinh thẳng lắc đầu, nói, cửu diệp huyết liên coi như xong, có thể cho các ngươi một chút ngàn năm linh dược, linh một, khoáng thạch các thứ. Bảy viên hạt sen, Vương Trường Sinh mới có thể lấy được một khỏa, nếu như là năm viên hạt sen, hắn chưa chắc có thể có được một khỏa. Dù sao Trấn Hải cung luyện hư tu sĩ cùng hợp thể tu sĩ không ít, có thể cho vương trường sinh lưu lại một khỏa hạt sen cũng không tệ rồi rời đi huyền linh động thiên phía sau lại có chuyên gia sử dụng linh thú dò xét linh dược cao cấp cho dù là thả trong trữ vật giới cũng vô dụng vô pháp tàn tư dựa theo môn quy có thể lưu lại một phần ba tài vật nộp lên tài vật quy ra thành thiện công vơ vét tài vật càng nhiều lưu lại tài vật cũng càng nhiều hừ cho thể diện mà không cần động thủ giết bọn hắn chia đều bảo vật quần vàng thiếu phụ sắc mặt lạnh lẽo trong mắt tràn đầy hàng quang nàng hạnh hé miệng chính mặt kim quang lóng lánh cờ phướng bay ra mặt cờ trải rộng vô số huyền ảo phù văn linh khí kinh người nàng pháp quyết vừa bấm chính mặt kim sắc cờ phướng bỗng nhiên tách ra chói mắt kim quang mặt cờ trên tuôn ra một cổ kim sắc hỏa diễm nhất cái mơ hồ phía sau hóa thành chính đám kim sắc hỏa vân phụ cận nhiệt độ bỗng nhiên lên cao chính đám kim sắc hỏa vân phân tán ra đến mặt đất bỗng nhiên tự đốt ánh lửa ngút trời một bên khác lão giả áo xanh tế ra một đầu thanh quan lòe lòe chung nhỏ trong nháy mắt phòng lớn. Đang 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 tiếng chuông vang lên, một đạo đạo thanh sắc sóng âm bao phủ mà xuất, thẳng đến Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên mà đi. Nhân cơ hội này, Long Vân Phong bên ngoài thân thanh quang đại phóng, hóa thành một đạo màu xanh độn quang phá không mà đi. Quần vàng thiếu phụ cười lạnh một tiếng, mi tâm kim sắc hỏa diễm đồ án sáng rõ, một đầu lớn chừng bàn tay kim sắc hỏa điểu bay ra, song kim quang lóe lên, kim sắc hỏa điểu hình thể bạo trướng, hóa thành một đầu mấy trăm trượng đại kim sắc hỏa phượng, hư không vặn vẹo biến hình, tự hồ không chịu nổi cổ này nhiệt độ cao. Kim sắt hỏa phượng hai cánh chấn động, hướng về Long Vân Phong đánh tới. Long Vân Phong độn quang phóng đại, tăng nhanh tốc độ, bất quá đúng lúc này, mặt đất bỗng nhiên sinh ra một cổ cường đại trọng lực, hắn độn tốc trì trệ. Vô số màu xanh mạng đằng phá đất mà lên, nhanh chóng bệnh thành một trương trải rộng gai sắc bàn tay lớn màu xanh, chụp về phía Long Vân Phong. Long Vân Phong bên ngoài thân thanh quang đại phóng, một đạo thanh môn môn gió lốc bao phủ mà xuất đem hắn bảo hộ ở bên trong bàn tay lớn màu xanh cùng màu xanh gió lốc chạm vào nhau bàn tay lớn màu xanh trong nháy mắt vỡ ra hóa thành vô số bả vụn kim sắc hỏa vượng đánh tới trong nháy mắt xé rách màu xanh gió lốc đâm vào long vân phong hộ thể linh quan thượng diện ầm ầm tiếng vang một đoàn xích kim sắc kiêu dương xuất hiện ở trên không nương theo lấy nhất thanh thê thảm không gì sánh được nam tử tiếng kêu một tiếng vang thật lớn kim sắc kiêu dương bùng nổ hóa thành vô số kim sắc hỏa diễm một đầu mini nguyên anh ôm một khỏa thanh quan lòe lòe viên châu hướng về không trung bay đi một mai màu xanh trữ vật giới tùy theo bay ra. Trong hư không hiện ra điểm điểm hồng quang, hóa thành một đầu bàn tay lớn màu đỏ, bắt lại màu xanh trữ vật giới, bay trở về quần vàng thiếu phụ bên người. Quần vàng thiếu phụ thần thức quét qua, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ, không để ý đến Long Vân Phong, dục thân đã hủy, Long Vân Phong nguyên anh chạy không được bao xa, giải quyết Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên, nàng lại đi truy kích Long Vân Phong nguyên anh. Phương viên trăm dặm là một mảnh kim sắc biển lửa, nhiệt độ cao dọa người, hư không vặn vẹo biến hình tại kim sắc biển lửa bên ngoài thì là dày đặc màu xanh mạng đằng mạng đằng trải rộng gai sắc vương trường sinh cùng uông như yên đứng tại một cái dòng sông màu xanh lam thượng diện trọng trọng lam sắc màn nước bảo vệ bọn hắn đại lượng nước biển bốc hơi hóa thành cuồn cuộn bạch vụ ngũ giai linh diễm vương trường sinh đôi mắt ngưng tụ nhìn về phía đánh tới kim sắc hỏa phượng xem như huyền ngọc băng diễm hắn đã có hai đoàn ngũ giai linh hỏa bất quá huyền ngọc băng diễm quy lực yếu nhược nếu như lại được đến ba đám ngũ giai linh hỏa hắn liền có thể nhờ vào đó xung kích luyện hư kỳ cửu diễm môn nữ tu thả ra ngũ giai linh diễm trong nháy mắt phá mất long vân phong phòng ngự có thể thấy được có nhiều biến thái vương trường sinh không dám đón đỡ hắn tay áo lắc một cái cửu dao cổ bay ra rơi vào thân trước lam quan lóe lên cửu dao cổ hình thể bạo trướng vương trường sinh hai tay khẽ động chuyển hóa ra trọng trọng quyền ảnh trống một đạo đạo đinh tai nhức ốc tiếng long ngâm vang lên chính đầu lam sắc giao long tại mặt trống du tẩu không ngừng phát ra một đạo đạo đinh tai nhức ốc tiếng gào thét một đạo đạo lam vũ lất phất sóng âm bao phủ mà xuất hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán vương trường sinh ngực kim minh bội sáng lên một đạo chói mắt kim quang thả ra một đạo màn ánh sáng màu vàng bảo vệ bọn hắn lam sắc sóng âm những nơi đi qua kim sắc hỏa diễm nhau nhau lui tán giống như gặp được khắc tinh kim sắc hỏa phượng cùng lam sắc sóng âm chạm vào nhau liên tục đánh tan năm đạo sóng âm tiếp đó vỡ ra hóa thành vô số kim sắc hỏa diễm kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên ngưng tụ lần nữa hóa thành một đầu kim sắc hỏa phượng. Đừng nương tay, bọn hắn không là bình thường hóa thần tu sĩ. Quần vàng thiếu phụ quát lớn, trong tay xích sắt dao găm rời khỏi tay, trên thân đao hiện ra vô số hồng sắc phù văn, hình thể bạo trướng, hóa thành một cái hơn vạn trượng dài kình thiên cự nhận, tản mát ra khí tức hủy diệt. Kình thiên cự nhận đối diện chém xuống, tự hồ là muốn đem vương trường sinh cùng uông như yên chém thành toái nhục. Kim sắc biển lửa kịch liệt lăn lộn, hóa thành một tên mấy trăm trượng cao kim sắc cự nhân, kim sắc cự nhân từ vô số kim sắc hỏa diễm ngưng tụ mà thành, nó hai tay khẽ động, đánh tới hướng lam sắc màn nước, màu xanh chuông lớn sáng lên chói mắt thanh quang, đang 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 tiếng chuông vang lên, vang vọng vân tiêu, một đạo đạo thanh mông mông sóng âm bao phủ mà xuất, hư không chấn động vạn vẹo. Hống hống hống. Tiếng long ngâm bên tai không dứt, một đạo đạo lam vũ lất phất sóng âm bao phủ mà xuất, kim sắc cự nhân trong nháy mắt bùng nổ, hóa thành vô số kim sắc hỏa diễm, kình thiên cự nhận trảm tại lam sắc sóng âm thượng diện, trong nháy mắt bay rớt ra ngoài màu xanh sóng âm cùng lam sắc sóng âm chạm vào nhau, đồng quy vu tận, mấy chục tòa đỉnh núi nổ bể ra đến, bụi mù cuồn cuộn. Lão giả áo xanh trong mắt hàng mang nhất thịnh, lật tay tay lấy ra thanh mông mông phù triện, phù triện bên ngoài có vô số đạo màu xanh hồ quang điện, tản mát ra một cổ cuồng bạo khí tức, rõ ràng là một trương lục giai phù triện, hắn thủ đoạn nhẹ nhàng nhoáng một cái, màu xanh phù triện rời khỏi tay, hướng về không trung bay đi, phát quyết vừa bấm, màu xanh phù triện trong nháy mắt bùng nổ, hóa thành một đoàn liên miên mấy trăm dặm màu xanh lôi vân sấm sét vang dội lôi xà cuồng vũ ầm ầm tiếng sấm vang lên qua đi một đạo đạo thô to tia chớp màu xanh đánh xuống bao phủ lại phương viên mấy trăm dặm giống như lôi đình chi hải cũng như yên liên miên tế ra lưỡng nghi tán thả ra hai màu trắng đen màn sáng bao hắn lại nhóm một đạo đạo thanh sắc thiểm điện bổ trên lưỡng nghi tán như cùng bùng nhập đại hải tiêu thất vô tung vô ảnh vương trường sinh cùng uông như yên bên ngoài thân đồng thời sáng lên một trận chói mắt lam quang Vương Trường Sinh khí tức bạo trướng, nhanh chóng đạt tới luyện hư sơ kỳ tiêu chuẩn. Vương Trường Sinh hét lớn một tiếng, làm sắc màn nước vặn vẹo biến hình. Quần vàng thiếu phụ cùng lão giả áo xanh hai tay ôm đầu, không hẹn mà cùng hét thảm một tiếng, Vương Trường Sinh tiến vào hóa thần đại viên mãn phía sau, thần thức có chỗ tăng trưởng, lần nữa thi triển trấn thần hống, không có gì bảo phòng thân, thật đúng là ngăn không được. Hống hống hống. Cửu đạo vang vọng vân tiêu tiếng long ngâm vang lên, cửu đạo lam vũ lất phất sóng âm bao phủ mà xuất, Bỗng nhiên hợp làm một thể, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Quần vàng thiếu phụ cùng lão giả áo xanh khôi phục bình thường phía sau, lam sắc sóng âm cũng đến thân trước. Trong mắt của bọn hắn lồi ra, thân thể mềm nhũng, ngã trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ toàn bộ vỡ vụn, kinh mạch toàn đoạn. Linh quang lóe lên, hai cái mini nguyên anh ly thể bay ra, mấy chục đạo thô to lam sắc thiểm điện từ trên trời giáng xuống, một trận kêu thảm, quần vàng thiếu phụ nguyên anh bị mấy đạo lam sắc thiểm điện đánh trúng, từ đây bốc hơi khỏi nhân gian lão giả áo xanh nguyên anh nhất hóa mười có một đầu nguyên anh tránh thoát nhất kiếp thanh quan lóe lên phía sau nguyên anh từ biến mất tại chỗ không thấy vương trường sinh lần nữa hét lớn một tiếng ngoài trăm dặm hư không sáng lên một đạo thanh quang, hiện ra một đầu mini nguyên anh tiếng xé gió lên một chi cửu sắc mũi tên kích xạ mà đến trong nháy mắt xuyên thủng mini nguyên anh quần vàng thiếu phụ cùng lão giả áo xanh thần thông không yếu bọn hắn còn không có tế ra mặt khác ác chủ bài tự bị vương trường sinh hủy đi nhục thân tiến vào hóa thần đại viên mãn Vương Trường Sinh thực lực tăng cường không ít. Quần vàng thiếu phụ vừa chết, Kim Sắc Hỏa Phượng lập tức hướng về nơi xa bay đi, tốc độ cực nhanh, linh tính 10 phần. Lam quang lóe lên, nhất tọa Lam Sắc Đỉnh Lô bỗng nhiên xuất hiện, phun ra một mảnh lam sắc hào quang, bao lại Kim Sắc Hỏa Phượng, đem nó cuốn vào nó trong. Vương Trường Sinh thu hồi rơi xuống đất bảo vật, từ hai cổ trên thi thể tìm ra năm mai trữ vật giới, đổ ra đồ vật bên trong, thông thiên linh bảo có 32 kiện, 3000 năm linh dược 57 gốc, vạn năm linh dược hai gốc cực phẩm linh thạch hai khối, lục giai trận pháp một bộ, còn có ngũ giai trận pháp, khoáng thạch, linh mục, linh trúc chờ tài vật, lục giai phù triện một trương đều không có, đoán chừng sử dụng hết, hai người này tài vật so hai tên linh tộc còn nhiều hơn. Trừ cái đó ra, còn có một bộ lục giai yêu cầm thi cốt, thanh quan lập lòe, hẳn là phong thuộc tính yêu cầm thi hài, có thể đem ra luyện chế khôi lỗi thú. Bọn hắn thực lực cũng viễn siêu linh tộc, nếu không phải vương trường sinh tiến vào hóa thần đại viên mãn, muốn giết bọn họ còn không có dễ dàng như vậy. Vương Trường Sinh có thể luyện hóa hai đoàn ngũ giai linh hỏa, bất quá trong ngắn hạn vô pháp tế ra tới đối địch, hắn cũng không có ý định đem hai đoàn linh diễm luyện hóa, giữ lại về sau xung kích luyện hư kỳ, như thế càng tốt hơn. Bọn hắn đấu pháp, phương viên mấy vạn dặm biến thành phế tích, không có nhất cái vật sống, phu quân, có đồng môn đến đây. Cung Như Yên thần sắc ngưng trọng, trong tay cầm nhất mặt lấp lóe không ngừng phát bàn. Vương Trường Sinh thu hồi trên đất đồ vật, hướng về đông bắc phương hướng nhìn lại. Một đạo động quang xuất hiện ở chân trời, nhanh chóng hướng về bọn hắn vị trí bay tới a à, là ninh sư huynh vương trường sinh khẽ ồ lên một tiếng không có qua bao lâu động quan lạc ở trước mặt bọn họ chính là ninh lan ninh lan vẻ mặt tươi cười tự hồ có gì vui sự xem như tìm tới các ngươi vương sư đệ vương sư muội ninh lan ngữ ký thân thiện làm sao vậy ninh sư huynh vương trường sinh tò mò hỏi ta phát hiện một cái lục da gia dao long sào huyệt bên trong có vài gốc vạn năm ngũ thải ngọc tủy chi chúng ta liên thủ, ngắt lấy một cây ngũ thải ngọc tủy chi không là vấn đề. Ninh Lan hưng phấn nói, được chứng kiến vương trường sinh cùng Uông Như Yên thực lực cường đại, hắn tin tưởng bọn họ có thể có được một cây ngũ thải ngọc tủy chi. Lục gia giao long, ngũ thải ngọc tủy chi. Được rồi, chúng ta có nhiệm vụ trọng yếu, ngươi theo chúng ta cùng một chỗ đi. Vương trường sinh thẳng lắc đầu, hắn hiện tại liền muốn lấy tới cửu lôi trúc, lục gia giao long có thế không là bình thường yêu thú, hắn lại không muốn đi treo chọc lục gia giao long, vạn năm linh dược là trân quý, bất quá hắn càng thêm trân quý cái mạng nhỏ của mình. ninh Lan có chút thất vọng, bất quá hắn cũng không nói gì nữa, thống khoái đáp ứng. a, à, vương sư đệ, ngươi đột phá, tại đây vừa mới phát sinh qua đấu pháp. ninh Lan kịp phản ứng, hơi kinh ngạc nói. vương trường sinh gật gật đầu, nói, không có gì, chúng ta lên đường đi. đừng chậm trễ thời gian. một mảnh liên miên mấy trăm vạn dặm hoàng sắc sơn mạch phóng tầm mắt nhìn tới, nơi đây sơn phong trụi lũi, thảm thực vật ít đến thương cảm nhìn có chút hoang vu. Một đạo hồng sắc động quang xuất hiện ở trên không, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới, chớp mắt 10 dặm. Mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, mặt đất nâng lên nhất cái cự đại đống đất, đống đất di chuyển nhanh chóng, vô số đất đá bay lên, đánh tới hướng hồng sắc độn quang. Hồng quang lóe lên, một mảnh ngọn lửa màu đỏ bao phủ mà xuất, đón lấy đánh tới đất đá. Ầm ầm tiếng vang, một trận to lớn tiếng nổ đùng đoàn vang lên, đất đá bị ngọn lửa màu đỏ đánh nát bấy, bụi mù cuồn cuộn hồng sắc động quang linh quang phóng đại, động tốc tăng nhanh không chỉ một lần. Hư không ba động cùng một chỗ, một đầu hồng quang lòe lòe long trảo trống rỗng hiển hiện, chụp về phía hồng sắc động quang. Một đạo thê lương nữ tử tiếng kêu thảm thiết vang lên, hồng sắc động quang nhanh chóng hướng xuống đất rơi xuống, một tiếng vang thật lớn, hồng sắc động quang đập vào một ngọn núi cao thượng diện, bụi mù đầy trời. Bụi mù tán đi, hiện ra một tên dáng người cao gầy váy đỏ thiếu nữ, váy đỏ thiếu nữ mặt trái xoan, đôi mắt sáng mắt to, miệng đỏ mũi ngọc tinh xảo, trên đầu cắm một chi hồng sắc ngọc trâm chính là tống ngọc thiền phân thân một ngọc yến sắc mặt của nàng tái nhợt trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi ầm ầm tiếng vang mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên đống đất nhanh chóng hướng về một ngọc yến di động một ngọc yến tay phải lắc một cái một cái hồng quang lưu chuyển bất định dao găm xuất hiện trên tay hướng về đống đất hư không vung lên một đạo tiếng xé gió lên một đạo hồng sắc trường hồng bao phủ mà xuất trảm tại đống đất thượng diện một tiếng vang thật lớn đống đất ngừng lại đất đá bay tứ tung bụi mù đầy trời. Mặt đất bỗng nhiên sáng lên một trận chói mắt hoàng quang, một đạo cục sáng vàng bỗng nhiên từ lòng đất bay ra, thẳng đến một ngọc yến mà tới, một ngọc yến vội vàng huy động hồng sắc dao găm, nên đón tiếp lấy. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn qua đi, một ngọc yến như cùng diều bị đứt dây bình thường, bay rớt ra ngoài, thổ huyết không ngừng, sắc mặt tái nhợt xuống tới. Một cái toàn thân màu vàng cự mãn từ lòng đất chui ra, trên đầu có một cây hoàng sắc sừng nhọn, trong mắt là màu vàng, bên ngoài thân bị vô số vảy màu vàng bao vây lấy. Tại trước mặt lão phu giết lão phu đệ tử, không sẽ trả cho là ngươi có thế đào tẩu đi. Một đạo băng lãnh vô tình thanh âm nam tử từ phía chân trời truyền đến, vang vọng phương viên trăm dặm. Một ngọc yến ngọc dung nhất biến, giống như đối phương là cái gì đáng sợ yêu ma. Nàng pháp quyết vừa bấm, trên chân một đôi hồng sắc linh hoa quang mang nhất thịnh, hóa thành một đạo hồng sắc độn quang phá không mà đi. Một đạo vang vọng đất trời tiếng hổ gầm vang lên, phong vân cuốn ngược. Một ngọc yến nghe được này thanh âm, bỗng nhiên ngừng lại, ánh mắt đờ đẫn đỉnh đầu của nàng tạo nên một trận gần sóng, một đầu to lớn hồng sắc long trảo trống rỗng hiển hiện, chụp về phía đầu của nàng. Đúng lúc này, một ngọc yến quanh thân hiện ra điểm điểm lam sắc hơi nước, lam sắc hơi nước bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một đầu mấy trăm trượng đại bàn tay lớn màu xanh lam, chụp về phía hồng sắc long trảo. Một tiếng vang thật lớn, hồng sắc long trảo cùng bàn tay lớn màu xanh lam đồng quy vô tận, bộc phát ra một cổ cường đại khí lãng, một ngọc yến bị cường đại khí lãng cuốn bay ra ngoài. Một đạo hồng sắc độn quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới. Cùng lúc đó, ba đạo động quan từ đằng xa chân trời bay tới. Không có qua bao lâu, bốn đạo động quan gần như đồng thời ngừng lại, ba đạo động quan chính là vương trường sinh ba người, hồng sắc động quan thì là một đầu thân dài hơn 10 trượng cự thú, đầu vượng, hổ thân, cánh chim, đuôi rắn, một thân lông bờm màu đỏ. Tô Vân Đào chờ năm tên vạn linh môn tu sĩ đứng ở phía trên, Tô Vân Đào thần sắc lạnh lùng. Bọn hắn đụng phải một ngọc yến, không có coi là chuyện đáng kể, ba tên đệ tử xuất thủ tập sát một ngọc yến không nghĩ tới bị một ngọc yến phản sát một người tốt lại nhiều tứ cái tô vân đào cười lạnh nói vẻ mặt sát khí vương sư đệ quân sư muội hắn có thể là hợp thể lão quái phân thân nắm giữ nhiều môn bí thuật còn có rất nhiều bảo vật một ngọc yến cấp vương trường sinh cùng uông như yên truyền âm ngữ khí trầm trọng như là bình thường hóa thần tu sĩ nàng mặt cho không địch lại cũng sẽ không như thế nhất nhát hợp thể lão quái phân thân Phương Trường Sinh sắc mặt ngưng tụ, vẻ mặt vẽ đề phòng. Tô Vân đào tay áo lắc một cái, một cây linh quang lòe lòe cờ phướng bay ra, trong nháy mắt phòng lớn đến cao hơn trăm trượng, mặt cờ bên trên có dao long, khổng tước, cự viên, linh điệp chờ 18 loại yêu thú đồ án, phát ra thú rống cầm minh trùng khiếu thanh âm, linh khí kinh người. Trung phẩm thông thiên linh bảo thiên thú phiên, luyện vào 18 con yêu thú tinh hồn, vạn linh môn bảy đại trấn tông chi bảo một trong vạn thú phiên mô phỏng. Phương Phỉ chờ bốn tên vạn linh môn đệ tử hoặc tế ra bảo vật, hoặc tế ra linh thú linh cầm, một bộ chuẩn bị ra tay đánh nhau bộ dáng. Thiên thú phiên mặt cờ dân lên hiện ra nhất cái kim sắc cự hổ đồ án, kim sắc cự hổ thân thể bị một cổ kim sắc hỏa diễm bao vây lấy, phát ra nhất thanh đinh tai nhất ốc tiếng hổ gầm. quân Như Yên cùng Ninh Lan cảm giác thể nội pháp lực trì trệ, vận chuyển không khoái, đầu ván mắt hoa, Vương Trường Sinh ngực kim minh bội sáng lên một trận chói mắt kim quang, bao hắn lại nhóm ba người, bọn hắn lúc này mới dễ chịu một chút. Một đầu hồng quang lòe lòe long trảo bỗng nhiên tại đỉnh đầu bọn họ xuất hiện, chụp về phía bọn hắn. Vương Trường Sinh tay áo lắc một cái, tay phải sáng lên một trận chói mắt lam quang, hướng về đỉnh đầu hư không một đập, vô số lam sắc hơi nước tuôn trào ra, hóa thành một đầu lam vũ lất phất quyền ảnh, đóng lấy hồng sắc long trảo. Một tiếng vang thật lớn, hồng sắc long trảo bị lam sắc quyền ảnh nện đến vỡ nát. Tô Vân đào sắc mặt lạnh lẽo, pháp quyết thúc dục, thiên thú phiên mặt cờ lập tức sáng rõ, 18 con yêu thú giống như sống lại, lần lượt từ mặt cờ bên trong bay ra, nhào về phía Vương Trường Sinh bốn người phương phỉ bốn người cũng không có nhàn rỗi khống chế pháp bảo hoặc là linh thú linh cầm công kích vương trường sinh bốn người thấy cảnh này một ngọc yến sắc mặt trắng nhợt ninh lan nuốt nước miếng một cái thần sắc khẩn trương vương trường sinh tay áo lắc một cái cửu dao cổ bay ra song quyền khẽ động một đạo đạo vang vọng vân tiêu tiếng long ngâm vang lên một đạo đạo lam vũ lất phất sóng âm bao vũ mà xuất nên đón tiếp lấy nghe được liên tiếp không ngừng tiếng long ngâm tô vân đào nhướng mày phương phỉ bốn người mặt lộ vẻ thống khổ sắc mặt trắng nhợt một đầu toàn thân bạch sắc giao long mở ra huyết bồn đại khẩu phun ra một cổ hàng khí trắng xóa nên đón tiếp lấy mặt khác yêu thú nhao nhao phóng thích pháp thuật ầm ầm tiếng nổ đùng đoàn vang lên lam sắc sóng âm lần lượt nổ bể ra đến bộc phát ra một cổ cường đại khí lãng hư không chấn động vặn vẹo vương trường sinh cùng uông như yên bên ngoài thân lam quan đại phóng vương trường sinh khí tức bảo trướng nhanh chóng đạt tới luyện hư kỳ tiêu chuẩn hợp kích chi thuật các ngươi là trấn hải cung hạch tâm đệ tử không đúng hạch tâm tử đệ làm sao lại phái đến huyền linh động thiên tầm bảo tô vân đào hoảng sợ nói trấn hải cung có một bộ hợp kích công pháp một nam một nữ pháp lực có thể điệp gia tu luyện bộ công pháp này đệ tử là trấn hải cung tương lai người nối nghiệp ấn để ý tới nói không có khả năng phái nhập huyền linh động thiên tầm bảo hắn nhớ mày hai ngón tay bắn ra một đạo hồng quang bắn ra đánh về phía một phiến hư không một phiến hư không tạo nên một trận gợn sóng một vệt kim quang bắn ra nên đón tiếp lấy một tiếng vang thật lớn kim quang cùng hồng quang đồng quy vô tận tiêu thất vô tung vô ảnh linh quang lóe lên hiện ra bốn nam hai nữ sáu tên hóa thần tu sĩ cầm đầu là trịnh thu nguyệt vương đạo hữu đã lâu không gặp trịnh thu nguyệt nở nụ cười xinh đẹp cùng vương trường sinh chào hỏi tô vân đào đôi mắt nhíu lại nói ngươi là trịnh đạo hữu hậu nhân đi xem ở trịnh đạo hữu phân thượng các ngươi đi thôi lão phu không làm khó dễ các ngươi nhận được tiền bối nâng đỡ bất quá vãn bối tha thứ khó tòng mệnh tiền bối ngài giết chúng ta thần binh cung đệ tử thời điểm, nhưng không có nghĩ đến lão tổ tông. Trịnh Thu Nguyệt không kiêu ngạo không tự ti nói, môi hở răng lạnh, nếu như Tô Vân Đào tiêu diệt Vương Trường Sinh, chắc chắn sẽ không phóng quá hắn nhóm, Trịnh Thu Nguyệt ở một bên xem kịch, ngồi thu ngư ông thủ lợi. Tô Vân Đào cùng Vương Trường Sinh cũng sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Nàng cũng sẽ không tin tưởng những lão quái vật này hội nói cái gì đạo nghĩa, thực lực mới là căn bản. Tốt, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, cái này ngươi tự tìm. Tô Vân Đào sắc mặt lạnh lẽo, đang định tế ra đại uy lực bảo vật diệt sát trịnh thu nguyệt chờ nhân, một đạo đinh tai nhất ốc tiếng nổ đùng đoàn vang lên, nhất cái cự đại ngân sắc mây hình nấm xuất hiện ở phía xa chân trời. Chúng tu sĩ giật mình, nhao nhao hướng về nơi xa nhìn lại. Một đạo ngân quang xuất hiện ở phía xa chân trời, nhanh chóng hướng về bọn hắn bay tới. Vương Trường Sinh thần thức cảm ứng được, người đến là một tên hóa thần tu sĩ. Không có qua bao lâu, ngân quang ngừng lại, rõ ràng là một tên cao cao gầy teo ngân sam thanh niên, ngân sam thanh niên phần lưng có một đôi ngân quang lấp lóe lông cánh ngân sắc lông cánh bên ngoài tràn ngập vô số ngân sắc hồ quang điện linh khí kinh người ngân sam thanh niên ngũ quan vạn vẹo sắc mặt đỏ bừng lên tự hồ đụng phải vật gì đáng sợ lý sư đệ chuyện gì xảy ra trịnh thu nguyệt hơi sững sờ nghi ngờ nói chạy mau huyễn mộng điệp ngân sam thanh niên la lớn bỗng nhiên cười lên ha hả nơi xa chân trời bỗng nhiên xuất hiện đại lượng kim quang vừa bắt đầu trả không nhiều bất quá theo thời gian trôi qua kim quan số lượng càng ngày càng nhiều, che khuất bầu trời. Cái gì? Huyễn Mộng Điệp. Trịnh Thu Nguyệt sắc mặt đại biến, Huyễn Mộng Điệp đứng hàng vạn trùng bản người thứ 16, này chủng hung trùng thông thạo huyễn thuật, bình thường hội tố tạo huyễn thuật, nhưng tu tiên giả hoặc là những sinh vật khác lâm vào huyễn thuật bên trong, tiếp đó thôn vệ nó thần hồn. Huyễn Mộng Điệp am hiểu nhất thi triển huyễn thuật, chỉ có Huyễn Mộng Điệp cũng không đáng sợ, này chủng hung trùng số lượng rất đáng sợ, bình thường lấy mấy trăm vạn vì quần thể xuất hiện, tu sĩ cấp cao không cẩn thận chúng rồi huyễn thuật, cũng sẽ có phiền phức. Vương Trường Sinh biến sắc, hắn tế ra một chiếc bạch quan lấp lóe không ngừng phi chu, bạch sắc phi chu linh khí kinh người, rõ ràng là một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Vương Trường Sinh bốn người lần lượt nhảy đến bạch sắc phi chu thượng diện, pháp quyết vừa bấm, bạch sắc phi chu hóa thành một đạo bạch sắc độn quang phá không mà đi. Cùng lúc đó, Trịnh Thu Nguyệt cùng Tô Vân Đào chờ nhân nhau nhau chạy trốn. Kim quang rõ ràng là từng cái kim sắc hồ điệp, ánh mắt của bọn nó là kim sắc, phần bụng có từng vòng từng vòng ngân sắc linh văn, mấy trăm vạn chỉ huyển mộng điệp vô thiên cái địa đánh tới. Điệp biển trung ương, một đầu hai cánh triển khai có ngàn trượng đại to lớn điệp vương, rõ ràng là một đầu lục giai yêu trùng. Vương Trường Sinh ngay tại khống chế bạch sắc phi chu phi hành hết tốc lực, hư không ba động cùng một chỗ, một đầu hồng quang lòe lòe long trảo trống rỗng hiển hiện, chụp về phía Vương Trường Sinh bốn người. Hắn sớm có phòng bị, hữu quyền lần nữa hướng về hư không đập tới, vô số lam sắc quan điểm hiện lên, hóa thành một đầu lam vũ lất vất quyền ảnh, đem hồng sắc long trảo nện đến vỡ nát mặt đất bỗng nhiên sinh ra một cổ cường đại trọng lực bạch sắc phi chu nhanh chóng hướng xuống đất rơi đi hung như yên kích động dây đàn một trận dùng dập tiếng đàn vang lên một đạo lam vũ lất vất sóng âm bao phủ mà xuất lần lượt đánh vào mặt đất một ngọc yến trong tay hồng sắc đoạn đao linh quang phóng đại hướng xuống đất hư không vừa bổ một mảng lớn xích sắc đao khí bao phủ mà xuất ầm ầm tiếng vang mặt đất bùng nổ bụi đất tung bay kia cổ trọng lực biến yếu không ít một đạo quái dị chí cực tê minh thanh vang lên Vương Trường Sinh chờ nhân nghe được này thanh âm, đầu váng mắt hoa, ngơ ngơ ngát ngát. Vương Trường Sinh cảm giác trước mắt hoàn cảnh có chút mơ hồ, cốt tại ngực Kim Minh bội tách ra chói mắt Kim Quang, Vương Trường Sinh trong nháy mắt khôi phục thanh tĩnh. Huyễn Mộng Điệp thông qua thanh âm tới chế tạo huyễn thuật, điểm này cùng Uông Như Yên công pháp có dị khúc đồng công chi diệu, nếu không phải Vương Trường Sinh thi triển hợp kích chi thuật, đem pháp lực tăng lên tới luyện hư kỳ tiêu chuẩn, thật đúng là ngăn không được Huyễn Mộng Điệp công kích. Trịnh Thu Nguyệt chờ nhân nhau nhau lâm vào trong ảo cảnh, Vuông Như Yên vẻ mặt hốt hoảng, đầu ván mắt hoa. Minh Lan cùng một Ngọc Yến cười ngớ ngẩn đứng lên, gật gù đắc ý, Vương Trường Sinh hít sâu một hơi, vội vàng thi triển trấn thần hống. Trịnh Thu Nguyệt đám người thức hải chịu đến công kích, đột nhiên phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết, lần lượt khôi phục thanh tĩnh, hơn 10 vạn chỉ huyển mộng điệp từ trên cao rớt xuống. Điệp Vương thân thể rung nhẹ nhẹ, phát ra thê lương tê minh thanh. Trịnh Thu Nguyệt sau khi tỉnh hồn lại, tay phải vừa nhất, một vệt kim quang bay ra, biến mất không thấy. Sau một khắc, lục giai điệp vương đỉnh đầu sáng lên một vệt kim quang hiện ra một khỏa kim quang lóng lánh viên châu bên ngoài trải rộng vô số huyền ảo linh văn tản mát ra một cổ năng lượng ba động khủng bố cái này một kiện trung phẩm thông thiên linh bảo kim diễm phần thiên châu duy nhất một lần bảo vật có thể so với luyện hư kỳ một kích toàn lực một tiếng vang thật lớn kim sắc viên châu bùng nổ phương viên mấy vạn dặm đều biến thành kim sắc biển lửa nhiệt độ cao kinh người đại lượng huyễn mộng điệp hóa thành tro tàn phòng ngự của bọn nó cũng không cường chủ yếu là am hiểu chế tạo huyễn thuật nhân cơ hội này vương trường sinh pháp lực điên cuồng rót vào bạch sắc phi chu bạch sắc phi chu độn quan phóng đại tiêu thất ở chân trời trịnh thu nguyệt toàn lực thôi động phi hành bảo vật chở bọn hắn hướng về không trung bay đi không có qua bao lâu bọn hắn đều biến mất ở chân trời không thấy hai ngày phía sau nhất cái bí ẩn địa hạ động quật vương trường sinh hung như yên mục ngọc yến ninh lan trịnh thu nguyệt chờ nhân tụ tập tại địa hạ trong động quật vương trường sinh cung như yên mục ngọc yến cùng trịnh thu nguyệt ngay tại nói cái gì Trịnh tiên tử, vạn năm linh dược mặc dù trân quý, cũng phải có mệnh hưởng dụng mới được, xin lỗi, chúng ta tự không nhúng vào. Vương Trường Sinh lắc đầu nói, Trịnh Thu Nguyệt mời bọn hắn đi ngắt lấy vạn năm linh dược, bất quá muốn vây khốn hai cái lục giai yêu thú mới được. Trịnh Thu Nguyệt mặt lộ vẻ tiếc nuối, nếu như Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tương trợ, ngắt lấy vài cây vạn năm linh dược là không có vấn đề. Đúng rồi, Vương Đạo Hữu, cái này ngươi kia một phần. Trịnh Thu Nguyệt lấy ra nhất cái màu xanh hộp ngọc, đưa cho Vương Trường Sinh vương trường sinh mở ra hộp ngọc bên trong có nhất khối nguyên từ thần tinh lớn nhỏ có bọn hắn cắt xuống một phần ba trần đạo hữu đây ngươi không có đụng phải hắn a à? vương trường sinh tò mò hỏi không có ta hội giữ lại cái kia một phần nếu như hắn thân tử đạo tiêu ta hội đưa đến hắn thân tộc trên tay ta nói là làm trịnh thu nguyệt nghiêm mặt nói vương trường sinh nổi lòng tôn kính hắn vốn là coi là không có cơ hội lấy được nguyên từ thần tinh không nghĩ tới trịnh thu nguyệt thực hội thực hiện ước định như thế nằm ngoài sự dự liệu của hắn dù sao nguyên từ thần tinh không là bình thường vật liệu hợp thể tu sĩ cũng sẽ nóng mắt trịnh tiên tử chúng ta không bằng đồng hành đi nhất đồng tầm bảo nếu như tách ra chúng ta gặp được vạn linh môn người phiền phức không nhỏ một ngọc yến đề nghị trịnh thu nguyệt nghĩ nghĩ đáp ứng vương trường sinh cũng không có phản đối nếu như vô pháp đụng phải những đồng môn khác hắn chỉ có thể cùng trịnh thu nguyệt hợp tác tranh thủ đem bảy vạn năm cửu lôi trúc đem tới tay vạn linh môn hợp thể lão quái thế mà phái phân thân tiến đến nếu như lại đụng phải người này nhất định phải phải cẩn thận nhiều hơn nữa mới được cũng như yên sắc mặt ngưng trọng cho dù là một bộ phân thân tự xa không là bình thường hóa thần có thể so vương trường sinh nhìn một ngọc yến một chút không nói gì một ngọc yến có thế từ hợp thể lão quái phân thân đào thoát tuyệt không phải phổ thông hóa thần tu sĩ làm không tốt là trấn hải cùng một vị nào đó luyện hư tu sĩ phân thân nếu như là hợp thể tu sĩ phân thân trực tiếp thống lĩnh bọn hắn xuất địa hạ động quật Trịnh Thu Nguyệt tế ra một mai hồng quang lưu chuyển không ngừng phi toa, đánh vào một đạo pháp quyết, hồng sắc phi toa phòng lớn đến hơn trăm trượng trưởng, chúng tu sĩ lần lượt nhảy lên, Trịnh Thu Nguyệt pháp quyết vừa bấm, hồng sắc phi toa linh quang phóng đại, hóa thành một đạo hồng sắc trường hồng, hướng về không trung bay đi. Một mảnh liên miên ức vạn dặm xanh biết sơn mạch, nhất cái sơn cốc hẹp dài. Triệu Hồng chờ năm tên hóa thần tu sĩ tụ tập lại một chỗ, Triệu Hồng cho mày, hắn khổ đợi mấy tháng, chỉ là chờ được một vị đồng môn, xem ra, những đồng môn khác hơn phân nữa là gặp nạn. Triệu sư huynh, còn phải tiếp tục chờ xuống dưới A. Tôn Yên cao mày nói, trong mắt tràn đầy vẻ u sầu. Chỉ bằng vào bọn hắn năm người, căn bản không phải ba con lục giai yêu thú đối thủ, muốn tại ba con lục giai yêu thú trước mặt cướp đi huyền thiên tiên quả, tuyệt đối không thế, chỉ có thể chờ đợi, không được thì thôi, chúng ta năm người căn bản không phải ba con lục giai yêu thú đối thủ. Triệu Hồng lắc đầu nói, hắn còn không có tự đại đến bằng vào năm người từ ba con lục giai yêu thú khẩu trong cướp đoạt huyền thiên tiên quả triệu hồng bỗng nhiên sắc mặt lạnh lẽo hữu quyền hướng về hư không một đập một đạo tiếng xé gió lên một đầu mấy trăm trượng đại lam sắc quyền ảnh bay ra đánh tới hướng một góc nào đó ầm ầm tiếng vang mặt đất chia năm xẻ bảy bụi đất tung bay một cây màu vàng kim nhạc đại thụ từ lòng đất chui ra lục đạo động quang từ đằng xa bay tới tốc độ đặc biệt nhanh kim sắc đại thụ toàn thân kim sắc cành lá rậm rạp tán cây to lớn vô cùng cẩn thận đề phòng địch nhân tập kích triệu hồng biến sắc vội vàng dặn dò bọn hắn nhau nhau tế ra bảo vật vẻ mặt vẻ đề phòng lục đạo động quan ngừng lại cầm đầu là một tên thân cao chính thức kim sam thanh niên ngũ quan đoan chính trắng tinh đôi mắt mơ hồ chiếu rọi suốt một trận kim quan nhìn nó pháp lực ba động rõ ràng là một tên hóa thần đại viên mãn tu sĩ nghiêm lâm lan là ngươi triệu hồng nhận ra kim sam thanh niên sắc mặt nghiêm túc nghiêm lâm lan xuất thân huyền thanh phái thành danh nhiều năm triệu đạo hữu thật là đúng dịp a à. các ngươi là đang chờ chúng ta a à. Nghiêm Lâm Lan đôi mắt nhíu lại, mở miệng hỏi. Chúng ta đang chờ đồng môn, Nghiêm Đạo Hữu có gì chỉ giáo? Triệu Hồng ngữ khí lãnh đạm. Không có gì chỉ giáo, các ngươi thủ tại chỗ này ít nhất mấy ngày đi. Nhìn tới các ngươi là phát hiện cái gì khó lường đồ vật, năm người liên thủ cũng không có nắm chắc, để cho ta đoán xem, vạn năm linh dược. Còn là thiên tài địa bảo. Nghiêm Lâm Lan giống như cười mà không phải cười nói, Nghiêm Đạo Hữu, đại lộ hướng lên trời chúng ta cắt đi một bên, đương nhiên, ngươi muốn là cảm thấy chúng ta dễ khi dễ, cứ việc nhất thí. Triệu Hồng Thanh âm mang theo vài phần túc sát chi khí. Ta không có ý gì, chính là muốn phân một chén canh mà thôi, dù sao các ngươi cũng gặm không nổi, không bằng chúng ta hợp tác, cùng một chỗ đoạt bảo. Nghiêm Lâm Lan đề nghị, giọng thành khẩn. Không hứng thú. Triệu Hồng trực tiếp cự tuyệt. Nghiêm Lâm Lan xoay chuyển ánh mắt, nói, dù sao ta cũng không có chuyện gì khác, có nhiều thời gian bồi triệu đạo hữu. Nghiêm Lâm Lan pháp quyết vừa bấm, bên ngoài thân thanh quan đại phóng hắn lật ra bàn tay lòng bàn tay có một mai huyết sắc lá cây đồ án phúc phúc nhất thanh huyết sắc lá cây đồ án bỗng nhiên tự đốt đứng lên một lát sau huyết sắc lá cây biến mất không thấy nghiêm lâm lan sắc mặt tái nhật không ít hiển nhiên đang thi triển một loại bí thuật huyết diệt thông linh thuật cái này một môn đưa tin bí thuật huyền thanh tử tự mình sáng tạo một trăm năm trước huyền thanh phái lâu tuyển định tiến nhập huyền linh động thiên đệ tử truyền thụ cho bọn hắn một môn bí thuật môn này bí thuật phải nhiều nhân tu luyện lấy tinh huyết cô động một mai huyết diệp, một khi kích hoạt này thuật, trong phạm vi 300 triệu dặm đồng môn đều lẫn nhau có cảm ứng, này nhưng so sánh truyền thống đưa tin bảo vật lợi hại hơn nhiều, lấy một thí dụ, giáp ức bính đinh các cách xa nhau 300 triệu dặm, giáp cùng đinh cách xa nhau 900 triệu dặm, nếu như giáp thi triển huyết diệp thông linh thuật, ức có thể cảm ứng được giáp vị trí, tuy tung đi qua, bính có thể cảm ứng được ức vị trí, mà đinh có thể cảm ứng được bính vị trí, cứ như vậy, vậy thì không phải là 300 triệu dặm nếu như phát hiện đặc biệt trân quý thiên tài địa bảo huyền thanh phái đệ tử có thể thi triển bí thuật này liên lạc những đồng môn khác thi triển bí thuật này hội hao phí rất nhiều tinh lực bởi vậy nếu không phải phát hiện đặc biệt trân quý thiên tài địa bảo bọn hắn không hội thi triển bí thuật này liên hệ đồng môn triệu hồng năm người thấy cảnh này sắc mặt rất khó nhìn nếu như hiện tại cùng huyền thanh phái đệ tử ra tay đánh nhau triệu hồng không có nắm chắc tất thắng nếu như kéo dài thêm huyền thanh phái đệ tử đuổi tới vậy thì phiền toái nếu như rời đi chẳng phải là đem huyền thiên tiên quả chấp tay nhường cho người triệu hồng sầm mặt lại lật tay lấy ra một kiện lam quan lấp lóe ốc biển đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi một trận trầm thấp tiếng kèn vang lên truyền khắp phương viên trăm vạn dặm thiên hải loa nhất chủng đặc thù đưa tin bảo vật bất quá động tĩnh rất lớn rất có thể sẽ dẫn tới mặt khác hóa thần tu sĩ triệu hồng hiện tại không quản được nhiều như vậy trấn hải cung phát ra liên lạc bảo vật tại trong phạm vi trăm triệu dặm đều có thể cảm ứng được những đồng môn khác tồn tại nhưng đi qua lâu như vậy chỉ là tụ tập năm người, Triệu Hồng đoán chừng những đồng môn khác hoặc là tại cái khác địa phương, hoặc là đã gặp nạn. Đã như vậy, không bằng đem thủy quấy đục. Môn phái khác nhau thế lực, có riêng phần mình đưa tin thủ đoạn cùng bí thuật. Hơn 200 triệu dặm ngoại, nhất cái sơn cốc hẹp dài bên trong, một tên cao cao gầy teo nam tử trung niên lật ra bàn tay, lòng bàn tay có một mai huyết sắc lá cây đồ án. Phốc phốc, một tiếng vang trầm, huyết sắc lá cây tự đốt. Có đồng môn thi triển huyết diệp thông linh thuật, hẳn là phát hiện cái gì trân quý bảo vật, nhanh lên chạy tới mới được, nam tử trung niên tự nhủ, hóa thành một đạo động quan phá không mà đi. Hơn một tỷ dặm ngoại, một mảnh màu xanh rừng rậm, trên mặt đất chất đầy lá rụng, trong không khí tràn ngập một nát khí tức. Một mảnh đất trống trải, ba tên huyền thanh phái đệ tử ngã vào trong vũng máu, thi thể máu thịt be bét, Tô Vân Đào đứng ở một bên, tay phải ấn tại một tên dáng người mập lùng lão giả áo xanh trên đầu, lão giả áo xanh mặt lộ vẻ thống khổ. Phương Phỉ năm người đứng ở một bên, thần sắc cung kính. Bỗng nhiên, lão giả áo xanh lòng bàn tay hiện ra một mai huyết sắc lá cây, phốc phốc nhất thanh, huyết sắc lá cây tự đốt, tiêu thất vô tung vô ảnh. Huyết diệp thông linh thuật. Nhìn tới Huyền Thanh phái nhân phát hiện bảo vật gì? Tô Vân đào trầm giọng nói, trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú biểu lộ, một tiếng hét thảm, lão giả áo xanh ngã xuống, không còn khí tức, một đầu mini nguyên anh vừa mới ly thể, một đạo hồng quang từ trên trời giáng xuống, xuyên thủng mini nguyên anh, mini nguyên anh từ bốc hơi khỏi nhân gian. Đi, huyền thanh phái đệ tử tại tập hợp, hẳn là phát hiện trọng bảo. Cô Vân Đào nói một tiếng, đốt trụi huyền thanh phái đệ tử thi thể, mang theo phương phỉ năm người nhảy đến dị thú trên lưng, dị thú hai cánh triển khai, hướng về không trung bay đi. Một chén trà thời gian phía sau, lòng đất nâng lên nhất cái đống đất, lộ ra một đôi u lục sắc con mắt, chính là huyền dương. Trọng bảo, lạc trên tay người nào còn không biết đây. Trước hết để cho các ngươi đi tranh, ta lại ngồi thu ngư ông thủ lợi. Huyền âm cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy màu nhiệt huyết, nhất cái hẹp dài hạp cốc, cốc bên trong trải rộng màu xám trắng thạch đầu, có rõ ràng hỏa thiêu vết tích. Năm nam một nữ nằm trên mặt đất, lồng ngực của bọn hắn đều có một lỗ máu to bằng nắm tay, huyết động cháy đen, mặt đất có trên trăm cái khói đen bốc lên hố to. Trên mặt đất còn có một số chân cục tay đứt cùng một chút linh quan ảm đạm bảo vật, hiển nhiên, tại đây đi qua một tràng ác chiến. Kim Hỏa cùng một tên dáng người gầy yếu quần vàng thiếu phụ nói gì đó, hai người ý cười đầy mặt quần vàng thiếu phụ trên thân trải rộng kim hồng sắc linh văn, con mắt là kim sắc, rõ ràng là tinh hỏa tộc. Lý Phong Dương đứng ở một bên, thần sắc cung kính, sắc mặt tái nhật. Kim hỏa, ngươi biện pháp này không sai, nhưng hắn lẫn vào trong nhân tộc, sau đó cùng chúng ta nội ứng ngoại hợp, diệt đi nhân tộc tu sĩ. Quần vàng thiếu phụ hưng phấn nói, Lý Phong Dương lẫn vào nhân tộc tu sĩ bên trong, tiếp đó bọn hắn bỗng nhiên giết ra, nhân tộc tu sĩ toàn lực công kích bọn hắn, Lý Phong Dương lại từ hậu bối đâm đao. Dùng một hai lần vẫn được nhiều lần sẽ xảy ra chuyện kim hỏa lắc đầu nói cự tuyệt đồng tộc đề nghị ta biết mấy chỗ địa phương chúng ta cùng một chỗ liên thủ khẳng định có thể vơ vét đến đại lượng tu tiên tài nguyên quần vàng thiếu phụ đề nghị kim hỏa thẳng lắc đầu nói bảo vật tuy tốt cũng phải có tính mệnh hưởng dụng mới được chúng ta lấy được bảo vật đã đủ nhiều tìm an toàn địa phương chờ đợi rời đi đi hắn nhìn về phía lý phong dương phân phó nói các bạn đang nghe truyện trên kênh TV Audio CV nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha, ngươi cùng ta ở chung một chỗ, ta sẽ để cho ngươi bình yên rời đi huyền linh động thiên, về sau còn có tác dụng được lấy chỗ của ngươi, ngươi phối hợp chúng ta diệt sát nhân tộc tu sĩ quá trình, ta thế nhưng là sử dụng chụp ảnh kính ghi lại, rời đi huyền linh động thiên phía trước, ta hội mở khai tấm chế, ngươi nếu là dám phản loạn, ngươi. Sát hại trấn hải cung, huyền thanh phái, thần binh cung, vạn linh môn đệ tử sự tình hội truyền khắp nhân tộc nếu là có thể hàng phục lý phong dương làm tinh hỏa tộc xếp vào tại nhân tộc nội bộ thám tử nói không chừng có thể phát huy kỳ hiệu rời đi huyền linh động thiên phía sau lão tổ tông có thể sẽ vận dụng bí thuật ra hỏi ta nói dối sẽ bị phát hiện lý phong dương lộ ra một trương mặt khổ qua yên tâm ta sẽ cho ngươi một kiện dị bảo nên có thể giúp ngươi vượt qua này một quan đi thôi tìm an toàn địa phương ta chậm rãi nói cho ngươi kim hỏa phân phó nói bọn hắn thu hồi trên đất tài vật đốt trụi thi thể trên đất rời đi nơi đây. Nửa tháng sau, một đạo hồng sắc độn quang lướt qua không trung, tốc độ cực nhanh. Hồng quang lóe lên, hồng sắc độn quang rơi vào nhất tỏa dốc đứng trên đỉnh núi cao không, rõ ràng là một mai hơn trăm trượng dài hồng sắc phi toa, Vương Trường Sinh chờ 10 người đứng tại hồng sắc phi toa thượng diện. Nửa tháng nữa, Huyền Linh động thiên liền muốn đóng lại. Vương Trường Sinh thủy Trung vô pháp đụng phải những đồng môn khác, như vậy Hắn chỉ có thể cùng Trịnh Thu Nguyệt hợp tác, bất quá hắn cũng không có nói cho Trịnh Thu Nguyệt địa điểm cùng bảo vật danh xưng, không đến cuối cùng một khắc, hắn là không hội công bố. Vương Đạo Hữu, ngươi nói địa phương ở đâu? Không cần thiết lại đi vòng vèo. Trịnh Thu Nguyệt nhíu mày nói, tâm phòng bị người không thể không, Vương Trường Sinh khắp nơi thả ra Trịnh Thu Nguyệt, Trịnh Thu Nguyệt có thể lý giải, nàng cũng khắp nơi thả ra Vương Trường Sinh bốn người. Bọn hắn đã là quan hệ hợp tác, cũng có cạnh tranh quan hệ, lợi ích đầy đủ đại lời nói, bọn hắn cũng sẽ trở mặt. Đi Đông Phi hành 3.000 vạn dặm, còn kém không nhiều lắm. Vương Trường Sinh có chút hàm hồ nói, hắn hy vọng có thể đụng phải vài vị đồng môn, phù sa không lưu ruộng người ngoài, coi như không chiếm được cửu lôi trúc, cũng không thể để ngoại nhân biết cửu lôi trúc hạ lạc. Trịnh Thu Nguyệt lông mày nhíu chặt, đang muốn nói cái gì, một đạo đinh tai nhất ốc tiếng long ngâm từ đằng xa truyền đến, nơi xa không trung xuất hiện một cái kim quang lóng lánh cự long, dương nanh múa vuốt. Cái này, Vương Trường Sinh bốn người hơi sững sờ, vẻ mặt hiếu kỳ. Vương Trường Sinh thần thức cảm ứng được, đây không phải thực thể, giống như là một loại nào đó đưa tin công cụ trịnh thu nguyệt lục nhân biến sắc cái này thần binh môn khẩn cấp phương thức liên lạc thần binh cung đệ tử tại nhờ giúp đỡ hoặc là phát hiện cái gì trịnh thu nguyệt pháp quyết vừa bấm hồng sắc ngọc toa động quan phóng đại tăng nhanh tốc độ nhất cái ba mặt núi vây quanh cự hình sơn cốc thất nam hai nữ ngay tại đấu pháp mặt đất tán lạc một chút mảnh vỡ pháp bảo còn có trên trăm cái khói đen bốc lên hố to từ phục sức của bọn họ đến xem huyền thanh phái thần binh cung cùng trấn hải cung đệ tử đều có hai nam một nữ đứng chung một chỗ, cầm đầu là một tên thân cao chính thức kim sam thanh niên, nhìn nó mặt, rõ ràng là thần binh cung đệ tử, sau lưng hắn hai người thì là huyền thanh phái đệ tử. Tại đối diện bọn họ, thì là mã thiên thiên chờ sáu tên trấn hải cung đệ tử. Tốc chiến tốc thắng, đừng kéo dài thời gian, mã thiên thiên vẽ mặt sát khí, phát quyết vừa bấm, bên ngoài thân hiện ra vô số xích sắc hỏa diễm, như cùng một cái hỏa nhân bình thường bảy cây thanh quan lòe lòe cờ phướng linh quan đại phóng thả ra cuồng cuộn thanh diễm thẳng đến đối diện mà đi liệt diễm ngập trời hơn phân nửa sơn cốc bị màu xanh biển lửa che mất màu xanh hỏa diễm kịch liệt lăn lộn hóa thành một cái hình thể to lớn màu xanh hỏa dao nhào về phía đối diện năm người khác nhau nhau khống chế pháp bảo công kích kim sam thanh niên ba người ầm ầm tiếng nổ đùng đoàn vang lên kim sam thanh niên ba người phòng ngự như cùng giấy mỏng bình thường bị vỡ vụn ra bọn hắn như cùng diều bị đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài thổ huyết không thôi màu xanh hỏa diễm bỗng nhiên kịch liệt lăn lộn thẳng đến kim sam thanh niên ba người mà đi Kim Sam thanh niên mặt lộ vẻ tuyệt vọng, lấy hắn tình huống hiện tại, căn bản ngăn không được Mã Thiên Thiên công kích. Đúng lúc này, một trận chói tai tiếng rít vang lên, một đạo vạn trượng cao màu xanh vòi rồng cuốn tới, đem màu xanh hỏa giao dảo vỡ nát. Một đạo hồng quang từ đằng xa bay tới, rõ ràng là một mai hồng quang lòe lòe phi toa, Trịnh Thu Nguyệt chờ 10 người đứng tại hồng sắc phi toa thượng diện. Vương Trường Sinh nhìn thấy Mã Thiên Thiên chờ nhân, chau mày. Vương sư đệ, cung sư muội, các ngươi cùng thần binh cung nhân xen lẫn trong cùng một chỗ, muốn làm gì? Mã Thiên Thiên lạnh mặt nói. Mã Sư tỷ, chúng ta đụng phải vạn linh môn hợp thể tu sĩ phân thân, nếu không phải liên thủ, đã mất mạng. Vương Trường Sinh giải thích nói, không có vĩnh viễn bằng hữu, cũng không có địch nhân vĩnh viễn. Vì đối kháng vạn linh môn, bọn hắn không thể không liên thủ, hiện tại Mã Thiên Thiên cùng thần binh cung đệ tử đấu pháp, bọn hắn không thể không đứng ở mặt đối lập. Bốn người bọn họ vội vàng bay xuống mặt đất, ngóng nhìn hướng trịnh thu nguyệt, như vậy, Trấn Hải Cung có 10 tên hóa thần, Trịnh Thu Nguyệt bên kia cũng có chính tên hóa thần, từ nhân số nhìn, Trấn Hải cung chiếm cứ ưu thế. Quan gia nên giải không nên kết, Mã Tiên Tử, chúng ta không cần thiết ở chỗ này tử đấu đi. Không bằng liên thủ tầm bảo. Trịnh Thu Nguyệt thành khẩn nói. Có thể, bất quá ngươi nhường huyền thanh phái nhân đem Thiên Nguyệt hàng tinh cho ta. Mã Thiên Thiên dùng nhất chủng không cho thương lượng ngữ khí nói. Trịnh Thu Nguyệt bờ môi khẽ nhúc nhích, hiển nhiên cho ai truyền âm. Một tên tóc trắng xóa thanh bào lão giả nhíu mày, liên tục do dự, lấy ra nhất cái bạch sắc hộp ngọc. Đúng lúc này, lão giả lòng bàn tay sáng lên một đạo huyết quang, một mai huyết sắc lá cây đồ án trống rỗng hiển hiện. Vương Trường Sinh cùng Mã Thiên Thiên đều thấy được cái này đồ án, bất quá bọn hắn không biết đạo huyết sắc lá cây là cái gì, huyết diệp thông linh thuật, huyền thanh phái nhân tại triệu tập đồng môn, hẳn là phát hiện trân quý tu tiên tài nguyên, hoặc là nhờ giúp đỡ. Một Ngọc Yến mở miệng nói ra, nàng là Tống Ngọc Thiền Phân Thân, kiến thức viễn siêu phổ thông hóa thần tu sĩ, nàng trước mặt mọi người nói ra, cũng là nhắc nhở Trịnh Thu Nguyệt. Khuyết diệp thông linh thuật. Trịnh Thu Nguyệt lông mày nhíu một cái, nàng nghe Trịnh Thiên Hồng nhắc qua này một môn bí thuật, môn này bí thuật đại giới rất lớn, huyền thanh phái đệ tử sẽ không tùy tiện thi triển bí thuật này. Thanh bào lão giả sắc mặt siết chặt, bị hơn 10 vị hóa thần tu sĩ nhìn chằm chằm, muốn nói không khẩn trương là giả. Triệu đạo hữu, làm không tốt là ngươi đồng môn gặp được nguy hiểm, chúng ta nguyện ý giúp ngươi một tay, như thế nào? Kim Sam thanh niên trầm giọng nói vì đối kháng Trấn Hải Cung Tu sĩ, bọn hắn không thể không liên thủ. Hiện tại khả năng xuất hiện trọng bảo, Trấn Hải Cung có thể sẽ cùng Thần binh Cung đệ tử liên thủ. Này Thanh bào lão giả mặt lộ vẻ khó xử, vạn nhất là Huyền Thanh phái đệ tử phát hiện đặc biệt trân quý thiên tài địa bảo, hắn mang theo như thế nhiều ngoại nhân đi qua, không khác dẫn tập nhập thất. Tốt a, à, Thanh bào lão giả liên tục do dự đáp ứng. Nếu như Cự tuyệt, hắn chỉ sợ hiện tại liền muốn thân tử đạo tiêu, bị nhân sư hồn. Đáp ứng, còn có thể tìm cơ hội thoát thân. Thanh bào lão giả đem hộp ngọc giao cho Mã Thiên Thiên, Mã Thiên Thiên mở ra hộp ngọc, bên trong có một khối to bằng đầu nắm tay bạch sắc tinh thạch. Mã Thiên Thiên cho mày, nghĩ nghĩ, không nói gì thêm. Thanh bào lão giả bay xuống hồng sắc phi toa thượng diện, trịnh thu nguyệt phát quyết vừa bấm, hồng sắc phi toa hồng quang phóng đại, hướng về không trung bay đi. Đi, chúng ta theo sau. Mã Thiên Thiên phất ống tay áo một cái, dẫn đầu đuổi theo. Vương Trường Sinh bốn người đi theo phía sau cùng, Trấn Hải cung tu sĩ cùng thần binh môn đệ tử bảo trì một khoảng cách, song phương đều có đề phòng chi tâm. Một mảnh liên miên ức vạn dặm xanh biết sơn mạch, Triệu Hồng chờ Lục Nhân đứng tại nhất tọa dốc đứng trên đỉnh núi cao, bọn hắn vẽ mặt vẽ đề phòng, mấy ngàn trượng bên ngoài có nhất quả kim quang lóng lánh đại thụ, Nghiêm Lâm Lan chờ 10 tên hóa thần tu sĩ đứng tại kim sắc trên đại thụ, thần sắc của bọn hắn khác nhau. Triệu Hồng hiện tại tiếng thối lưỡng nan, nếu như như vậy nhượng bộ, đem Huyền Thiên Tiên Quả chấp tay nhường cho người, hắn là không vui, có thể theo thời gian trôi qua, huyền thanh phái tu sĩ số lượng càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy, thua thiệt là triệu hồng chờ nhân. Huyền thanh phái phái nhập huyền linh động thiên đệ tử số lượng là nhiều nhất, có 40 người nhiều, mà trấn hải cung bất quá 30 người, lấy 6 địch 10, triệu hồng không có niềm tin chắc chắn gì. Nghiêm lâm lan bỗng nhiên quay đầu, hướng về một phương hướng nào đó nhìn lại, nói ra, đạo hữu đã tới, cần gì phải trốn tránh. Chẳng nhẽ nhận không ra người A. À. Còn là muốn ta đem ngươi bắt tới, tay phải hắn hướng về một nơi nào đó hư không vỗ, hư không ba động cùng một chỗ, một đầu vàng ống ánh đại thủ trống rỗng hiển hiện, chụp về phía nơi xa rừng rậm. Bàn tay lớn màu vàng ống những nơi đi qua, từng cây từng cây đại thụ che trời chặn ngang bẻ gãy, bụi đất tung bay. Hư không sáng lên một đạo bạch quang, một cổ bạch sắc hỏa diễm tuôn trào ra, hóa thành một đầu bàn tay lớn màu trắng, thắng đi lên. Một tiếng vang thật lớn, bàn tay lớn màu vàng ống cùng bàn tay lớn màu trắng đồng quy vu tận, bộc phát ra cường đại khí lãng đem trên trăm gốc đại thụ che trời nhổ tận gốc, lá rụng bay múa đầy trời hồng quang lóe lên năm năm một nữ hiện ra thân hình cầm đầu là một tên dáng người bốc lửa váy trắng thiếu phụ trước ngực núi non cao đứng thẳng tự hồ muốn nứt y mà xuất nương theo lấy váy trắng thiếu phụ đi lại núi non nhẹ nhàng lắc lư xem bọn hắn mặt rõ ràng là cửu diễn môn đệ tử một yêu yêu là ngươi nghiêm lâm lan nhướng mày một giao giao là cửu diễn môn phó môn chủ tân thu tiểu đệ tử nắm giữ một loại nào đó ngũ giai linh diễm diệt sát quá nhiều vị hóa thần kỳ dị tộc nghiêm đạo hữu triệu đạo hữu các ngươi là đang chờ thiếp thân a à. một yêu yêu cười vấn đạo ngực chập trùng bất định làm cho người mơ màng một phu nhân tới thật đúng lúc chúng ta phát hiện một kiện bảo vật nhân thủ không đủ có một phu nhân hẳn không có vấn đề triệu hồng nhiệt tình nói đã chậm chạp đợi không được đồng môn vậy liền cùng cửu diễn môn hợp tác trước cưỡng chế di dời nghiêm lâm lan chờ nhân lại nói bảo vật bảo vật gì một yêu yêu tò mò hỏi triệu hồng đang muốn trả lời nơi xa chân trời xuất hiện một đạo hồng sắc độn quang, nhanh chóng hướng về tại đây bay tới. Không có qua bao lâu, hồng sắc độn quang ngừng lại, chính là Tô Vân Đào một nhóm nhân, hết thảy sáu tên hóa thần tu sĩ, Tô Vân Đào nhìn thấy Triệu Hồng chờ nhân, cho mày, tại đây thế mà tụ tập 20 vị hóa thần tu sĩ, chẳng lẽ nói tại đây có cái gì trọng bảo a? À? Vạn Linh Môn, đạo hữu nhìn không quen mặt, trước đây như thế nào chưa bao giờ thấy qua. Nghiêm Lâm Lan nghi ngờ nói. Lão Phu Tô Vân Đào, Nghiêm Tiểu Hữu chưa thấy qua rất bình thường cô vân đào báo lên tính danh thần sắc lạnh lùng nghe được cô vân đào ba chữ to triệu hồng chờ nhân trong mắt lóe lên một vòng vẽ kiên dè mặc cho chỉ là hợp thể tu sĩ một bộ phân thân bọn hắn cũng không dám chủ quan tại đây có đồ vật gì ai có thể cùng lão phu nói một chút a à? cô vân đào trầm giọng nói ngữ khí băng lãnh Tô tiền bối cái này phải hỏi triệu đạo hữu mới biết được bọn hắn ít nhất trong hơn nửa tháng nghiêm lâm lan ý vị thâm trường nói cô vân đào nhìn về phía triệu hồng ánh mắt băng lãnh. Tại đây không có gì, ta chỉ là chờ nhân mà thôi, Triệu Hồng kiên trì nói, hắn đương nhiên sẽ không đơn giản nói ra huyền thiên tiên quả tồn tại. Tô Vân Đào hừ lạnh nhất thanh, lật tay lấy ra một khỏa kim quang lóng lánh viên châu, đánh vào một đạo pháp quyết, kim sắc viên châu lập tức sáng lên một trận chói mắt kim quang. Một lát sau, Tô Vân Đào hai mắt trừng thật to, thần sắc kích động. Các ngươi lập tức rời đi nơi này, lão phu không muốn giết người. Tô Vân Đào ra lệnh trục khách, ngữ khí băng lãnh nghiêm lâm lan cùng một yêu yêu không biết đạo chuyện gì xảy ra bọn hắn cũng nhìn ra được tô vân đào khẳng định phát hiện rất trân quý tu tiên tài nguyên nếu không sẽ không để cho bọn hắn rời đi tiền bối là muốn nuốt một mình huyền thiên chi vật triệu hồng nhíu mày nói nếu như không nói rõ ràng là huyền thiên tiên quả nghiêm lâm lan cùng một yêu yêu nói không chừng hội dẫn người rời đi bởi như vậy huyền thiên tiên quả liền sẽ rơi vào tô vân đào trên tay cái gì huyền thiên chi vật một yêu yêu hoảng sợ nói vẻ mặt chấn kinh nghiêm lâm lan sắc mặt biến 10 phần ngưng trọng nói nhỏ chuyện đi một kiện huyền thiên chi vật có thể cải biến một môn phái hưng suy nói lớn chuyện ra có thể cải biến huyền linh đại lục thế cục phải biết huyền linh đại lục nhân tộc trấn tộc chi bảo huyền linh hóa thiên kỳ là không trọn vẹn phẩm cái này hậu thiên luyện chế ra tới huyền thiên chi bảo nếu là có một kiện huyền thiên chi vật làm không tốt nhân tộc có thể có được một kiện huyền thiên chi bảo nhìn tới không cho các ngươi một điểm nhan sắc nhìn xem các ngươi là không nguyện ý rời đi Câu vân đào sắc mặt lạnh lẽo liền muốn động thủ khu trục nghiêm lâm lang chờ nhân. Đúng lúc này, nơi xa chân trời xuất hiện hơn 10 đạo động quang, Tô Vân Đào chỉ có thể dừng tay. Không có qua bao lâu, hơn 10 đạo động quang, chính là Vương Trường Sinh một nhóm nhân, Vương Sư Đệ, Cung Sư muội Mã Sư muội các ngươi cuối cùng là chạy tới, chúng ta phát hiện một kiện huyền thiên tiên thụ, huyền thiên tiên quả gần thành thục, làm không tốt lại có một kiện huyền thiên chi vật. Triệu Hồng Cao giọng nói, hắn nói là cấp tất cả mọi người nghe, vũng nước đục mới có thể mò cá huyền thiên chi vật vương trường sinh đám người sắc mặt biến ngưng trọng lên này có thế không là bình thường đồ vật vương trường sinh nghĩ đến gốc kia từ thiên hồ giới lấy được huyền thiên tiên đằng không biết đạo kết quả không có huyền thanh phái lấy được một tờ thiên hương ngọc thư ghi lại nhiều loại huyền thiên chi bảo phương pháp luyện chế cái này nhân tinh vi luyện chế ra hậu thiên huyền thiên chi bảo còn là không trọn vẹn phẩm nếu như huyền thiên tiên thụ hoặc là huyền thiên tiên đằng mọc ra huyền thiên tiên quả hái xuống chính là huyền thiên chi vật cái này tiên thiên huyền thiên chi bảo Vương Trường Sinh đám người ánh mắt biến lửa nóng, nếu là có thể mang theo một kiện huyền thiên chi vật trời đi huyền linh động thiên, tuyệt đối là một cái công lớn. Cho dù là phụ trợ đồng môn lấy tới huyền thiên chi vật, công lao cũng không nhỏ. Tô Vân Đào nhướng mày, Triệu Hồng như thế nhất hô, mặt khác nhân là không thể nào đơn giản nhượng bộ. Trấn Hải cung có thập lục danh hóa thần, Huyền Thanh phái 12 tên hóa thần, Thần binh môn 7 tên hóa thần, Cửu Diễm môn 6 tên hóa thần, mà Vạn Linh môn chính có 6 tên hóa thần, muốn giết chết hơn 40 vị hóa thần tu sĩ, này cũng không dễ dàng, giải quyết mặt khác hóa thần tu sĩ, còn có ba con lục giai yêu thú cản đường. Mặc kệ chúng ta người nào lấy được huyền thiên chi vật, đối nhân tộc tới nói đều là một chuyện tốt, loại bảo vật này không thể rơi vào dị tộc trên tay. Tô Vân Đào trầm giọng nói. Ở đây tu sĩ hai mặt nhìn nhau, Tô Vân Đào lời này là có ý gì? Có dị tộc trà trộn vào tới. Ngoài mấy trăm dặm, mặt đất bỗng nhiên nổ bể ra đến, viễn âm bỗng nhiên từ lòng đất bay ra, một cái con rết màu vàng cùng hoàng sắc cự hạt từ lòng đất chui ra, bọn chúng đều là ngũ giai thượng phẩm. Huyễn âm há mồm phát ra nhất thanh bén nhọn chói tai gian tiếng gào, phun ra một cổ vô hình sóng âm, thẳng đến bọn chúng mà đi. Âm âm. Mặt đất bỗng nhiên ao hãm xuống dưới, hiện ra nhất cái hố to, con rết màu vàng cùng hoàng sắc cự hạt bên ngoài thân hoàng quan đại phóng, một tầng dày đặc áo giáp màu vàng thiếp thân nổi lên, thân thể của bọn chúng lâm vào trong lòng đất, bên ngoài thân áo giáp màu vàng xuất hiện một đạo đạo dài nhỏ vết rách phát ra trầm thấp tê minh thanh, lộ ra hết sức thống khổ. Huyễn âm đỉnh đầu tạo nên một trận gần sóng, một đầu hồng quang lưu chuyển bất định long trảo trống rỗng hiển hiện, chụp về phía huyễn âm. Huyễn âm đang muốn thi pháp ngăn cản, nhất thanh đinh tai nhất ốc tiếng hổ gầm vang lên, huyễn âm hoảng sợ phát hiện, tự mình tạm thời vô pháp điều động pháp lực. Hồng sắc long trảo vỗ xuống, một tiếng hét thảm, huyễn âm ngã nhào trên đất trên mặt, thổ huyết không ngừng, sắc mặt tái nhợt. Linh quang lóe lên, năm mai linh quang lấp lóe không ngừng vòng tròn bỗng nhiên xuất hiện năm mai vòng tròn linh khí kinh người rõ ràng là hạ phẩm thông thiên linh bảo trong nháy mắt bao lấy huyễn âm tứ chi cùng cổ huyễn âm phát hiện tự mình đề không nổi một tia pháp lực trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ một đạo động quang từ trên trời giáng xuống chính là tô vân đào huyển âm trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc nói ngươi nhất trực biết ta đi theo phía sau ngươi ngươi không hội thật sự cho rằng có thể đi theo lão phu đằng sau kiếm tiện nghi đi tự ngươi những này mánh khóe đều là lão phu chơi còn lại. Tô Vân Đào cười khẩy nói, như là bình thường hóa thần tu sĩ, tự nhiên không phát hiện được huyễn âm tồn tại, Tô Vân Đào có thế không là bình thường hóa thần, mà là hợp thể tu sĩ phân thân. Tô Vân Đào sắc mặt lạnh lẽo, tay phải sáng lên một đạo hồng quang, đặt ở huyễn âm trên đầu. Huyễn âm phát ra tiếng kêu thê thảm, ngũ quan vạn vẹo. Huyễn âm vô pháp điều động một tia pháp lực, muốn tự bộc cũng khó khăn. Một lát sau, Tô Vân Đào thu về bàn tay khắc chủng hạ hơn 10 đạo cấm chế, lại tế ra nhất tọa hồng quang lưu chuyển không ngừng bảo tháp, đem huyễn âm thu vào. Khó được bắt được một tên giả xoa tộc, nói không chừng ngày sau có thể phát huy tác dụng to lớn, đương nhiên sẽ không đơn giản giết chết huyễn âm, từ Tô Vân Đào xuất thủ, đến khắc hàng phục huyễn âm, không đến 10 hơi, tốc độ chi khoái, Vương Trường Sinh bọn người cảm thấy hết sức kinh ngạc. Vương Trường Sinh nhìn ra được, Tô Vân Đào tế ra bộ kia bảo vật có thể giam cầm tu tiên giả pháp lực, khắc lên đề phòng chi tâm. Đúng lúc này, một trận vang vọng vân tiêu tiếng thú gào vang lên. Tô Vân đào sắc mặt biến hóa, vội vàng hướng về thanh âm đầu nguồn bay đi. Chúng tu sĩ nhao nhao nhìn về phía thanh âm đầu nguồn, hoặc mượn nhờ bảo vật, hoặc thi triển bí thuật. Song Đồng Thử từ Vương Trường Sinh trong tay áo phi bò đi ra, leo đến Vương Trường Sinh trên bờ vai. Vương Trường Sinh lấy ra một quả màu vàng kim nhạt trái cây, đưa cho Song Đồng Thử. Song Đồng Thử móng vuốt ôm kim sắc quả gặm cắn, trong mắt sáng lên chói mắt hoàng quang. Mượn nhờ Song Đồng Thử biến dị linh đồng, Vương Trường Sinh có thể thấy rõ, mấy trăm dặm chi có, nhất tọa ở vào sơn cốc hẹp dài, cốc bên trong hoàn toàn mơ hồ, hiển nhiên là bày ra cấm chế nào đó, bất quá rất nhanh, cốc bên trong tình cảnh trở lên rõ ràng, hiển nhiên có nhân triệt bỏ cấm chế. Sơn cốc phần cuối có nhất tọa cao hơn trăm trượng màu xanh quả thụ, lá cây cùng thân cây bao phủ một tầng chói mắt thanh quang, tán cây to lớn vô cùng, trên cây mang theo nhất khối màu xanh nhạt hình chữ nhật khối gỗ, linh quang lập lòe, bên ngoài trải rộng huyền ảo đường vân. Huyền Thiên Tiên Quả Vương Trường Sinh hít thở biến dồn dập lên, hình chữ nhật khối gỗ chính là huyền thiên tiên quả, dựa theo điển tịch ghi lại, huyền thiên tiên quả vừa bắt đầu là trái cây, theo thời gian trôi qua, hội trưởng thành mặt khác hình dạng, thành thục kỳ lại biến thành đặc biệt hình dạng, không có quy luật có thể nói. Xem ra, cái này huyền thiên chi vật hẳn là một kiện tấm trắng. Huyền thiên huyền thiên, đoạt thiên địa chi tạo hóa, huyền thiên chi bảo là đại địa dựng dục ra tới thiên tài địa bảo, quy lực thường thường vượt qua hậu thiên luyện chế ra tới huyền thiên chi bảo ba con hình thể to lớn dị thú canh giữ ở nơi sơn cốc bọn chúng không ngừng phát ra từng đợt hưng phấn tiếng gào thét dị thú đầu rồng hổ thân đuôi rắn cánh chim trên đầu đều có một đôi kim sắc long giác bọn chúng đều là lục giai yêu thú huyền thiên tiên quả sắp chín rồi phải nghĩ biện pháp dẫn ra bọn chúng mới được tô vân đào trầm giọng nói chúng ta có thể bày trận đưa chúng nó dẫn vào trận pháp bất quá muốn đem ba con lục giai yêu thú dẫn vào trong trận pháp cũng không dễ dàng làm không tốt chúng ta hội thân tử đạo tiêu Triệu Hồng nhíu mày nói, muốn sử dụng linh dược hoặc là thiên tài địa bảo dẫn dụ lục giai yêu thú, biện pháp này rất khó đi được thông, yêu thú đến lục giai, mặc cho vô pháp hóa hình, linh trí cũng không sẽ quá thấp. Tô Tiền Bối, các ngươi vạn linh môn thông thạo khu trùng ngự thú chi thuật, nên có biện pháp đi. Một yêu yêu nhìn về phía Tô Vân Đào, trầm giọng hỏi, lão phu có một ít biện pháp, không biết đạo có không có hiệu, bất quá muốn vây khốn này yêu, tốt nhất là sử dụng lục giai trận pháp. Tô Vân Đào ngữ khí nghiêm khắc, Hóa thần tu sĩ thôi động trung phẩm thông thiên linh bảo muốn hao tổn đại lượng pháp lực, tương đối mà nói, dùng lục giai trận pháp tương đối tốt. Nhiều vị hóa thần tu sĩ khống chế trận pháp vây khốn lục giai yêu thú, chẳng khác nào giảm bớt một chút đối thủ cạnh tranh. Ở đây tu sĩ đều rất là tán thành, bọn hắn cũng không phải không có khốn địch bảo vật, nếu như sử dụng bảo vật vây khốn lục giai yêu thú, làm như vậy hội gia tăng đối thủ cạnh tranh, có bảo vật như vậy, giữ lại xem như ác chủ bài không tốt sao? Bọn hắn đi qua thương nghị một chén trà thời gian, tính toán liên thủ vây khốn yêu thú. Bọn hắn bày ra ba bộ lục giai trận pháp, mỗi bộ lục giai trận pháp có 12 tên hóa thần tu sĩ khống chế trận pháp, còn lại 11 người đem huyền thiên tiên thụ cùng huyền thiên chi vật nắm bắt tới tay, trấn hải cung nhân số tương đối nhiều, Vương Trường Sinh, Hung Như Yên, Mã Thiên Thiên, Triệu Hồng, Tôn Yên năm người ngay tại 11 người bên trong, còn lại lục nhân theo thứ tự là Tô Vân Đào, Một Yêu Yêu, Nghiêm Lâm Lan, Trịnh Thu Nguyệt, Nghiêm Phong, Kim Thắng, Ninh Lan chờ 36 người khống chế lục giai trận pháp vây khống lục giai yêu thú. 11 người bên trong, vạn linh môn chính có Tô Vân Đào một người, Nghiêm Phong, Kim Thắng cùng Nghiêm Lâm Lan đều là huyền thanh phái đệ tử, hung như yên tu vi là thấp nhất, hóa thần trung kỳ. Thương nghị tốt đằng sau, Ninh Lan chờ nhân vội vàng lấy ra trận kỳ trận bàn bày trận, vương trường sinh đám người hướng về huyền thiên tiên thủ sở tại địa bay đi. Không có qua bao lâu, bọn hắn ngừng lại, cự ly huyền thiên tiên thủ có mấy dặm xa, bọn hắn không dám áp quá gần, để tránh gây nên lục giai yêu thú cảnh giác nói thật nếu không phải lục giai yêu thú tâm tư đều tại huyền thiên tiên quả trên thân lục giai yêu thú đã sớm giết ra tới cái này khu linh dịch bôi lên toàn thân có thể che giấu khí tức các ngươi muốn hay không bôi một chút tô vân đào nhiệt tình nói lấy ra nhất cái màu xanh nhạt hồ lô đưa cho trịnh thu nguyệt đa tạ tô tiền bối hảo ý phản bối không hứng thú trịnh thu nguyệt biển chuyển cự tuyệt nàng mới sẽ không đơn giản tin tưởng tô vân đào vương trường sinh chờ nhân thẳng lắc đầu đều cự tuyệt bọn hắn có thế không tin Tô Vân Đào sẽ như vậy hảo tâm. Tô Vân Đào cũng không tức giận, từ trong hồ lô đổ ra một chút tản mát ra mùi tanh hôi vị chất lỏng, bôi lên toàn thân. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, lục gia yêu thú tự hồ muốn đối huyền thiên tiên quả hạ thủ. Triệu Hồng thúc dục nói. Tô Vân Đào chờ nhân phân tán ra đến, thi pháp che giấu. Vương sư đệ, cung sư muội, công sư muội, mã sư muội, các ngươi chờ một lúc kéo mặt khác nhân, vì ta tranh thủ thời gian, ta phụ trách đem huyền thiên chi vật nắm bắt tới tay trở về tông môn các ngươi cũng có công lao triệu hồng truyền âm nói ánh mắt lửa nóng triệu sư huynh ta có biện pháp cướp được huyền thiên chi vật các ngươi ngăn trở mặt khác nhân cho ta tranh thủ thời gian mã thiên thiên phản bác nếu như lấy được huyền thiên chi vật đây tuyệt đối là một kiện đại công lao không cần vì xung kích luyện hư tu tiên tài nguyên phát sầu nàng tự nhiên không chịu đơn giản nhượng bộ ngươi có biện pháp ta không có biện pháp nghe ta các ngươi ngăn đón mặt khác nhân Ta phụ trách đem Huyền Thiên chi vật nắm bắt tới tay. Triệu Hồng không nhường chút nào bước. Vương sư đệ cùng Ung sư muội thần thông không nhỏ, ba người bọn họ liên thủ nên có thể ngăn lại mặt khác nhân, ta không cần thiết nghe ngươi mệnh lệnh. Mã Thiên Thiên cười lạnh nói, đây chính là liên quan đến ngày sau đạo đồ, vô luận như thế nào, nàng đều sẽ không nhượng bộ. Vương Trường Sinh cùng Ôn Như Yên liếc nhau một cái, đến lúc này, bọn hắn trả không nguyện ý một lòng đoàn kết, lẫn nhau phá, đây cũng không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên gia nhập Trấn Hải cung thời gian tương đối trễ, tư lịch thấp, bọn hắn không có tự đại đến muốn để Triệu Hồng ba người ngăn lại tu sĩ khác, huống chi, Vương Trường Sinh không cho rằng dễ dàng như vậy lấy tới huyền thiên chi vật. Ai cũng muốn được huyền thiên chi vật, ngầm hiểu lẫn nhau. Triệu Hồng cưỡng chế lửa giận trong lòng, xong Vương Trường Sinh ba người phân phó nói, Tôn Sư muội, Vương Sư Đệ, Quân Sư muội, các ngươi chờ một lúc ngăn lại mặt khác nhân, cho chúng ta tranh thủ thời gian. Vương Trường Sinh ba người đáp ứng, tiến nhập huyền linh động thiên phía trước, Trần Nguyệt Dĩnh dặn đi dặn lại, để bọn hắn phục tùng triệu hồng mệnh lệnh, bọn hắn đương nhiên sẽ không vi phạm. Trống, nương theo lấy một trận đinh tai nhất ốc tiếng thú gào vang lên, mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, hai vệt độn quang nhanh chóng lướt qua không trung, chính là hai cái lục giai yêu thú. Không có qua bao lâu, bọn chúng tự xuất hiện tại một mảnh đất trống trải trên không, trên mặt đất cắm một điếu đốt xích hồng sắc đàn hương, trong không khí tràn ngập một cổ kỳ lạ dị hương. Vạn yêu hương, dùng thất giai phiên hải kình thể nội long tiên hương cùng vạn năm kim đàm một luyện chế mà thành cho dù là thất giai yêu thú cũng khó có thể ngăn cản tô vân đào vốn là muốn lợi dụng vạn yêu hương dẫn ra mặt khác lục giai yêu thú thừa cơ ngắt lấy trân quý vạn năm linh dược đáng tiếc linh dược bị yêu thú ăn hết vừa vặn dùng tới dẫn dụ lục giai yêu thú trống hai cái yêu thú ngửi được vạn yêu hương tản ra đặc thù mùi nhao nhao phát ra hưng phấn tiếng gào thét đôi mắt biến thành huyết hồng sắc lộ ra mười phần táo bạo đúng lúc này mặt đất bỗng nhiên đung đưa kịch liệt đứng lên, 306 đạo thanh sắc cột sáng phóng lên tận trời, thẳng đến không trung mà đi. Một đầu dị thú tựa hồ phát giác được cái gì, hai cánh hung hăng một cái, bỗng nhiên từ biến mất tại chỗ không thấy. 306 đạo thanh sắc cột sáng hội tụ đến nhất chỗ, hợp làm một thể, hóa thành nhất cái dày đặc thanh sắc quan mạc, bao lại phương viên mấy trăm dặm. Thanh sắc quan mạc bên ngoài hiện ra vô số huyền ảo phù văn, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành giao long, ô quy, linh điệp, cự viên chờ đồ án, có trên trăm loại yêu thú. Lục giai khốn địch trận pháp bách thú tỏa linh trận. Mặt đất đung đưa kịch liệt đứng lên, hư không vặn vẹo biến hình, tựa hồ chịu đến một loại nào đó huyền ảo lực lượng. Hư không sáng lên một đạo linh quang, một cái khác gì thú trống rỗng hiển hiện, nó bên ngoài thân hiện ra một đoàn xích sắc hỏa diễm, bao vây lấy toàn thân, nó mở ra huyết bồn đại khẩu, một đạo thô to không gì sánh được xích sắc hỏa trụ bao phủ mà xuất, đánh vào trên mặt đất. Ầm ầm tiếng vang, mặt đất nổ ra nhất cái hơn nghìn trượng đại hố to, trong hầm có rõ ràng dấu hiệu hòa tan, bốc lên từng đợt khói xanh. Sau một khắc, một đạo đạo ngân sắc cột sáng phóng lên tận trời, hình thành nhất cái cự đại ngân sắc lồng giam, đem phương viên mấy trăm dặm bao lại, ngân sắc lồng giam bên ngoài trải rộng vô số ngân sắc hồ quan điện. Lục giai trận pháp huyền lôi diệt yêu trận. Như thế nào chính có hai cái dị thú? Một cái khác đây. Ninh Lan nhíu mày nói, rõ ràng có ba con lục giai yêu thú. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, chấp hành đệ tam bộ phương án đi. Vây khốn này hai cái lục giai yêu thú cũng không tệ. Công Lam đề nghị, bọn hắn chế định nhiều bộ phương án, mặt đất bỗng nhiên bùng nổ, bụi đất mạng thiên phi vũ, vô số hoàng sắc sa lịch bị cuồng phong thổi tới không trung, hóa thành một đạo to lớn hoàng sắc sa màng, bao lại phạm vi ngàn dặm, đem ngân sắc lồng giam cùng thanh sắc quan mạc đều bao lại. Lục giai trận pháp hoàng sa tỏa thiên trận, mặc cho hai cái lục giai yêu thú phá trận mà xuất, 36 tên hóa thần tu sĩ khống chế để tam bộ trận pháp, vây khốn hai cái lục giai yêu thú một đoạn thời gian không có vấn đề. Một bên khác, cái thứ ba lục giai dị thú nhào về phía huyền thiên tiên quả, tự hồ muốn thôn vệ huyền thiên tiên quả. Dị thú đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu hồng quang lòe lòe long trảo trống rỗng hiển hiện, nhanh chóng chụp về phía dị thú. Dị thú một đôi độc giác đều bắn ra một vệt kim quang, đánh tan hồng sắc long trảo, kim quang lóe lên, một trương kim quang lấp lóe không ngừng túi lưới trống rỗng hiển hiện, túi lưới bên ngoài trải rộng huyền ảo phù văn, linh khí kinh người, hiển nhiên là một kiện hạ phẩm thông thiên linh bảo. Kim sắc túi lưới trong nháy mắt chụp xuống, bao lại dị thú thân thể, nhanh chóng co vào. Dị thú phát ra nhất thanh tiếng gầm gừ phẫn nộ, bên ngoài thân hiện ra một cổ màu xanh hỏa diễm, há mồm phun ra một đạo hồng quang, ra sức xé rách kim sắc túi lưới, tạm thời không có tác dụng gì. Một đạo ngũ sắc linh quang kích xạ mà đến, rõ ràng là một trương ngũ sắc phù triện, bảo quang lấp lóe không ngừng, linh khí kinh người. Một tiếng vang trầm, ngũ sắc phù triện bỗng nhiên vỡ ra, hóa thành ngũ sắc linh quang bao lại dị thú dị thú lập tức đình chỉ giải dụa, không nhúc nhích giống như bị định trụ huyền thiên tiên thủ phụ cận sáng lên một đạo hồng quang hiện ra tô vân đào thân ảnh thần sắc của hắn kích động đúng lúc này đỉnh đầu của hắn tạo nên một trận gợn sóng một đầu kim quang lấp lóe đại thủ trống rỗng hiển hiện lấy thế xét đánh không kịp bưng tay chụp về phía tô vân đào trịnh thu nguyệt chờ nhân nhao nhao công kích tô vân đào bọn hắn đều không nghĩ tô vân đào cướp đi huyền thiên chi vật vương trường sinh nhướng mày nhìn về phía bị ngũ sắc linh quang định trụ dị thú khắc khoát tay một vệt kim quan bay ra rõ ràng là một phương kim quang lóng lánh tiểu ấn kim sắc tiểu ấn sáng lên chói mắt kim quang phía sau biến mất không thấy sau một khắc kim sắc tiểu ấn xuất hiện tại dị thú đỉnh đầu hình thể bạo trướng tới nhất tọa núi cao nguy nga lớn nhỏ đối diện nện xuống mắt thấy kim sắc cự ấn liền muốn đem dị thú tạp thành thịt nát kim sắc cự ấn xuống lạc tốc độ trì trệ giống như bị thứ gì chặn vương trường sinh pháp quyết vừa bấm kim sắc cự ấn kim quan sáng rõ bất quá rất nhanh một cổ xích sắc hỏa diễm bao phủ mà xuất bao vây lấy toàn bộ kim sắc cự ấn một tiếng vang trầm kim sắc cự ấn trong nháy mắt bay rớt ra ngoài nhất cái cự đại không gì sánh được dị thú hư ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở trên không tản mát ra một cổ kinh khủng vi ác pháp tướng vương trường sinh sắc mặt ngưng tụ trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không lành trống vị thú hư ảnh linh Quang đại phóng phát ra nhất thanh vang vọng đất trời tiếng thú gào như cùng sấm trên bình thường chấn động đến vương trường sinh chờ nhân hai tai vang ong ong, huyết dịch sôi trào, tự hồ tùy thời muốn xông ra thể nội. Cung như yên tu vi tương đối thấp, sắc mặt đỏ bừng lên, phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt tái nhật xuống tới. Hiển nhiên, dị thú thi triển đặc thù nào đó thần thông, vương trường sinh hiện tại là hóa thần đại viên mãn, nghe được này thanh âm, chỉ là cảm giác khí huyết quay cùng, vận chuyển pháp lực, liền không có đáng ngại. Tô Vân Đào mấy người cũng cũng không khá hơn chút nào, lục giai yêu thú đã thoát khốn, muốn theo nó dưới mí mắt cướp đi huyền thiên chi vật, điểm này cũng không dễ dàng. Ngũ sắc linh quang như cùng mặt kính đồng dạng chia năm sẻ bảy, hóa thành điểm điểm linh quang biến mất không thấy. Dị thú hư ảnh độc giác đều bắn ra một vệt kim quang, thẳng đến Tô Vân Đào mà đi, hắn cách huyền thiên chi vật gần nhất. Tô Vân Đào đỉnh đầu tạo nên một trận gần sóng, một đầu vàng ống ánh đại thủ trống rỗng hiển hiện, chụp về phía Tô Vân Đào. Hắn hữu quyền hướng về đỉnh đầu một đập, hư không chấn động vạn vẹo, cùng cuộn liệt diễm bao phủ mà xuất hóa thành một đầu hồng sắc long trảo chụp về phía bàn tay lớn màu vàng ống hai thanh kim sắc phi đao một cái phi kiếm màu xanh lam cùng một cây hoàng sắc sa mâu kích xạ mà đến tô vân đào là hợp thể tu sĩ phân thân uy hiếp quá lớn bị mặt khắc hóa thần tu sĩ tập kích tô vân đào đang muốn thi pháp ngăn cản một trận phản âm vang lên hắn cảm thấy có chút phiêu nhiên đứng lên hoảng hốt tầm đó ánh mắt biến ngốc trễ xuống tới chờ hắn khôi phục thanh tĩnh hai đạo kim quang đánh vào trên người hắn phanh phanh trầm đục vài kiện thông thiên linh bảo lần lượt kích trên người Tô Vân Đào, như cùng đánh vào tường đồng vách sắt thượng diện. Tô Vân Đào mặc lộ vẻ dữ tợn, trên đầu mọc ra một đôi hồng sắc long giác, trên thân mọc ra đại lượng hồng sắc vảy rồng, hai tay hóa thành long trảo. Yêu hóa. Vương Trường Sinh lông mày nhíu lại, Tô Vân Đào không hổ là hợp thể tu sĩ phân thân, ngạnh sinh sinh tiếp được nhiều kiện thông thiên linh bảo công kích, đều có thể bình yên vô sự, lòng đất bỗng nhiên chui ra đại lượng kim sắc bụi gai, kim sắc bụi gai thô to không gì sánh được, mọc đầy gai sắc cuốn lấy tô vân đào thân thể trịnh thu nguyệt lật tay lấy ra nhất mặt thanh quan lòe lòe tiểu kính còn chưa tới được tế ra này bảo một đạo vang vọng đất trời tiếng long ngâm vang lên sắc mặt của nàng nhất bạch tự hồ bị một loại nào đó thống khổ tô vân đào biến thành nửa dao chi thân nửa người trên là nhân nửa người dưới là dao vẻ mặt sát khí đúng lúc này huyền thiên tiên thủ phụ cận sáng lên điểm điểm lam sắc hơi nước quay tiếp một vòng bỗng nhiên hóa thành triệu hồng thân ảnh triệu hồng trên thân dán một trương ngân quan lấp lóe không ngừng phù triện một đoàn ngân quang bao lại triệu hồng hắn mới vừa xuất hiện lúc đầu triệu hồng bỗng nhiên biến thành điểm điểm lam quang biến mất không thấy triệu hồng lật tay lấy ra một cái lam quang lòe lòe đoạn đao bổ về phía huyền thiên tiên thụ một tiếng vang trầm một mai thanh quang lòe lòe hình chữ nhật khối gỗ rớt xuống tô vân đào đột nhiên giận dữ đang muốn thi pháp công kích triệu hồng đỉnh đầu của hắn sáng lên một đạo chướng mắt kim quang một mai kim sắc viên châu bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn kim sắc viên châu quay tiếp một vòng Tách ra một đoàn chướng mắt kim quang, bao lại Tô Vân Đào thân thể, Tô Vân Đào lập tức không thể động đậy. Triệu Hồng một phát bắt được màu xanh khối gỗ, hóa thành một đạo lam sắc động quang phá không mà đi, chớp mắt vài dặm, tốc độ rất nhanh. Nhất thanh vang vọng đất trời tiếng thú gào vang lên, chấn động đến chúng tu sĩ lỗ tai vang ong ong, khí huyết cuồn cuồn. Triệu Hồng nghe được này thanh âm, bỗng nhiên ngừng lại. Mặt đất một gốc cỏ dại sáng lên một trận chói mắt kim quang, một cây cành lá rậm rạp kim sắc đại thụ bỗng nhiên hiển hiện. hiện chính là nghiêm lâm lan thụ yêu bàn tay lớn màu vàng ống vừa mới lộ diện thân cây bỗng nhiên nhanh chóng sinh trưởng nhanh chóng bệnh thành một đầu mọc đầy gai sắc bàn tay lớn màu vàng ống bàn tay lớn màu vàng ống bắt lại triệu hồng triệu hồng hộ thể linh quan lấp lóe không ngừng một đầu hơn 10 trượng đại bạch sắc băng phượng từ trên trời giáng xuống rơi vào bàn tay lớn màu vàng ống thượng diện một màn kinh người xuất hiện bàn tay lớn màu vàng ống trong nháy mắt kết băng phụ cận hư không xuất hiện đại lượng vụn băng nhiệt độ chợt hạ xuống băng phách chân diễm Triệu Hồng hoảng sợ nói, cái này một yêu yêu bồi dưỡng ra tới ngũ giai hỏa diễm, nếu là bị băng phách chân diễm đóng băng lại, chỉ có một con đường chết. Hắn vội vàng tế ra ba thanh lam quang lòe lòe phi đao, bổ vào bàn tay lớn màu vàng ống thượng diện, truyền ra khanh khanh trầm đục. Hắn bên ngoài thân lam quang đại phóng, muốn thi triển động thuật, bất quá bàn tay lớn màu vàng ống sáng lên một trận chói mắt kim quang, đánh gãy hắn thi pháp, một cái hơn trăm trượng dài xích sắc hỏa giao từ trên trời giáng xuống, đâm vào kim sắc trên đại thụ. Ầm ầm tiếng vang, xích sắc hỏa dao vỡ ra kim sắc đại thụ bị cuồng cuồng liệt diễm che mất ngọn lửa màu đỏ cùng bạch sắc hỏa diễm chạm vào nhau bột phát ra một mảng lớn sương mù màu trắng một yêu yêu pháp quyết vừa bấm bạch sắc hỏa diễm lập tức sáng rõ khí thế phóng đại xích sắc hỏa diễm nhanh chóng tránh lui sau cùng hóa thành một khỏa hồng quan lấp lóe không ngừng viên châu toàn bộ kim sắc đại thụ đều bị đóng băng ở triệu hồng cũng không ngoại lệ biến thành băng điêu không trung tạo nên một trận gợn sóng thanh quang lóe lên nhất tọa thanh quang lòe lòe cự tháp bỗng nhiên xuất hiện tại băng điêu trên không, phun ra một mảnh màu xanh hào quang, chụp vào băng điêu. Trống, một đạo như cùng sấm rền tiếng thú gào vang lên, chúng tu sĩ sắc mặt trắng bệch, lần này, Vương Trường Sinh có phòng bị, thôi động kim minh bội, thả ra một mảnh kim quang bảo vệ hắn cùng Uông Như Yên, Uông Như Yên không tiếp tục thổ huyết, bất quá sắc mặt cũng không dễ nhìn, vài kiện linh quang lòe lòe phát bảo đánh tới, chém vào tại màu xanh cự tháp thượng diện, màu xanh cự tháp lúc la lúc lắc. Trong hư không hiện ra điểm điểm xích sắc hỏa quang, nhất cái mơ hồ phía sau, hóa thành Mã Thiên Thiên thân ảnh. Mã Thiên Thiên lật tay lấy ra một cái hồng quang lòe lòe đoạn kiếm, hướng về màu xanh hào quang hư không vừa bổ, một đạo to lớn kiếm khí màu đỏ bao phủ mà xuất, màu xanh hào quang như cùng giấy đồng dạng vỡ ra đến, màu xanh cự tháp bay rớt ra ngoài. Mã Thiên Thiên trong mắt tàn khốc lóe lên, huy kiếm hướng về Triệu Hồng cánh tay bổ tới, Triệu Hồng bị băng phách chân diễm phong bế nhục thân, trừ phi một yêu yêu chủ động giải khai, bằng không hắn nhục thân đã hư mất, nàng không có giết Triệu Hồng, chỉ là chặt đứt một cánh tay, chỉ cần lấy được huyền thiên chi vật, này đều không là vấn đề. Đúng lúc này, bạch sắc hỏa diễm bỗng nhiên ngưng tụ, hóa thành một đầu trắng xóa đại thủ, chụp về phía mã thiên thiên. Mã thiên thiên pháp quyết vừa bấm, hồng sắc viên châu lập tức hồng quang đại phóng, hiện ra vô số xích sắc hỏa diễm, hóa thành một đạo dày đặc xích sắc tường lửa, đưa nàng bảo vệ. Trịnh thu nguyệt pháp quyết vừa bấm, lơ lửng lên đỉnh đầu màu xanh tiểu kính lập tức sáng rõ, phun ra một cổ màu xanh hào quang, bao lại mã thiên thiên, Mã Thiên Thiên lập tức bị định trụ, không thể động đậy. Một tiếng vang thật lớn, băng điêu chia năm xẻ bảy, vô số vụn băng bay tứ tung, Triệu Hồng tự bột nhục thân, một đầu mini nguyên anh ôm nhất khối thanh quang lòe lòe khối gỗ, hướng về không trung bay đi, ngũ mặt lam quang lòe lòe cờ phướng che chở mini nguyên anh, một đầu hình thể to lớn bạch sắc băng phượng nhào về phía mini nguyên anh, những nơi đi qua, hư không xuất hiện sáng rõ vụn băng. Một đạo lam vũ lất vất sóng âm cuốn tới, lướt qua bạch sắc băng phượng thân thể, bạch sắc băng phượng trong nháy mắt bùng nổ, Hóa thành một đoàn bạch sắc hỏa diễm, bộ phận hỏa diễm rơi trên mặt đất, mặt đất bỗng nhiên kết băng. Triệu Sư Huynh, Tôn Yên từ trên trời giáng xuống, rơi vào Mini Nguyên Anh trước mặt. Tôn sư muội, nhất định phải đem Huyền Thiên chi vật mang đi ra ngoài. Mini Nguyên Anh đem màu xanh khối gỗ ném cho Tôn Yên, chui vào Tôn Yên ống tay áo không thấy. Không có pháp thân, chính có Nguyên Anh, hắn căn bản bảo hộ không được Huyền Thiên chi vật, Mã Thiên Thiên bên ngoài thân hồng quang đại phóng, một đoàn xích kim sắc hỏa diễm trống rỗng hiển hiện. hiện bảo vệ toàn thân, màu xanh hào quang đức thành từng khúc. Triệu Hồng cướp được huyền thiên chi vật, mấy nhóm người xuất thủ cướp giết hắn. Trống. Dị thú phát ra nhất thanh đinh tai nhất ốc tiếng thú gào, như là cao không sấm rền, chúng tu sĩ đầu vang ong ong, khí huyết cuồn cuộn, hít thở biến dồn dập lên. Nó phun ra một đạo vô hình sóng âm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán, những nơi đi qua, hư không chấn động vạn vẹo, đất đá băng liệt, thảm thực vật hóa thành phấn. Vương Trường Sinh chờ nhân nhau nhau tế ra pháp bảo ngăn cản, bất quá không có tác dụng gì, bọn hắn không hẹn mà cùng bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn tinh huyết. Dị thú dơ lên cao cao cự trảo, hướng về hư không vỗ, dị thú hư ảnh lập tức làm ra động tác giống nhau, hư không chấn động vặn vẹo, một đầu to lớn thú trảo trống rỗng hiển hiện, chụp về phía Tôn Yên, Tôn Yên cảm giác một cổ vô hình chi lực chạm mặt tới, giống như nhất tọa nặng ức vạn cân đại sơn đè ở trên người, thở đều biến khó khăn. Nàng Ngọc Dung đại biến, hạnh hé miệng, một quả hồng quang lòe lòe viên châu bay ra, phù văn lấp lóe. Hồng sắc viên châu quay tiếp một vòng, tách ra một đạo dày đặc màn sáng màu đỏ bao lại Tôn Yên, màn sáng màu đỏ bên ngoài có nhất cái hồng sắc liên hoa đồ án. To lớn thú trảo đập vào hồng sắc hào quang thượng diện, màn sáng màu đỏ kịch liệt vặn vẹo, hồng sắc liên hoa xuất hiện một đạo đạo nhỏ bé vết rách, màn sáng màu đỏ ảm đạm xuống, hồng sắc viên châu xuất hiện mấy đạo nhỏ bé vết rách. Pháp tướng một kích trực tiếp nhường Tôn Yên bản mệnh pháp bảo bị hao tổn, có thể thấy được pháp tướng uy lực to lớn. Bản mệnh pháp bảo bị hao tổn tôn yên phun ra một miệng lớn tinh huyết sắc mặt tái nhợt xuống tới lục gia dị thú đang muốn tiếp tục công kích tôn yên nhất thanh chấn thiên hám địa nam tử tiếng hét lớn vang lên dị thú thân thể rung rẩy lên pháp tướng lấp lóe không ngừng linh quang lóe lên một trương linh quang lòe lòe phù triện bỗng nhiên xuất hiện tại dị thú đỉnh đầu phốc phốc trầm đục phù triện bỗng nhiên vỡ ra nhất cái cự cử đại cửu sắc lồng giam trống rỗng hiển hiện bao lại một tay cửu sắc lồng giam từ cửu đạo nhan sắc khác nhau cột sáng hợp lại mà thành phù văn lấp lóe lục giai khốn địch phù triện cửu cung hóa lung phù. Tôn Yên đỉnh đầu hư không ba động cùng một chỗ, một đầu to lớn hồng sắc long trảo trống rỗng hiển hiện, chụp về phía Tôn Yên. Một tiếng vang thật lớn, màn sáng màu đỏ trong nháy mắt vỡ vụn, hồng sắc long trảo vách trên người Tôn Yên, Tôn Yên phát ra nhất thanh tiếng kêu thê thảm, bay rớt ra ngoài, phun ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt tái nhợt xuống tới. Hồng sắc viên châu linh quang ảm đạm xuống, đi theo Tôn Yên bay rớt ra ngoài, một đầu hình thể to lớn bạch sắc băng phượng từ trên trời giáng xuống, nhào về phía tôn yên người nào có huyền thiên chi vật chính là đám người mục tiêu công kích bạch sắc băng vượng còn không có hạ xuống hư không tự xuất hiện đại lượng vụn băng tôn yên run rẩy một chút cảm giác rơi vào vạn năm trong hầm băng nàng phun ra một ngụm tinh huyết chui vào hồng sắc viên châu bên trong hồng sắc viên châu lập tức hồng quang đại phóng hóa thành một đạo màn sáng màu đỏ bảo vệ tôn yên tôn yên tế ra một cây hồng quang lưu chuyển không ngừng lệnh kỳ vòng quanh nàng nhất chuyển cuồn cuộn liệt diễm bao phủ mà xuất hóa thành một đầu xích sắc hỏa phượng thắng đi lên bạch sắc băng phượng là ngũ giai linh diễm sở hóa căn bản không phải phổ thông hỏa diễm có thể đối kháng xích sắc hỏa phượng cùng bạch sắc băng phượng chạm vào nhau lập tức bộc phát ra một cổ cường đại khí lãng xích sắc hỏa phượng thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kết băng biến thành băng điêu một đạo lam vũ lất vất sóng âm cuốn tới hư không chấn động vạn vẹo một tiếng vang thật lớn qua đi bạch sắc băng phượng thân thể nổ bể ra đến hóa thành vô số bạch sắc hỏa diễm chiếu xuống trên mặt đất nhân cơ hội này tôn yên thân hình rút lui vương trường sinh cùng uông như yên cũng chạy tới tôn yên một chút do dự đem khối kia màu xanh khối gỗ ném cho vương trường sinh thần sắc ngưng trọng dặn dò vương sư đệ cung sư muội các ngươi nhất định phải đem huyền thiên chi vật mang đi ra ngoài tìm an toàn chỗ trốn đứng lên vương trường sinh cho mày huyền thiên chi vật hiện tại chính là khoai lang bỏng tay người nào lấy được huyền thiên chi vật chính là mục tiêu công kích tôn yên tình huống hiện tại không ổn tự nhiên không dám cầm huyền thiên chi vật hiện tại có hai con đường bày ở vương trường sinh trước mặt hoặc là vương trường sinh cùng uông như yên mang theo huyền thiên chi vật trời đi hoặc là bọn hắn đem huyền thiên chi vật giao cho mã thiên thiên không nói đến mã thiên thiên có thể hay không bảo trụ huyền thiên chi vật trần nguyệt dĩnh liền sẽ không dễ tha vương trường sinh cùng uông như yên đừng đem huyền thiên chi vật giao cho mã sư tỷ nàng vì lấy được huyền thiên chi vật không tiếc chặt đứt triệu sư huynh cánh tay triệu sư huynh tự hủy nhục thân chính là không muốn để cho nàng lấy được huyền thiên chi vật tôn yên truyền âm nói ngữ khí có chút suy yếu Vương Trường Sinh trong lòng thở dài một hơi, hai cái hệ phái tranh đấu đã vô pháp điều hòa, chỉ có thể hắn cầm huyền thiên vật. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bên ngoài thân lam quan đại phóng, hóa thành một đạo lam sắc độn quan phá không mà đi, chớp mắt vài dặm. Chạy đi đâu, cấp lão phu lưu lại, Tô Vân Đào đột nhiên giận dữ, liền muốn xuất thủ công kích Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên. Một đạo sụp sôi tiếng đàn vang lên, Tô Vân Đào đầu choáng choáng nặng trĩu, phản ứng trì trệ. Chờ hắn lấy lại tinh thần, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã tại thượng ngoài trăm dặm. Tô Vân đào sầm mặt lại, ngửa mặt lên trời gào thét, truyền ra một đạo đinh tai nhức óc tiếng long ngâm, vang vọng phương viên mười vạn dặm, hắn bên ngoài thân hồng quang đại phóng, hóa thành một cái dài mấy trăm trượng xích sắc giao long, đuổi theo. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bị một đoàn lam quang bao vây lấy, nhanh chóng lướt qua không trung. Trước mặt hư không bỗng nhiên xuất hiện vô số sợi nhỏ bé hỏa diễm, nhất cái mơ hồ phía sau, ngưng tụ đến nhất chỗ, hóa thành một yêu yêu thân ảnh ngũ mặt toát ra từng tia từng tia bạch sắc hàng khí cờ phướng phiêu phù ở một yêu yêu bên người ngũ mặt cờ phướng mặt cờ lên đều có một đoàn bạch sắc hỏa diễm đồ án linh khí kinh người giao ra huyền thiên chi vật nếu không các ngươi trốn không thoát một yêu yêu lạnh mặt nói vẻ mặt sát khí ngũ mặt bạch sắc cờ phướng hiện ra vô số bạch sắc hỏa diễm hóa thành một đầu hình thể to lớn bạch sắc băng dao mang theo lạnh lẽo thấu xương nhào về phía vương trường sinh cùng uông như yên uông như yên hai ngón tay ôm lấy một cây dây đàn lỏng ngón tay ra hư không chấn động vạn vẹo một đạo lam sắc sóng âm bao phủ mà xuất hư không phát ra ong ong thanh âm tự hồ muốn vỡ ra tới lam sắc sóng âm nhanh chóng lướt qua bạch sắc băng giao thân thể bạch sắc băng giao thân thể trong nháy mắt nổ bể ra đến hóa thành vô số bạch sắc hỏa diễm lam sắc sóng âm trong nháy mắt đến một yêu yêu trước mặt một yêu yêu tế ra nhất mặt bạch sắc tiểu thuẫn ngăn tại thân trước lam sắc sóng âm như không có gì lướt qua bạch sắc tấm trắng đồng thời lướt qua một yêu yêu thân thể một yêu yêu nổ bể ra đến hóa thành vô số đạo bạch sắc hỏa diễm bị một yêu yêu như thế ngăn trở một chút tô vân đào đuổi theo hắn tay áo lắc một cái tế ra thiên thú phiên nương theo lấy một trận đinh tai nhất ốc tiếng thú gào vang lên 18 con ngũ giai yêu thú từ thiên thú phiên bên trong bay ra nhào về phía vương trường sinh cùng uông như yên bọn chúng còn không có cận thân các loại pháp thuật tự đánh tới vương trường sinh hít sâu một hơi tay áo lắc một cái cửu dao cổ bay ra rơi vào thân trước một quyền đánh vào cửu giao của mặt trống thượng chấn thiên hám địa tiếng long ngâm vang vọng phạm vi ngàn dặm một đạo lam sắc sóng âm sóng âm bao phủ mà xuất một trận to lớn tiếng đổ đùng đoàn vang lên dày đặc pháp thuật như cùng mùa xuân tuyết tan bình thường bị lam sắc sóng âm quét sạch sành xanh vương trường sinh cùng uông như yên đỉnh đầu tạo nên một trận gần sóng một đầu hơn nghìn trượng đại đại thủ trống rỗng hiển hiện đại thủ bên ngoài có long hổ phượng hoàng linh điệp chờ hư ảnh còn chưa hạ xuống tự cấp người nhất chủng cảm giác áp bách mạnh mẽ vạn linh môn độc môn bí thuật vạn linh cầm yêu thủ long ngâm phượng minh trùng khiếu tiếng vang lên vương trường sinh ngực kim minh bội sáng rõ thả ra một vệt kim quan bảo vệ bọn hắn mặc cho như thế bọn hắn vẫn còn có chút khó chịu đại thủ mang theo một cổ hủy thiên diệt địa khí tức vỗ xuống tự hồ muốn đem vương trường sinh cùng uông như yên phách thành thịt nát vương trường sinh lại là một quyền kích phía trên cửu giao cổ lại là một đạo tiếng long ngâm vang lên một đạo lam vũ lất phất sóng âm bao phủ mà suốt một tiếng vang thật lớn vạn linh cầm thú thủ cùng lam sắc sóng âm đồng quy vu tận cường đại khí lãng khuếch tán ra đến đem vài chục tòa đỉnh núi sang thành bình địa bụi mù đầy trời phương viên vài dặm đưa tay không thấy được năm ngón tô vân đào thấy cảnh này thầm giật mình hắn không nghĩ tới vương trường sinh cùng uông như yên có thể tiếp được một kích này hư không ba động cùng một chỗ nhất tọa kim quan lưu chuyển không ngừng cự ấn bỗng nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu bọn họ kim sắc cự ấn tản mát ra kinh người sóng linh khí kim sắc cự ấn mới vừa xuất hiện một cổ khó mà ngăn cản trọng lực tự đối diện mà xuống vương trường sinh cùng uông như yên cảm giác hư không siết chặt đừng nói xê dịch một bước hít thở đều biến khó khăn vương đạo hữu ngươi đem huyền thiên chi vật giao ra ta giữ ngươi vô sự xuất huyền linh động thiên ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi ít nhất giá trị 100 triệu linh thạch tu tiên tài nguyên linh đan bảo vật trận pháp tùy ngươi trịnh thu nguyệt thanh âm tràn đầy dụ hoặc nàng cũng không phải không bỏ được giết vương trường sinh mà là muốn kéo lũng vương trường sinh cùng uông như yên lấy thần binh môn thực lực muốn đem huyền thiên chi vật mang đi ra ngoài có chút khó khăn trịnh tiên tử tha thứ khó tòng mệnh vương trường sinh trực tiếp cự tuyệt thực đem huyền thiên chi vật giao cho trịnh thu nguyệt trần nguyệt dĩnh tuyệt đối sẽ không tha hắn vì huyền thiên chi vật triệu hồng nhục thân bị hủy tôn yên bản thân bị trọng thương bọn hắn liều chết đoạt đến huyền thiên chi vật vương trường sinh không có khả năng tùy tiện giao cho ngoại nhân vương sư đệ đem huyền thiên chi vật cho ta sau khi ra ngoài ta sẽ như thực bẩm báo lý sư tổ tuyệt đối không thể thiếu ngươi chỗ tốt Mã Thiên Thiên truyền âm nói, ngữ khí lo lắng, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Vương Trường Sinh vẫn không trả lời, Kim Sắc Cự Ấn đập xuống, hư không chấn động vặn vẹo, Vương Trường Sinh hai tay lam quang đại phóng, hướng về Kim Sắc Cự Ấn đập tới. Phanh phanh, hai tiếng trầm đục, Kim Sắc Cự Ấn bay rớt ra ngoài. Trịnh Thu Nguyệt đôi mắt đẹp trong hiện lên vài phần vẻ kinh ngạc, Vương Trường Sinh nhục thân chi lực mạnh như vậy. Ngạnh sinh sinh đánh bay Kim Loan Ấn, này bảo luyện vào thiên ngoại kỳ thạch, kỳ trọng không gì sánh được một cái to dài đuôi rồng đánh tới, Vương Trường Sinh hai tay giao nhau hướng phía trước chặn lại. Một tiếng vang trầm, Vương Trường Sinh cùng Uông Như y như cùng diều bị đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài, Vương Trường Sinh phun ra một miệng lớn tinh huyết, sắc mặt tái nhợt xuống tới. Dày đặc pháp thuật từ trên trời giáng xuống, kim sắc thiểm điện, màu xanh hỏa diễm, bạch sắc băng tiễn, hoàng sắc sa nhận các loại, che mất thân ảnh của bọn hắn. Cường đại khí lãng khuếch tán ra đến, từng tòa cao phong nổ bể ra đến, bụi mù cuồn cuộn, một cơn gió lớn thổi qua, bụi mù tán đi mặt đất lồi lõm vương trường sinh cùng uông như yên đã không thấy bóng dáng thổ động thuật nghiêm lâm lan hừ lạnh nhất thanh nhất tay tế ra một đầu hoàng quang lấp lóe không ngừng chùi y nhỏ trong nháy mắt phòng lớn đánh tới hướng mặt đất mặt đất đung đưa chia năm xẻ bảy xuất hiện một đạo đạo to dài khe hở giống như địa chấn ngoài trăm dặm nhất tọa thấp bé sườn đất bỗng nhiên bùng nổ hóa thành vô số chôn phấn vương trường sinh cùng uông như yên từ lòng đất bay ra song đồng thử ghé vào vương trường sinh trong ngực Vương Trường Sinh sắc mặt tái nhợt, trên thân vết máu từng đống, bất quá chỉ là trà phá da, không có trở ngại, Cung Như Yên cũng không có trở ngại. Bọn hắn liếc nhau một cái, bên ngoài thân lam quang đại phóng, hai người hóa thành một đạo độn quang hướng về không trung bay đi, chớp mắt 10 dặm, độn tốc tăng nhanh hơn rất nhiều, Câu Vân đào sắc mặt lạnh lẽo, lật tay tay lấy ra hồng quang lưu chuyển không ngừng trường cung, cánh cung trên có khắc một đầu sinh động như thật hồng sắc cự hổ. Hắn tay trái cầm cung, tay phải kéo cung. Một đạo vang vọng đất trời tiếng hổ gầm vang lên, vũ chi hồng quang lưu chuyển không ngừng xích sắc mũi tên trống trổng hiển hiện cẩn thận quan sát vũ chi hồng sắc mũi tên từ vô số ngọn lửa màu đỏ hợp lại mà thành tản mát ra kinh khủng nhiệt độ cao sưu 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 tiễn tiếng gào vang lên vũ chi hồng sắc mũi tên bắn ra hóa thành năm đạo hồng sắc trường hồng thẳng đến vương trường sinh cùng uông như yên mà đi vương trường sinh chờ nhân giao thủ một cái ninh lan mấy người cũng phát sinh nội chiến như vậy hai cái lục giai yêu thú rất nhanh thoát khốn vì lấy được huyền thiên chi vật bọn hắn liên thủ hợp tác hiện tại huyền thiên chi vật chiếm được bọn hắn lập tức trở mặt công kích lẫn nhau lục giai yêu thú thoát khốn phía sau lập tức công kích ninh lan chờ nhân năm tên hóa thần tu sĩ trong nháy mắt chết nơi xa chân trời truyền đến hai đạo tiếng kêu thảm thiết có nam có nữ bất quá rất nhanh làm sắc động quan độn quan phóng đại tốc độ lần nữa tăng nhanh không ít tô vân đào khẽ hừ một tiếng hóa thành một đạo hồng sắc động quan đuổi theo một yêu yêu chờ nhân theo sát phía sau đuổi theo mã thiên thiên cũng không ngoại lệ tôn yên tại cái khác đồng môn yểm hộ dưới đi theo đuổi theo thế lực thấp nơi ngươi truy ta đuổi lẫn nhau quấy nhiễu trong lúc đó bộc phát nhiều lần tranh đấu nhiều tên hóa thần tu sĩ chết thảm huyền linh động thiên bên ngoài trần nguyệt dĩnh chờ nhân ngay tại nói chuyện phím tính toán thời gian huyền linh động thiên sắp đóng lại các vị đạo hữu không bằng chúng ta đánh cược tự nhìn một phái kia đi ra đệ tử số lượng nhiều nhất như thế nào tôn vũ cười miễn đề nghị ngữ khí thân thiện tôn đạo hữu các ngươi huyền thanh phái phái 40 vị đệ tử đi vào, số người nhiều nhất, cực nhân số nhiều ít đối với chúng ta không công bằng, không bằng cực nhân số là số lẻ còn là số chẳng. Kim đỉnh chân quân đề nghị. Hừ, lần này không so lần trước, cũng không biết bên trong chuyện gì xảy ra, vẫn lạc nhân số viễn siêu lần trước, các ngươi còn có tâm tư đánh cược. Trần Nguyệt Dĩnh hừ nhẹ nhất thanh, có chút bất mãn nói, cũng không phải nói nàng nhiều xem trọng môn hạ đệ tử, nàng hy vọng môn hạ đệ tử mang ra nàng muốn đồ vật, đặc biệt là cửu lôi trúc. Mặc kệ bên trong chuyện gì phát sinh, chúng ta đều không xen tay vào được, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng đánh cược giải buồn. Tôn Vũ đề nghị, bọn hắn thủ tại chỗ này mấy tháng, đã không có gì tốt hàng huyên, tu luyện tâm đắc. Giao hoán vật phẩm, tu tiên giới chuyện hay việc lạ đều hàng huyên nhất trái lược Lão Phu không hứng thú đánh cược, các vị đạo hữu xin cứ tự nhiên. Một tên dáng người mập mạp kim bào lão giả nhíu mày nói, trong mắt tràn đầy vẻ u sầu, ống tay áo của hắn bên trên có một mai kim sắc lá cây đồ án. Lý gia tử đệ tử thương thảm trọng, hắn căn bản không có tâm tình đánh cược. Ta cũng không hứng thú, làm không tốt tinh hỏa tộc lão quái vật phái phân thân đi vào, đại khai sát giới, thôi được rồi, hy vọng càng nhiều người đi ra đi. Lý viêm biểu thị đồng ý.